Rể quý trời cho. Chương 1321, uổng làm cha người ta. Thiết Diện đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Tôi thắng. Thiết Diện khó tin nói. Lâm Thanh Diện từ dưới đất đứng lên, đi vào gần trước mặt, cười nói, đao phong của anh đánh tôi bị thương, bằng không tôi cũng sẽ không ngã như vậy, lần tỉ thí này, anh thắng, tôi tâm phục khẩu phục. Thế nhưng mà tôi, không cần nói gì nữa, thành toàn cho anh và người trong lòng anh chẳng lẽ không tốt sao? Lâm Thanh Diện đứng trước mặt Thiết Diện nhỏ giọng nói, lập tức nhìn về phía trên đài. Sắc mặt Vân Hạc xám xanh lại, kết quả này hiển nhiên ông ta không muốn, còn Vân Tịch Giao thì lại yên lòng. Nếu Lâm Thanh Diện đã không vi phạm ước định của hai người, vậy thì mình cũng sẽ tuân thủ lời hứa, giao quả thánh cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đứng trên sân thí luyện quay người nhìn Vân Hạc cất cao giọng nói, vẫn điện chủ, xem ra thực lực của binh lính dưới trướng ông cao hơn một bậc, tôi đã dùng toàn lực nhưng vẫn không phải là đối thủ. Khóe miệng Vân Hạc có chút co quắp, giọng nói trầm thấp, Lâm Thanh Diện, cậu thực sự đã dùng hết toàn lực à? Hay là cậu cố ý nhường? Thật sự tưởng tôi không nhìn ra à, tưởng che giấu tốt sao? Lâm Thanh Diện mỉm cười, sự thật chính là như vậy, nếu Thiết Diện đã giành được quán quân, như vậy phần thưởng cho lần tỉ thí này Thiết Diện được hưởng, cô Vân, cô đồng ý không? Trên mặt Vân Tịch Giao ửng hồng, cúi đầu nói, tôi không có ý kiến. Vân Hà cau mày, Tịch Giao, con làm sao vậy? Chẳng lẽ con thật sự muốn gả cho Thiết Diện? Cậu ta chỉ là binh sĩ mà thôi. Ba quy tắc là do ba định, luận võ chọn rể là do ba nghĩ ra, con gái chỉ nghe lời ba mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoang đường, Vân Hạc giận dữ, chuyện này, bàn lại. Nói rồi, ông ta giận dữ chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lâm Thanh Diện đứng sau lưng nói, Vân Hạc, ông thân là điện chủ, nói lời lại không giữ lời, chẳng lẽ ông không sợ người khác chê cười à? Vân Hạc nghe xong, vẻ tàn khốc trên mặt càng thêm nặng nề, Lâm Thanh Diện, cậu dám nói với tôi như vậy à? Sao không dám, ánh mắt Lâm Thanh Diện không có vẻ sợ sệt gì. Cậu nói người khác sẽ chế nhạo tôi. Sống lưng Vân Hạc thẳng tắp nhìn khắp bốn phía, nơi này đều là người của tôi, cậu hỏi họ một chút xem ai dám chế nhạo tôi. Lời vừa dứt, tất cả binh sĩ ở đây đều cúi đầu. Ở chỗ này, Vân Hạc là uy nghiêm nhất. Vẫn điện chủ, chẳng lẽ ông không biết người mà con gái ông thích chính là người quan thống lĩnh này sao? Lâm Thanh Diện lại nói. Cậu nói bậy, con gái của tôi sao lại thích cấp dưới của mình? Vân Hạc nghiêm nghị quát. Không tin ông hỏi lại cô ấy một chút. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, thân là ba, ngay cả tâm sự của con gái cũng không biết, đúng là uổng công làm cha. Cậu! Vân Hạc trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện một chút, lập tức chất vấn Vân Tịch Giao. Tịch Giao, chẳng lẽ cậu ta nói thật con thích tên Thiết Diện kia ư? Ba con! Vân Tịch Giao cắn môi, cô có nghĩ tới ba mình sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ lại phản ứng mạnh thế này. Cô liếc mắt nhìn dưới đài, lúc này biểu cảm trên mặt Thiết Diện vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng có thể tưởng tượng được trong lòng anh ta nhất định đang nổi gió nổi bão. Cô Vân, chẳng lẽ cô quên lời cô nói với tôi hôm qua rồi sao? Hạnh phúc của mình, nhất định phải cố gắng theo đuổi. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói. Vân Tịch Giao siết chặt tay thành đấm, nói khẽ, ba từ nhỏ tới lớn, sau khi mẹ chết đi con chưa từng chống lại mệnh lệnh của ba, ba bảo sao con làm vậy, khi đó con cảm thấy cuộc sống của con là vì ba mà tiếp diễn, cần phải như vậy, nhưng lần này, hôn sự của con muốn tự mình làm chủ. Tự con làm chủ, được bây giờ con trưởng thành rồi, cánh cứng rồi đúng không? Vân Hạc lớn tiếng nói, chẳng lẽ con không biết ba làm tất cả đều vì muốn tốt cho con sao? Ánh mắt Vân Tịch Giao dưng dưng, ba con van xin ba, lần này để cho con làm chủ đi, coi như rách đầu chảy máu, con cũng sẽ không oán không than. Con! Vân Hạc giơ tay lên, làm bộ muốn cho Vân Tịch Giao một cái tát. Con gái người ta dũng cảm thế, còn anh, chẳng lẽ ngay cả con gái cũng không bằng sao? Lâm Thanh Diện thấp giọng nói với Thiết Diện bên cạnh, gương mặt bình tĩnh của Thiết Diện cuối cùng cũng hiện lên một tia gợn sóng. Anh ta dũng cảm tiến lên trước một bước nói, điện chủ thuộc hạ thỉnh cầu người đừng nên giận công chúa. Nếu trừng phạt thì cứ trừng phạt thuộc hạ đi. Cậu, các người muốn tạo phản à? Vân Hạc lớn tiếng nói. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ và công chúa thực lòng yêu nhau, nếu điện chủ đã không nguyện ý gả công chúa cho tôi, vậy tôi tình nguyện cả đời đi theo công chúa, chỉ cần mỗi ngày có thể được nhìn thấy cô ấy là tôi an tâm rồi. Thiết Diện nói. Ba, nếu như ba không gả con cho Thiết Diện, con gái nguyện cả đời ở vậy không lấy chồng. Vân Tịch Giao cũng nói. Hai tay Vân Hạc nắm chặt thành quyền, trong lòng ông ta như có ngọn lửa đang hừng hực cháy. Nhiều năm rồi, trong bí cảnh này, ông ta chính là vua, cho tới bây giờ chưa có ai dám nói chuyện với mình như thế.
mà tất cả những chuyện này đều do đám người Lâm Thanh Diện đến thay đổi. Có thể xông vào đầm long, đủ để chứng minh tu vi của đám người Lâm Thanh Diện không thấp, bằng không đã nhiều năm như vậy rồi, chưa từng có ai có thể đi vào bí cảnh này. Mà so với Dư Thụ Tùng, cho dù là thực lực hay tâm trí của Lâm Thanh Diện đều cao hơn rất nhiều, người ưu tú như vậy, Vân Hạc đương nhiên muốn cố gắng kéo ở lại. Thế nhưng không ngờ, hiện thực lại thay đổi chóng mặt, không ngờ con gái của mình lại thích cấp dưới của mình. Nếu như con thực sự nghĩ như vậy thì cả đời này con cứ ở vậy đi. Vân Hạc lạnh giọng nói, tức giận rời khỏi nơi này. Trong mắt Vân Tịch Giao ngập nước mắt, nhất thời cô không biết nên làm gì mới tốt. Lâm Thanh Diện nhíu chặt mày, lối sống dường như không khác gì thời cổ đại của nước C. Vân Hạc ở chỗ này một mình đứng đầu, ngay cả hôn nhân của con gái mình cũng muốn một tay xử lý. Nói nhiều như vậy, kết quả là vẫn không lấy được quả thánh. Dư Thụ Tùng đứng ở một bên dưỡng thương chế nhạo nói. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn anh ta một cái, ngày mai chính là lúc rời đi, nếu không thì sẽ phải ở lại đây 10 năm. Lâm Thanh Diện, cảm ơn anh, có điều điện chủ đã nói vậy, tôi cũng bị cắt đứt suy nghĩ, có lẽ kiếp này tôi và công chúa vô duyên rồi. Thiết Diện nói, Lâm Thanh Diện nhìn Thiết Diện vẫn luôn giữ vững vẻ tỉnh táo, trầm giọng nói, hạnh phúc là cần bản thân tự mình theo đuổi, chỉ xem các người có dám bước ra khỏi một bước này không. Chuyện đến giờ đã không có cách giải quyết, dựa theo tính cách của điện chủ, hôm nay không trừng phạt tối trước mặt mọi người đã rất khoan dung với tôi rồi, những chuyện khác Thiết Diện không còn dám muốn. Lâm Thanh Diện nhìn Thiết Diện, tuy anh ta nói vậy nhưng Lâm Thanh Diện cảm giác được đó không phải suy nghĩ thật của anh ta. Đúng lúc này, Vân Tịch Giao từ trên đài đi xuống. Cô ấy và Thiết Diện nhìn nhau một cái, Thiết Diện nhìn người đẹp rơi lệ thì không khỏi đau lòng. Lúc này, anh ta muốn tiến lên ôm lấy cô gái đáng yêu này, nhưng mà luôn luôn tuân theo mệnh lệnh khiến anh ta không làm được, trái lại, anh ta đi tới chỗ các binh lính còn lại, bước chân nghiêm chỉnh rời khỏi nơi này. Ánh mắt của Vân Tịch Giao vẫn luôn dõi theo Thiết Diện, cho đến khi bóng dáng anh ta biến mất mới thu lại ánh mắt. Lâm Thanh Diện, tôi làm cho anh thất vọng rồi, tính tình ba tôi là vậy, tôi cũng cố hết sức rồi, Vân Tịch Giao nói. Lâm Thanh Diện không nói gì thêm, anh cũng không có năng lực thay đổi hành vi quy tắc của tất cả mọi người ở đây trong một ngày được. Anh Lâm, anh, mời anh đi theo tôi, Vân Tịch Giao nói. Trong lòng Lâm Thanh Diện khẽ động, cô muốn làm gì? Tuy nói chuyện hôm nay không được như ý nguyện, nhưng mà anh đã tuân thủ lời hứa, vậy tôi cũng nên thực hiện lời hứa của tôi mới đúng, mời anh đi theo tôi. Vân Tịch Giao nói, sau đó quay người rời đi. Lâm Thanh Diện cũng đuổi theo, xem ra, Vân Tịch Giao định đưa quả thánh cho anh. Lúc này, Dư Thụ Tùng và Phùng Nhược Hy đứng ở một bên thấy Lâm Thanh Diện rời đi, Dư Thụ Tùng nói, em họ anh nghi ngờ hai người này có chỗ lạ, nói không chừng có liên quan đến quả thánh, bây giờ anh bị thương nặng thế này, em đi xem một chút. Vâng, em dìu anh về phòng nghỉ ngơi trước. Không cần đâu, em mau đi xem đi, đừng để bị bọn họ bỏ xa, Dư Thụ Tùng lo lắng nói, trước mắt cưới Vân Tịch Giao đã tan thành bọt nước, như vậy thu được quả thánh chính là chuyện mà anh ta quan tâm nhất, dù chỉ có một tia hy vọng, anh ta cũng muốn thử. Chương 1322, mẹ của Vân Tịch Giao. Bên này, Lâm Thanh Diện đi theo Vân Tịch Giao suốt chặng đường đi về phía trước. Càng đi càng cảm thấy con đường này không phải đường dẫn đến căn gác của Vân Tịch Giao. Chẳng lẽ quả thánh được cất giấu ở nơi khác? Lòng Lâm Thanh Diện nghi hoặc nhưng cũng không nói nhiều. Đi thêm khoảng 8 phút, Vân Tịch Giao dừng lại. Quả thánh ở đây, Lâm Thanh Diện hỏi, anh nhìn thì thấy rõ ràng là một nghĩa trang. Vân Tịch Giao gật đầu, nhẹ giọng nói, mẹ tôi được chôn ở đây, còn quả thánh mà mọi người muốn, lúc trước do mẹ tôi cất giữ, nên ngày bà mất quả thánh cũng được thờ phụng trước linh vị của mẹ tôi. Lâm Thanh Diện tỏ ý đã hiểu, đặt thứ người đã mất yêu thích trước linh vị của người ấy đúng là truyền thống vẫn luôn được nước Hát giữ gìn. Nếu vậy hay là tôi không lấy quả thánh nữa, dù sao người đã khuất mới là lớn nhất, mẹ có thích quả thánh như vậy thì tôi không nên cướp đi, Lâm Thanh Diện nói. Không cần khách sáo đầu anh Lâm. Vân Tịch Giao cười nói, trước khi mất mẹ tôi cũng nói quả thánh không có tác dụng mấy với người ở đây, nhưng đối với người tu hành ở thế giới bên ngoài nó lại là bảo vật. Trước khi chết mẹ tôi nói quả thánh này nhất định phải giữ lại cho người có duyên, hơn nữa người này nhất định phải là người từ thế giới bên ngoài tới. Bây giờ xem ra bao nhiêu năm nay, anh chính là người mà mẹ tôi muốn chờ. Lâm Thanh Diện khẽ cười, nếu đã vậy thì anh cũng không tiện từ chối. Anh bước đến trước linh vị của mẹ Vân Tịch Giao tôn kính vái ba lần. Nếu vậy thì cảm ơn cô Vân nhiều nhé. Lâm Thanh Diện nói xong rồi nhìn quả thánh được cất trong bình thủy tinh trước linh vị. Vừa nhìn, Lâm Thanh Diện đã nhận ra sự thoát tục của quả thánh này. Hình dáng giống quả táo, nhưng nó lại có màu vàng kim, còn có một làn sương mờ ảo xung quanh quả thánh.
Lâm Thanh Diện đã từng nhìn thấy làn xương này trên viên đạn dược. Chẳng lẽ quả thánh này cũng tương tự như một viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ? Lâm Thanh Diện nghĩ thầm, nhưng đan dược rất nhỏ, quả thánh này lại khá lớn. Tuy nhiên, nghĩ đến việc nó có thể khiến một người tu hành nâng cao tu vi, Lâm Thanh Diện không còn cân nhắc nhiều như vậy nữa. Ngay lúc Lâm Thanh Diện chuẩn bị lấy quả thánh thì liếc mắt sang, trông thấy Vân Tịch Giao nước mắt lưng tròng, lúc này cô ấy đang trìu mến nhìn linh vị của mẹ. Lâm Thanh Diện biết Vân Tịch Giao rất uất ức vì chuyện hôm nay, sau khi đến mộ của mẹ lại càng xúc động hơn. Cô Vân, cô như vậy mẹ cô nhìn thấy sẽ càng đau lòng hơn, Lâm Thanh Diện vỗ vai Vân Tịch Giao nói. Vân Tịch Giao nhỏ giọng đáp, từ nhỏ mẹ đã đối xử với tôi rất tốt, năm tôi 5 tuổi thì bà qua đời, cũng chính là lúc sau khi mẹ mất tính tình ba tôi thay đổi rất nhiều, trở nên ngang ngược, vô lý, trước đây ông ấy không phải người như vậy. Cô 5 tuổi mà mẹ cô đã mất, chẳng lẽ bà ấy mắc phải bệnh nặng nào sao? Lâm Thanh Diện hỏi, Vân Tịch Giao lắc đầu, mặc dù tôi còn nhỏ cảnh tượng ngày đó cũng hơi mờ mịt nhưng tôi biết mẹ tôi không chết vì bệnh mà là vì. Là sao? Lâm Thanh Diện hỏi, nhưng thấy vẻ đau thương của Vân Tịch Giao, anh lại hơi hối hận vì mình nhiều chuyện động chạm đến tâm sự của người khác. Nói ra thì hơi nực cười, mẹ tôi bị sét đánh và thiệt mạng ngay tại chỗ, Vân Tịch Giao trả lời. Sét đánh? Lâm Thanh Diện cau mày, xác suất này không khác gì trúng số. Ảo diệu quá nhỉ? Lâm Thanh Diện bảo, khi ấy tôi ở ngay đó, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì tôi cũng sẽ không tin. Ngày hôm đó bầu trời thay đổi chóng mặt, mây đen cuồn cuộn, ba mẹ tôi đều rất lo lắng. Lúc ấy tôi còn nhỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận được mẹ tôi dường như có dự cảm, biết ngày này sẽ đến, Vân Tịch Giao nói. Lâm Thanh Diện cúi đầu suy nghĩ, anh biết nếu là người bệnh kinh niên quả thực sẽ có linh cảm về ngày mình ra đi, nhưng nếu là một người bình thường thì sẽ không bao giờ ngờ được có ngày mình lại bị sét đánh trúng. Chẳng lẽ thiên kiếp? Trong đầu Lâm Thanh Diện hiện lên cảnh tượng khi anh dung hợp viên đạn dược thần cấp ở dược thần cốc. Ngày đó khi viên đạn dược thần cấp sắp được dung hợp thành, bầu trời đột nhiên thay đổi lớn, sấm chớp ầm ầm. Chẳng lẽ mẹ Vân Tịch Giao cũng là luyện đan sư? Trước đây mẹ cô có dung hợp đan dược không? Lâm Thanh Diện hỏi. Đạn dược, Vân Tịch Giao nghe xong thì mờ mịt lắc đầu, bà ấy không biết luyện chế đan dược, tôi cũng chưa nghe ba nói bao giờ, chỉ là trước đây khi tôi quấn lấy ba bảo ông ấy kể cho tôi nghe chuyện về mẹ trước đây, ba tôi luôn nói một câu. Câu gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Tất cả đều do trời định, Vân Tịch Giao nhẹ nhàng nói, đây là câu khi ấy ông lặp đi lặp lại, sau đó ông không nói gì nữa. Nói xong, Vân Tịch Giao quay lại nhìn linh vị của mẹ, xúc động nói, nếu mẹ còn sống thì chắc chắn bà có thể thuyết phục được ba, để tôi tự quyết định chuyện hôn nhân của mình, Lâm Thanh Diện đứng sang một bên, lòng anh cũng rất cảm động. Mặc dù mẹ Vân Tịch Giao chỉ ở bên cô ấy 5 năm, nhưng so với anh, Vân Tịch Giao vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều. Mẹ ruột anh đối xử với anh cực kỳ ác độc, để em trai anh có được địa vị, thậm chí bà ta còn không tiếc lừa anh đến nhà họ Lâm, hãm hại anh. Quả nhiên, người với người luôn có những sự khác biệt. Anh Lâm, để anh chê cười rồi, anh cầm lấy quả thánh này đi. Vân Tịch Giao nói. Cảm ơn, Lâm Thanh Diện nói, anh thản nhiên cất quả thánh đi, nếu cô tin tôi thì cô và Thiết Diện vẫn còn có cơ hội, hả? Vân Tịch Giao sững sờ một lúc, không ngờ lúc này Lâm Thanh Diện còn có thể nói ra lời như vậy. Nhưng dù nói thế thì mấu chốt vẫn ở lòng quyết tâm của hai người. Lâm Thanh Diện nói tiếp, chỉ cần có dũng cảm một chút, sáng mai cùng tôi rời khỏi bí cảnh. Cùng anh, rời khỏi bí cảnh. Vân Tịch Giao ngẩn người, cô không ngờ Lâm Thanh Diện lại nghĩ ra cách này. Đúng vậy, lần mở bí cảnh tiếp theo là 10 năm sau, thời gian 10 năm, tôi nghĩ hẳn là ba cô sẽ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, Lâm Thanh Diện nói. Anh nói đúng, nhưng, Vân Tịch Giao nhất thời chưa thể đưa ra quyết định. Nếu có suy nghĩ xong thì tối nay tôi vẫn sẽ đến căn gác tìm cô, khi ấy chúng ta thương lượng cũng chưa muộn, Lâm Thanh Diện bảo. Được, cứ làm theo lời anh nói đi. Vân Tịch Giao nói. Khi hai người đang nói chuyện thì Phùng Nhược Hy cũng lặng lẽ đi theo vào nghĩa trang. Nếu ở thế giới bên ngoài, hồn lực của Lâm Thanh Diện chắc chắn có thể cảm nhận được Phùng Nhược Hy đang theo dõi, nhưng ở trong bí cảnh, thần lực của anh không thể phát huy tác dụng, lại thêm qua lại với Phùng Nhược Hy, Lâm Thanh Diện không cảm nhận được nguy hiểm, anh cảm thấy giờ này cô ta hắn đang chăm sóc Dư Thụ Tùng mới đúng. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh vụt qua, Phùng Nhược Hy ném con dao găm ra khỏi tay, đâm về phía Lâm Thanh Diện. May mắn thay Lâm Thanh Diện phản ứng đủ nhanh, cảm giác được có gió sau đầu, anh vụt qua rồi nhảy sang một bên. Lúc này Phùng Nhược Hy đã tới trước mặt Vân Tịch Giao, mà Vân Tịch Giao lại không biết võ công, không có chút sức chống trả trước mặt Phùng Nhược Hy. Đừng lại đây!
Phùng Nhược Hy hét lên với Lâm Thanh Diện đang định lao tới, lúc này cô ta đang kề dao vào cổ Vân Tịch Giao, ánh mắt hung dữ, giao quả thánh ra đây. Một tia sát ý lóe lên trong mắt Lâm Thanh Diện, thả cô ấy ra thì tôi sẽ cho cô toàn thây. Chương 1323, chỉ có thể dùng trí. Hừ, anh cảm thấy giờ anh vẫn còn sức để nói câu đó với tôi à? Phùng Nhược Hy cười khẩy nói, Lâm Thanh Diện, lúc này thấy hai người trò chuyện ăn ý như vậy, chắc anh rất thích người phụ nữ này đúng không? Cô đừng nói bậy, tôi và anh Lâm. Đến lượt cô nói chưa? Tôi đang hỏi Lâm Thanh Diện. Tay Phùng Nhược Hy dùng sức, làm Vân Tịch Giao đau đớn, không nói nên lời. Mắt Lâm Thanh Diện nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Phùng Nhược Hy, cô Vân xinh đẹp tuyệt trần, lại cư xử cực kỳ chuẩn mực, thử hỏi có người đàn ông nào không thích cô ấy. Còn cô, điêu ngoa tùy hứng, hung tàn độc ác, chẳng lẽ tôi lại đi thích người như cô? Hừ, Lâm Thanh Diện, anh đừng tưởng toàn bộ đàn ông trong thiên hạ đều giống như anh họ tôi không phải hạng người đó, Phùng Nhược Hy nói. Thế à? Nếu cô thật sự nghĩ thế, thì tôi chỉ có thể nói, cô không những độc ác mà IQ còn có vấn đề nữa, Lâm Thanh Diện nói. Chuyện này vốn là thế. Phùng Nhược Hy lớn tiếng nói, tối qua chính miệng anh họ tôi nói với tôi rằng, anh ấy tham gia cuộc so tài hôm nay chỉ vì quả thánh và tài sản trong cung điện, một khi mấy thứ này rơi vào tay anh ấy sẽ dẫn tôi rời khỏi đây. Ha ha, chuyện hoang đường này chỉ lừa được thiếu nữ ngu ngốc như cô thôi, Lâm Thanh Diện cười lớn. Hai người cách nhau chưa tới 5 mét, Lâm Thanh Diện nghĩ anh có thể giết chết đối phương trong tích tắc. Nhưng giờ, chỉ có một vấn đề nan giải là trên tay Phùng Nhược Hy vẫn còn kẹp Vân Tịch Giao, mà Phùng Nhược Hy đã có một số kinh nghiệm đối chiến, nên phần lớn cơ thể đều nấp sau lưng Vân Tịch Giao, nếu vậy thì một khi Lâm Thanh Diện ra tay, cô ta sẽ lấy mạng Vân Tịch Giao ngay. Đây là kết quả mà Lâm Thanh Diện không muốn nhìn thấy. Phùng Nhược Hy nghe Lâm Thanh Diện nói vậy thì trên mặt càng tức giận, chuyện này vốn là thế, anh đừng tưởng anh họ tôi cũng giống như anh, mỗi câu anh ấy nói với tôi đều xuất phát từ tận đáy lòng, nên chắc chắn sẽ không lừa tôi. Thế à? Lâm Thanh Diện khẽ nhíu mày, giờ anh không thể cưỡng đoạt, nên chỉ có thể dùng trí. Nhưng tôi lại nghe cô Vân nói khác cái gì? Cô Vân, anh đang nói Vân Tịch sao? Phùng Nhược Hy hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu, liếc nhìn Vân Tịch Giao, rồi nói tiếp, cô Vân, có phải cô nói với tôi rằng, nửa đêm qua, Dư Thụ Tùng đã gửi một bức thư tình cho có đúng không? Vân Tịch Giao trợn tròn mắt nhìn Lâm Thanh Diện, thư tình gì, sao mình lại không hay biết? Đúng lúc Phùng Nhược Hy đứng sau lưng Vân Tịch Giao, nên hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của cô ấy, bằng không, cô ta sẽ dễ dàng vạch trần câu nói này. Hay là cô đọc cho người phía sau nghe thử xem, để cô ta biết bộ mặt thật của anh họ mình, Lâm Thanh Diện không hề để tâm nói, nhưng nói đi nói lại, nếu tôi là Dư Thụ Tùng, chắc chắn tôi cũng chọn cô chứ không chọn em họ điêu ngoa kia anh nói cái gì? Phùng Nhược Hy nghe vậy thì nổi giận, thư tình cái gì? Tối qua anh họ tôi luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, sao có thể gửi thư tình cho con tiện nhân này? Ha ha, nghỉ ngơi chỉ là cái cớ để đuổi cô đi thôi, quả nhiên cô thật ngu ngốc, Lâm Thanh Diện cười khinh bỉ. Phùng Nhược Hy nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy nghi vấn. Vân Tịch Giao, tôi hỏi cô, có phải tối qua anh họ tôi đã viết thư tình cho cô đúng không, cô mau nói đi. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám lừa tôi, dù liều mạng tôi cũng phải giết chết cô, Phùng Nhược Hy nói. Lâm Thanh Diện nhìn Vân Tịch Giao bằng ánh mắt kiên định, chẳng khác nào anh đang ám thị cô lần nữa. Quả nhiên anh đã đoán đúng, mặc dù Phùng Nhược Hy này hung tàn, nhưng lại nặng tình với anh họ mình, hơn nữa cô ta cũng rất dễ nổi giận vì đố kỵ. Có mấy người phụ nữ, một khi đã lên cơn ghen thì rất dễ đánh mất năng lực phán đoán đơn giản nhất. Phùng Nhược Hy là kiểu người như vậy. Vân Tịch Giao thông minh lanh lợi, lập tức hiểu rõ dụng ý của Lâm Thanh Diện. Cô kiềm nén cơn đau ở cổ, khẽ nói, nửa đêm qua quả thật Dư Thụ Tùng có gửi cho tôi một bức thư tình. Cô nói bậy, Phùng Nhược Hy tức giận nói, anh họ tôi hoàn toàn không biết cô ở trong phòng nào thì làm sao có thể gửi thư tình cho cô. Tôi, tối qua tôi không ngủ được, nên nửa đêm ngồi gảy đàn, tôi nghĩ, chắc anh Dư nghe thấy tiếng đàn của tôi rồi đi tới. Cái gì, tiếng đàn? Mắt Phùng Nhược Hy ngấn nước, chưa từ bỏ ý định nói, nhưng tại sao anh họ tôi lại không nói chuyện này với tôi? Chắc chắn là do các người đang lừa tôi. Cô thật ngu ngốc, nếu anh họ cô nói cho cô biết, thì giờ cô sẽ giúp anh ta tới đây đòi quả thánh à? Lâm Thanh Diện cười khẩy. Ý anh là, mọi chuyện anh họ tôi làm đều đang lợi dụng tôi. Phùng Nhược Hy ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên rồi, kế hoạch của Dư Thụ Tùng rất khôn khéo, nếu anh ta tỉ thí thẳng, tất nhiên sẽ nhận kết quả tốt nhất là có được cô Vân và quả thánh, ngược lại nếu anh ta tỉ thí thua, thì cũng còn một cô em họ ngu ngốc để chống đỡ, nên chẳng thiệt hại gì cả. Lâm Thanh Diện nói tiếp, nói chung là tôi tin rằng, nếu sau này anh ta còn gặp người đẹp, thì sẽ không hề do dự đá bay cô ra. Anh nói thật,
Phùng Nhược Hy hỏi, vậy tôi hỏi anh, tại sao anh không muốn thắng để có được Vân Tịch Giao? Nhảm nhí, tôi đã kết hôn sinh con rồi, cũng một lòng một dạ với vợ mình, hạng người đó cũng xứng đánh đồng với tôi à? Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, ánh mắt mang theo vẻ tự tin không thể chạm vào. Phùng Nhược Hy nhất thời cứng đờ, trong đầu cô hiện lên ánh mắt trợn trừng của Dư Thụ Tùng, khi nhìn về phía Vân Tịch Giao trong cung điện tối qua. Trước giờ cô chưa từng thấy Dư Thụ Tùng nhìn mình bằng ánh mắt đó. Nếu cô Phùng không tin, thì có thể cùng tôi lên gác xếp, tôi vẫn còn giữ bức thư tình đó, Vân Tịch Giao mở miệng nói. Châm dầu vào lửa, Vân Tịch Giao đã đè bẹp cọng cỏ cuối cùng trong lòng Phùng Nhược Hy. Ai muốn cùng cô đọc thư tình quái quỷ đó? Phùng Nhược Hy hét lên, tôi chưa từng muốn tới nơi rách nát này, là do Dư Thụ Tùng cứ muốn tới, lần này thì hay rồi, bị con hồ ly tinh này mê hoặc rồi. Tôi phải giết cô, tôi nhất định phải giết cô. Mắt thấy lúc này tâm trạng Phùng Nhược Hy đã hoàn toàn mất khống chế, Lâm Thanh Diện nhất thời siết chặt nắm đấm, đây là cơ hội tốt để ra tay. Trước đó, dao găm đã bay tới gần nơi này, Lâm Thanh Niên móc chân trái vào dao găm, rồi đá một vòng cung đẹp mắt vào cán dao. Dao găm như mũi tên bắn ra khỏi cung, lao thẳng về phía Phùng Nhược Hy. Giờ Phùng Nhược Hy đã bị cơn ghen hoàn toàn khống chế, không hề bận tâm trước mắt đang xảy ra chuyện gì, trong đầu cô ta chỉ nghĩ đến chuyện tại sao anh họ lại lừa cô, tại sao bọn họ ở bên nhau sớm chiều mười mấy năm cũng không bằng một người lạ mới gặp mặt một lần. Dao găm đâm thẳng vào bả vai Phùng Nhược Hy, Lâm Thanh Diện vội chạy tới, nháy mắt đã tới trước mặt Vân Tịch Giao. Anh kéo Vân Tịch Giao về phía mình, mà Phùng Nhược Hy cũng đã ngã xuống đất. Lâm Thanh Diện đứng trước mặt lạnh lùng nhìn cô ta. Phùng Nhược Hy ngạc nhiên, giờ cô mới phản ứng lại, những lời hai người mới nói đều lừa gạt tôi. Ánh mắt Lâm Thanh Diện rất bình tĩnh, sờ mũi xong thì nói cô bị lừa là do cô ngốc, sao cô không nghĩ thân phận cô Vân cao quý như vậy, dù Dư Thụ Tùng thật sự viết thư tình cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ ném thẳng vào trong thùng rác chứ không mở ra xem, huống chi là cất nó. Hai người. Phùng Nhược Hy nhất thời nổi giận định đứng dậy, nhưng cô không thể nhịn được cơn đau trên vai, đành phải trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện để bày tỏ sự bất mãn trong lòng mình. Tôi biết anh họ tôi không phải hạng người đó, dù hôm nay phải chết tại đây tôi cũng mãn nguyện lắm rồi, Phùng Nhược Hy cười khẩy nói. Bỏ đi, đây là nghĩa trang của mẹ cô Vân, cô hoàn toàn không xứng để chết ở đây, Lâm Thanh Diện khinh bỉ nói. Nếu cô muốn nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Dư Thụ Tùng thì được thôi, tôi sẽ tát thành cho cô. Nói xong, một tay anh túm cổ tay đối phương, còn tay kia thì kéo Phùng Nhược Hy đứng dậy. Lâm Thanh Diện. Ánh mắt Vân Tịch Giao hơi lo lắng. Lâm Thanh Diện xoay người nói, cảm ơn quả thánh của cô, mong cô về trước đi, cứ làm theo những gì chúng ta đã nói là được. Vân Tịch Giao gật đầu, rồi đi lên gác xếp. Lâm Thanh Diện kéo Phùng Nhược Hy đi tới căn phòng lúc trước. Hai người vừa đi được nửa đường, thì chạm mặt Dư Thụ Tùng đang quay về phòng tĩnh dưỡng. Sau khi thấy Lâm Thanh Diện và vết thương trên vai Phùng Nhược Hy, anh ta liền vỡ lẽ. Lâm Thanh Diện, anh có thể thả em họ tôi ra được không? Dư Thụ Tùng sốt sắng nói. Chương 1324, mọi người cùng chết. Sau khi Dư Thụ Tùng biết thân phận thật sự của người đàn ông trước mặt, anh ta chẳng dám hống hách nữa. Dù là của cải hay tu vi võ học, Lâm Thanh Diện đều cao hơn anh rất nhiều, huống hồ nơi này là bí cảnh, không thể sử dụng tu vi, chỉ cần Lâm Thanh Diện muốn thì hoàn toàn có thể giết người trong tích tắc. Anh họ, anh đừng lo cho em, anh mau đi đi. Phùng Nhược Hy hét về phía Dư Thụ Tùng. Anh không đi, Dư Thụ Tùng nói, rồi nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm thiểu chủ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, anh thả em họ tôi ra đi, có gì chúng ta nói rõ với nhau là được. Nói rõ. Lâm Thanh Diện cười khẩy, em họ anh mới đánh lén tôi, nhưng không thành nên đã dùng cô Vân để uy hiếp, anh cảm thấy, mấy chuyện này chỉ là hiểu lầm. Dư Thụ Tùng nhìn Phùng Nhược Hy với ánh mắt phức tạp, em họ anh đã nói với em thế nào, anh chỉ bảo em đi nói chuyện với Lâm thiểu chủ, nếu người ta không muốn đưa quả thánh cho em thì em cũng không được tổn thương anh ấy. Phùng Nhược Hy ngơ ngác, chuyện này, lúc mình đi anh họ không nói thế với mình. Lâm thiểu chủ là ai chứ? Đó là người đàn ông đứng đầu nước C, em có thể chống lại anh ấy à? Em đó, lúc làm việc chẳng hề động não suy nghĩ gì cả. Dư Thụ Tùng chỉ tiếc không mài sắt thành thép, rồi nhìn Lâm Thanh Diện nói tiếp, Lâm thiểu chủ, anh cứ giao cô em họ hăng hái tranh giành này cho tôi hứa sẽ giúp anh dạy dỗ con bé. Lần này Phùng Nhược Hy mới hiểu rõ nỗi khổ tâm của Dư Thụ Tùng, sở dĩ anh nói như vậy, là vì muốn cứu mình từ tay Lâm Thanh Diện. Lần này, cô càng một lòng một dạ với Dư Thụ Tùng. Lâm Thanh Diện không hề biến sắc, khẽ nói, Dư Thụ Tùng, kỹ năng diễn xuất của anh thật sự rất tốt, anh cảm thấy tôi có thể giao cô ta cho anh à. Chuyện này,
Dư Thụ Tùng hơi lúng túng nhìn Phùng Nhược Hy. Trên người anh vốn đã mang thương tích, dù ở trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh cũng không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện, đừng nói là lúc này. Em họ anh đã cố gắng hết sức rồi, em cũng đừng trách anh, Dư Thụ Tùng bỗng lên tiếng. Phùng Nhược Hy rưng rưng nước mắt, gật đầu nói, em biết mà, anh họ cả đời này chỉ có anh là đối tốt với em nhất, anh mau rời khỏi đây đi, Dư Thụ Tùng gật đầu, rồi xoay người rời đi không chút do dự. Khoan đã, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói ở phía sau. Dư Thụ Tùng quay đầu, đúng lúc đối mặt với ánh mắt cười hờ hững của Lâm Thanh Diện. Anh cứ rời đi như thế, chẳng lẽ anh không cần em họ anh nữa? Lâm Thanh Diện hỏi. Thôi đi, Lâm Thanh Diện, anh hoàn toàn không muốn thả tôi đi, anh đừng làm khó anh họ nữa, muốn giết cứ giết, bớt nói nhảm lại. Phùng Nhược Hy nói, Dư Thụ Tùng nghiến răng, nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt thâm trầm. Nếu Lâm Thanh Diện không cho mình rời đi thì anh có muốn chạy trốn cũng chẳng được. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nhìn Dư Thụ Tùng nói, hôm nay hai người bọn anh đừng hòng rời khỏi đây. Dư Thụ Tùng nghe vậy thì nhất thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vội xua tay nói, Lâm thiếu chủ, anh nói vậy là sao, chuyện này không liên quan đến tôi, sao anh lại tính lên đầu tôi, anh họ anh đừng sợ anh ta, cùng lắm thì chúng ta cùng chết, hôm nay rơi vào tay Lâm Thanh Diện, coi như chúng ta xui xẻo, dù kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng sẽ được chết cùng nhau. Phùng Nhược Hy kiên quyết nói. Dư Thụ Tùng nghe vậy thì lớn tiếng nói, con ngốc này, cô muốn chết thì chết một mình đi, tôi là thiếu trang chủ của Quy Lai Sơn Trang, dựa vào cái gì mà bảo tôi chết cùng cô? Anh họ anh, Phùng Nhược Hy ngạc nhiên nói, sao anh có thể nói như vậy? Chẳng phải lúc trước anh nói, dù sau này chúng ta có chết cũng phải chết cùng nhau à? Chẳng lẽ anh đã quên những lời mình đã nói? Tôi nói nhiều lời như vậy, làm sao nhớ hết được? Dư Thụ Tùng nói, cô chỉ là thân thích nghèo hèn ở phương xa thôi, cô thật sự cho rằng tôi sẽ cưới cô à? Anh họ, mắt Phùng Nhược Hy ngẩn nước nói, dù em là thân thích phương xa của anh, nhưng từ nhỏ em đã tới Quy Lai Sơn Trang, chúng ta ở bên nhau sớm chiều, là hai đứa trẻ vô tư, tình cảm đã sớm được vun đắp, chẳng lẽ những thứ này đều là giả à? Phí lời. Dư Thụ Tùng phất tay, dửng dưng nói, đừng tưởng tôi không biết người nhà cô có ý đồ với tôi, sở dĩ từ nhỏ cô được đưa tới nhà chúng tôi, là vì ngấp nghé đến võ công nhà chúng tôi. Sao anh lại nói thế? Phùng Nhược Hy hỏi. Dư Thụ Tùng cười khẩy, con hồ ly tinh này, từ ngày chuyển tới nhà tôi thì bắt đầu tư tưởng đến tôi, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô chỉ nhắm vào Quy Lai Sơn Trang của chúng tôi thôi. Dư Thụ Tùng. Phùng Nhược Hy tức giận nói, rõ ràng em yêu thật lòng với anh, nhưng anh lại nói như thế với em hận anh. Cô cứ việc hận. Dư Thụ Tùng cười khẩy, Lâm thiếu chủ, người phụ nữ này tôi giao cho anh cứ chém giết thoải mái, còn quả thánh thì từ nay về sau tôi sẽ không nghĩ tới nữa, chỉ cần ngày mai chúng ta có thể bình an đi ra ngoài, thì sau này, Quy Lai Sơn Trang của chúng tôi sẽ nghe theo mọi chỉ thị của nhà họ Lâm. Quy Lai Sơn Trang của anh vẫn chưa đủ tư cách nằm dưới trướng nhà họ Lâm chúng tôi, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Dư Thụ Tùng nhất thời nghẹn họng, thế lực nhà họ Lâm rất lớn, của cải lại vô số, trong cả nước C cũng chẳng có ai địch lại với họ. Nếu so với nhà họ Lâm, thì Quy Lai Sơn Trang chẳng là cái thá gì. Tất nhiên Dư Thụ Tùng biết rõ khoảng cách này, nhưng giờ tình thế cấp bách hơn nữa Lâm Thanh Diện mới nói sẽ không buông tha anh, nên anh phải cố gắng nghĩ cách lấy lòng anh ta. Bên này, tim Phùng Nhược Hy đã nguội lạnh, không ngờ Dư Thụ Tùng lại nói ra những lời đó. Lâm thiểu chủ, không biết tôi phải làm thế nào, anh mới có thể cho tôi rời khỏi đây, vết thương trên người tôi cần phải tĩnh dưỡng, Dư Thụ Tùng đáng thương nhìn Lâm Thanh Diện. Giờ Lâm Thanh Diện không có một chút thiện cảm với người đàn ông này. Nếu hai người muốn sống, thật ra cũng còn một cách Lâm Thanh Diện nói, nhưng chuyện này cần hai người tự quyết định. Nghe Lâm Thanh Diện nói thế, Dư Thụ Tùng liền biết chuyện có thể xoay chuyển, nên vội đáp Lâm thiểu chủ, anh mau nói đi, dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng tình nguyện, chỉ cần hôm nay anh đồng ý thả tôi đi. Lâm Thanh Diện không nói gì, chỉ là một tên nịnh bợ mà thôi, nên anh chẳng hề để tâm đến. Rồi Lâm Thanh Diện vươn tay về phía ngực Phùng Nhược Hy. Anh muốn làm gì? Phùng Nhược Hy vô thức muốn che ngực mình lại, nhưng vết thương trên vai làm cô chỉ có thể nhấc một cánh tay, còn tay kia thì không thể cử động được. Em họ em mau bỏ tay xuống. Dư Thụ Tùng đứng bên cạnh nói, thấy Lâm Thanh Diện bỗng làm hành động như vậy thì tưởng anh ta thật sự có ý với Phùng Nhược Hy, nên cố ý thăm dò mình. Chẳng qua chỉ hy sinh một Phùng Nhược Hy thôi mà, nên Dư Thụ Tùng hoàn toàn không bận lòng. Chỉ cần ra khỏi bí cảnh, dựa vào thân thủ và gia thế của anh thì anh muốn tìm người đẹp nào mà chẳng được. Thấy anh họ mình trơ mắt nhìn mình bị ức hiếp như thế, ngược lại còn bảo mình bỏ tay xuống, tim Phùng Nhược Hy càng trở nên nguội lạnh. Giờ cô đã thấy rõ anh họ cô là hạng người gì rồi chứ?
Lâm Thanh Diện trầm giọng nói với Phùng Nhược Hy. Phùng Nhược Hy lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Diện, giờ anh cũng vô liêm sỉ như anh ta thôi. Lâm Thanh Diện cười khẩy, cô nghĩ nhiều rồi, tôi đã nói không có hứng thú với cô rồi. Nói xong, tay Lâm Thanh Diện nhanh chóng di chuyển, đút thẳng vào túi áo của đối phương. Quả nhiên tìm được viên thuốc độc vốn dùng để hạ độc Lâm Thanh Diện vào tối qua. Lâm Thanh Diện tùy ý quan sát, rồi suy đoán viên thuốc độc này chỉ ở cấp thấp thôi. Mà anh đã sớm là cơ thể Tu La, nên độc tính này hoàn toàn không có tác dụng với anh. Anh có thấy viên thuốc độc này hơi quen không? Lâm Thanh Diện cầm nó lên, nói với Dư Thụ Tùng. Dư Thụ Tùng lúng túng, nhất thời không biết phải nói gì. Lâm Thanh Diện bỏ viên thuốc độc trong tay xuống rồi lại cầm lên, nhìn hai người trêu chọc, chắc hai người biết rõ độc tính viên đan dược này hơn tôi, hôm nay, chỉ có một trong hai người được sống sót, hai người tự quyết định sống chết đi. Nói xong, anh đưa viên thuốc độc trong tay cho Phùng Nhược Hy, một là cô, hai là anh ta sẽ uống nó, cô tự quyết định đi. Chương 1325, lệnh bài vàng. Phùng Nhược Hy nhìn viên thuốc độc đỏ thẫm trong tay, nhất thời hơi sững sờ. Em họ em nghe anh nói, tương lai anh phải trở về Sơn Trang tiếp quản tất cả gia nghiệp, cuộc sống tươi đẹp đang đợi anh, em nhất định không thể giết anh. Dư Thụ Tùng nhìn ánh mắt Phùng Nhược Hy càng ngày càng lạnh nhạt, nôn nóng nói. Phùng Nhược Hy bước từng bước về phía Dư Thụ Tùng, đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt đó tựa như muốn nhìn thấu con người Dư Thụ Tùng. Em họ em đừng tới đây, em đừng tới đây. Dư Thụ Tùng nôn nóng nói. Lúc này anh ta có suy nghĩ tấn công Phùng Nhược Hy, nhưng gần đây anh ta bị trọng thương, mà Lâm Thanh Diện lại ở ngay bên cạnh, anh ta thật sự không dám ra tay. Anh nói xem là anh uống viên thuốc độc này hay là tôi. Phùng Nhược Hy đi tới trước mặt Dư Thụ Tùng, lạnh lùng nói. Em họ không phải em thích anh nhất sao? Ba anh chỉ có một người con trai là anh không thể chết được, em cũng không nỡ giết anh, đúng không? Dư Thụ Tùng quỳ xuống, túm ống quần Phùng Nhược Hy, khẩn cầu nói. Anh không thể chết được cho nên chỉ có thể giết tôi, phải không? Phùng Nhược Hy lạnh lùng hỏi. Trước đây, cô ta bị tình yêu là mụ mị đầu óc mà bây giờ sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Dư Thụ Tùng, mặt máu lạnh này đã hoàn toàn lộ ra. Tôi chỉ là một người họ hàng xa nghèo hèn của anh mà thôi, nào dám nằm mơ với tới công tử như anh không, em họ anh sai rồi, anh xin thu lại những lời đã nói với em lúc trước, em đừng bắt anh uống thuốc độc, đừng bắt anh uống. Dư Thụ Tùng gần như là rít gào nói. Phùng Nhược Hy lạnh lùng nhìn anh ta, lúc này cô ta đã thất vọng tới cực điểm với người đàn ông này. Anh vừa mới nói, không muốn cùng chết với tôi đúng không? Phùng Nhược Hy nhẹ giọng nói, khóe miệng cong lên ý cười quái đản. Vậy, Dư Thụ Tùng còn chưa phản ứng, lại nhìn thấy Phùng Nhược Hy ngâm viên thuốc độc kia vào trong miệng, sau đó kéo cơ thể bị trọng thương của anh ta lại gần. Cuối cùng hôn xuống, thuốc độc trong miệng Phùng Nhược Hy chia làm hai. Một nửa trong miệng cô ta, nửa còn lại bắt Dư Thụ Tùng nuốt vào. Thuốc độc vào miệng là tan ra, Dư Thụ Tùng muốn nhổ ra cũng không kịp. Con điên này, tao phải giết mày. Dư Thụ Tùng hét hơn, nhưng ngay sau đó anh ta lại dùng tay bóp chặt cổ mình, khuôn mặt cũng hiện lên màu tím. Độc tính phát tác cực nhanh, ngay cả Lâm Thanh Diện cũng phải kinh ngạc. Chẳng mấy chốc hai người này đã nằm trên mặt đất, không nhúc nhích nữa, cuối cùng không còn hơi thở. Lâm Thanh Diện lạnh lùng liếc nhìn hai người họ, anh cũng không thể hiện mình quá để ý đến cái chết của họ. Ngược lại, trong giờ phút cuối cùng ở đây, anh lại thấy càng nhiều sự vặn vẹo của bản chất con người. Dư Thụ Tùng và Phùng Nhược Hy chết cũng không dấy lên gợn sóng quá lớn trong bí cảnh này. Thứ nhất, Vân Hạc vốn đã bất mãn với hai người học thứ hai, hai người họ thuộc về thế giới bên ngoài, binh lính trong bí cảnh sẽ không quan tâm quá nhiều đến điều đó. Trở lại phòng, so sánh giữa tối hôm nay và tối hôm qua, thái độ của Vân Hạc đối với anh rõ ràng là đã thay đổi. Tối qua còn có người đặc biệt đưa đến một số món ăn ngon, nhưng tối nay lại không có ai. Xem ra chuyện xảy ra ở trường thí luyện hôm nay vẫn luôn làm Vân Hạc canh cánh trong lòng. Tuy nhiên, sau 3 năm sống kiếp ở rể, Lâm Thanh Diện từ lâu đã quen với việc bị người khác đối xử lạnh lùng, vì vậy anh chỉ tìm chút đồ ăn, xử lý bữa tối. Buổi tối, Lâm Thanh Diện đẩy cửa phòng, đi ra ngoài. Tối nay hình như yên tĩnh hơn 2 ngày trước rất nhiều. Lâm Thanh Diện nhạy bén cảm nhận được đêm nay hình như binh lính tuần tra cũng không thấy bóng dáng. Người đi trà lạnh, Lâm Thanh Diện cười khổ. Dù sao ngày mai anh cũng rời khỏi đây, lại thêm ban ngày khi ở trường thí luyện, anh còn ngang nhiên chống đối Vân Hạc, vì vậy người ở đây cũng sẽ không còn cảnh giác với anh như trước nữa. Như vậy cũng tốt, Lâm Thanh Diện nhàn nhã tản bộ trong vườn hoa, đi về phía gác mái.
Không thể không nói, môi trường của bí cảnh này thực sự rất tốt, so sánh với thế giới trần tục thì chỉ sợ cũng chỉ có Dược Thần Cốc là nơi hội tụ linh khí như ở đây. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện đột nhiên phát hiện ở cách đó không xa có một hàng 7-8 binh lính mang vẻ mặt hơi căng thẳng, đang chạy chậm về phía này. Lâm Thanh Diện nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ phải giải thích tại sao lúc này mình lại ở đây với những binh lính kia. Nhưng khiến Lâm Thanh Diện bất ngờ đó chính là những binh lính đó lại đi ngang qua mình, thậm chí còn không liếc nhìn anh lấy một cái. Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn những người này, những binh lính này mang vẻ mặt khẩn trương, lưỡi lê đầu súng sáng bóng, vừa nhìn đã biết là mới đánh bóng. Hay là bên trong bí cảnh này đã xảy ra chuyện lớn gì? Lâm Thanh Diện suy nghĩ, sau đó lại nghĩ ngày mai mình cũng rời khỏi nơi này rồi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên cũng không muốn để ý quá nhiều. Thêm nữa, trên gác máy, Vân Tịch Giao còn đang chờ anh, muốn bàn chuyện ngày mai với anh. Bước nhanh về phía gác máy, Lâm Thanh Diện quen đường đi lên lầu 3. Còn chưa gõ cửa, cửa đã bị mở ra, xem ra Vân Tịch Giao đã chờ rất lâu rồi. Lâm Thanh Diện hơi bất ngờ vì trong phòng trên gác mái không chỉ có Vân Tịch Giao, mà lúc này Thiết Diện cũng xuất hiện ở đây. Lâm Thanh Diện hơi cong khóe môi, không cần nhiều lời, xem ra Vân Tịch Giao đã nói chuyện ngày mai anh định đưa hai người họ ra khỏi bí cảnh với Thiết Diện. Hơn nữa Thiết Diện cũng đồng ý, nếu không anh ta cũng sẽ không buổi tối mạo hiểm xuất hiện ở đây. Nửa đêm xông vào phòng công chúa, nếu điện chủ của các người biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu, Lâm Thanh Diện nửa đùa nửa thật nói, nhưng người thống lĩnh binh lính này lại vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không bị lời nói đùa của Lâm Thanh Diện chọc cười. Đúng là không phụ cái tên của anh ta, mặt lạnh vô tình. Lâm Thanh Diện, ban ngày cảm ơn anh đã đứng về phía tôi và công chúa, nhưng bây giờ tôi có một chuyện muốn nói với anh, Thiết Diện nói. Ồ, vậy tôi xin chăm chú lắng nghe. Lâm Thanh Diện chẳng hề để ý nói, thật ra anh cũng muốn nghe xem rốt cuộc người đàn ông không giỏi nói chuyện này muốn nói gì với mình. Tôi không thể ở đây quá lâu, công chúa vừa mới nói ý định của anh cho tôi rất biết ơn, nói rồi Thiết Diện chắp tay cảm tạ Lâm Thanh Diện, sau đó ánh mắt lạnh đi, hôm nay tôi đã nhận được lệnh bài vàng của điện chủ. Cái gì, lệnh bài vàng, Vân Tịch Giao thất thanh hỏi, trong mắt đầy sự hoảng sợ. Lâm Thanh Diện nhìn về phía Vân Tịch Giao, sao thế, lệnh bài vàng này có ý gì? Vân Tịch Giao hơi lo lắng nói, từ sau khi ba lên làm điện chủ, nếu tính cả hôm nay thì lệnh bài vàng chỉ từng xuất hiện 2 lần. 2 lần, Lâm Thanh Diện rất hứng thú hỏi, vậy lần trước là? Lần trước là ngày mẹ tôi qua đời, ánh mắt Vân Tịch Giao hơi ảm đạm, ngày hôm đó, ba tôi khá căng thẳng, sau khi phát ta lệnh bài vàng, sẽ ra lệnh cho mọi người trong bí cảnh vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Lâm Thanh Diện ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đó là khi có kẻ địch xâm lăng sao. Vân Tịch Giao lắc đầu, thật ra thì không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, nhưng tất cả mọi người trong bí cảnh sẽ tăng cường canh gác khoảng 5 ngày. Cho nên lần này không ngờ ba lại phát ra lệnh bài vàng. Lâm Thanh Diện hơi mỉm cười, nhìn Thiết Diện, nói, vậy xem ra lệnh bài vàng lần này chắc là nhằm vào tôi. Thiết Diện gật đầu, vẫn không có bất cứ tình cảm gì. Lâm Thanh Diện, buổi tối điện chủ triệu tập tất cả chúng tôi tới đại sảnh tập hợp chính vì ngày mai ngăn cản anh rời khỏi bí cảnh, vì sao? Lâm Thanh Diện hỏi, Thiết Diện lắc đầu, suy nghĩ của điện chủ không phải điều chúng ta có thể tùy ý suy đoán, nhưng tôi nghĩ chắc là có liên quan đến chuyện hôm nay anh chống đối ông ấy ở trường thí luyện. Cảm ơn anh đã nói chuyện này với tôi, nhưng nếu ông ta cảm thấy chỉ dựa vào mấy binh lính các người là có thể ngăn cản được tôi thì chỉ có thể nói ông ta quá ngây thơ rồi, Lâm Thanh Diện cười nói. Sau khi nghe xong, Thiết Diện hơi mấp máy môi, anh ta nhìn Vân Tịch Giao ở bên cạnh mình, sau đó nói, tôi thừa nhận thực lực của anh rất mạnh, tuy rằng chúng tôi nhiều người nhưng nếu anh một lòng muốn rời đi, sẽ không ai có thể ngăn cản được anh. Nhưng, tuy rằng không giữ được anh, tôi và công chúa sẽ, Lâm Thanh Diện lập tức hiểu ra ý của Thiết Diện, cũng hiểu vì sao vừa rồi khi tới đây, sắc mặt của 7-8 binh sĩ kia lại căng thẳng như thế. Tuy rằng anh có thể dễ dàng phá vòng vây của mọi người, nhưng đến ngày mai anh muốn dẫn Vân Tịch Giao và Thiết Diện đi thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Một khi anh để xảy ra sơ suất gì, Vân Tịch Giao và Thiết Diện khó mà giữ được tính mạng. Lâm Thanh Diện, công chúa tôi không thể ở đây được nữa, nếu không điện chủ sẽ nghi ngờ tôi xin đi trước. Thiết Diện nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Thiết Diện, Vân Tịch Giao hô lên phía sau anh ta, ánh mắt mang theo vẻ lưu luyến. Thiết Diện thấp giọng nói, công chúa, sau đây cứ nghe Lâm Thanh Diện nói thế nào, tất cả cứ làm theo lời anh ấy nói là được, còn lại chúng ta mặc cho số phận đi. Nói đoạn, Thiết Diện rời khỏi gác mái. Chương 1326, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Lâm Thanh Diện và Vân Tịch Giao. Vân Tịch Giao có hơi sốt ruột, cô không ngờ ba của cô lại cao tay hơn một nước, không ngờ vào thời khắc cuối cùng như thế lại lấy lệnh bài vàng ra. Có lẽ cả đời này cô nhất định phải ở lại nơi này, cũng đã định trước không có cách nào ở cùng người cô yêu. Vân Tịch Giao ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng tỏ bên ngoài, ánh mắt buồn bã. Lâm Thanh Diện đi đến cạnh cô, bình tĩnh hỏi, có thể nói cho tôi biết ngay mai khi nào cánh cửa bí cảnh sẽ mở ra sao? Dù sao cũng là lần đầu tiên đến nơi này, Lâm Thanh Diện cũng không rõ lắm thời gian rời khỏi nơi này là lúc nào. Giữa trưa, khi mặt trời chiếu đến trên cung điện thì cánh cửa bí cảnh sẽ mở ra, mà thời gian mở ra cũng chỉ có 10 phút cho nên nếu như muốn rời khỏi nơi này thì cũng chỉ có thời gian 10 phút, Vân Tịch Giao nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, nhớ lại hai hôm trước khi anh vào nơi này thì cũng xảy ra hiện tượng lạ, xuất hiện ảo ảnh. 10 phút thời gian đúng là có hơi gấp gáp, Lâm Thanh Diện nói. Vân Tịch Giao thấy đến cả Lâm Thanh Diện cũng đã nói như thế, ánh mắt cũng tối xuống. Một lát sau, giống như cô đã hạ quyết tâm gì đó, thôi bỏ đi, tôi lập tức đi cầu xin ba tôi, bảo ông ấy ngày mai cho anh đi, còn tôi thì cứ ở lại nơi này mãi mãi thôi, ít nhất mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy anh ấy luyện tập ở trong sân thí luyện, anh ấy cũng sẽ yên lặng đi theo sau tôi. Nhưng, đây thật sự là thứ cô muốn sao? Lâm Thanh Diện xoay người hỏi, không lẽ cô đã quên phải biết dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của bản thân? Nhìn đôi mắt sáng ngời của Lâm Thanh Diện, Vân Tịch Giao khẽ thở dài, Lâm Thanh Diện, tuy hai chúng ta vẫn chưa tiếp xúc quá lâu, nhưng điểm tôi bội phục anh nhất chính là cho dù là lúc nào anh cũng có thể tích cực hướng về phía trước, giống như bất cứ khó khăn nguy hiểm nào ở trước mặt anh cũng đều chẳng là gì cả. Lâm Thanh Diện cười nhạt, có lẽ trước đây tôi đã trải qua quá nhiều việc. Vân Tịch Giao gật đầu, thật sự rất muốn đi ra xem thế giới ngoài kia cùng anh, nhìn xem thử nó có phải đặc sắc như những gì anh nói không. Vậy thì, ngày mai nhớ phải theo sát tôi, Lâm Thanh Diện trịnh trọng nói. Nhưng, những tên binh lính dưới tay ba tôi chắc chắn sẽ dùng hết sức để cản anh lại, Vân Tịch Giao nói. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, cô nói không sai, nhưng cho dù cẩn thận cách mấy thì vẫn có sai sót, đừng quên là chúng ta còn có gián điệp Thiết Diện mà. Hả? Vân Tịch Giao khó hiểu nhìn Lâm Thanh Diện, chỉ nhìn thấy ý cười thần bí trong mắt anh. Bên ngoài sảnh cung điện, mấy chục binh lính mặc áo giáp đứng ngay ngắn ở ngoài cửa phòng, sắc mặt mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Lệnh bài vàng xuất hiện, bọn họ biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Mà trong sảnh cung điện, thống lĩnh quản lý những binh lính này đang đứng thẳng thắn, chờ Vân Hạc ra lệnh. Vân Hạc ngồi trên long y vàng kim, ánh mắt âm trầm, ông nhìn lướt qua bên dưới, trầm giọng hỏi, Thiết Diện đâu, vì sao còn chưa đến? Vừa nói đến đây, bên ngoài vang lên tiếng của Thiết Diện, bẩm báo điện chủ, Thiết Diện đến báo cáo. Lệnh bài vàng xuất hiện mà cậu còn dám đến trễ, nói, rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Vân Hạc tức giận nói. Thiết Diện quỳ một gối xuống, ôm quyền nói, hôm nay thi đấu ở sân thí luyện bị thương nhẹ, vì thế nên đi hơi chậm lại, thuộc hạ xin chịu phạt. Vân Hạc dùng đôi mắt âm trầm nhìn Thiết Diện, khựng lại vài giây sau đó vung tay lên, thôi, cậu đứng sang một bên đi, Thiết Diện không nói nhiều, đứng sang bên trái. Hôm nay triệu tập hai cậu đến đây, chắc hai cậu cũng biết là có chuyện gì rồi. Vân Hạc nhìn mười mấy người thống lĩnh, nói tiếp, chỗ chúng ta tách biệt với mọi người, mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên có người từ bên ngoài bước vào, nói vậy tôi cũng sẽ không có ý định giết mấy người từ ngoài đến đó, cũng sẽ thả họ đi, nhưng hôm nay, Lâm Thanh Diện ở trên sân thí luyện lại dám khiêu khích uy quyền của tôi, mọi người nói xem tôi có thể tha cho cậu ta hay không? Không thể. Mọi người đồng thanh trả lời. Thiết Diện ôm quyền nói, thuộc hạ đáng chết, tất cả đều vì tôi mà ra, tôi tự nguyện lấy cái chết tạ tội. Vân Hạc cười lạnh, muốn chết còn không phải đơn giản sao, chờ đến ngày mai lại chết cũng không muốn, nhưng bây giờ tôi còn cần cậu chiến đấu giúp tôi, giết chết tên Lâm Thanh Diện kia. Thuộc hạ tuân lệnh, Thiết Diện nói xong rồi lui xuống. Vân Hạc vỗ tay lên tay vịn long ỷ, tôi muốn nói cho tên nhóc Lâm Thanh Diện kia biết chỗ của chúng ta không phải nơi cậu ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thuộc hạ nguyện liều chết, đánh chết Lâm Thanh Diện. Mọi người lại đồng thanh đáp. Vân Hạc gật đầu, những người này đều phục tùng ông một cách tuyệt đối, chuyện này làm ông vô cùng hài lòng. Hôm nay các cậu cũng đã nhìn thấy thực lực của Lâm Thanh Diện rồi, cậu ta có thể xem như là một chiến thần, tôi chưa bao giờ thấy người nào ở độ tuổi của cậu ta mà có được thân thủ như thế, càng kinh khủng hơn là tên nhóc này còn là người có tu vi, nếu không thì cậu ta cũng không đến được chỗ của chúng ta, nhưng người như thế này lại. Vân Hạc nghĩ đến chuyện Lâm Thanh Diện dám từ chối cưới con gái ông ngay trước mặt mọi người, sau đó lại trình diễn vở kịch đó ngay ở sân thí luyện, trong lòng lại càng oán hận hơn. Một tên thiên tài giỏi giang như thế vốn nên ở lại chỗ của ông mới đúng. Nếu không thể chiếm được vậy thì hủy diệt.
Vân Hạc nhìn mọi người, ngày mai sẽ là một trận huyết chiến, nếu trong số các cậu có ai sợ hãi thì lập tức rời đi ngay, tôi sẽ không làm khó dễ người đó. Vừa mới nói ra, không có thống lĩnh đứng bên dưới nào muốn đi ra. Tốt lắm, các cậu đều là dũng sĩ chân chính dưới tay tôi, nếu đã thế, ngày mai chúng ta sẽ làm lớn một lần. Ngay tại đây, tôi sẽ tuyên bố phần thưởng đầu tiên, Vân Hạc nói, sau đó nhìn về phía mấy thống lĩnh bên dưới, đặc biệt là khu vực Thiết Diện. Sau đó, ông ám chỉ, ngày mai, nếu như ai giết chết được Lâm Thanh Diện, vậy thì tôi sẽ gả con gái cho dũng sĩ đó, hơn nữa, chờ khi tôi già cả chết đi cũng sẽ truyền vị trí điện chủ cho người đó. Phần thưởng này thật sự quá phong phú, ở nơi này, Vân Tịch Giao giống hệt như tiên nữ, là cái loại khát vọng mà không thể đạt được. Những người đứng bên dưới lại rất khó hiểu, lúc trước rõ ràng thái độ của điện chủ rất kiên quyết tuyệt đối không cho phép công chúa gả cho những người như bọn họ, nhưng sao bây giờ lại thay đổi ý kiến vậy? Nhưng sau đó, bọn họ thông qua ánh mắt Vân Hạc nhìn Thiết Diện mà đoán ra được một chút manh mối. Vẻ mặt Thiết Diện vẫn lạnh bằng như cũ, nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm. Một mặt Lâm Thanh Diện đã đồng ý ngày mai sẽ dẫn theo anh và Vân Tịch Giao rời khỏi nơi này, mặt khác, nếu anh có thể nghe theo lời Vân Hạc giết chết Lâm Thanh Diện là đã có thể cưới được Vân Tịch Giao. Một bên là điện chủ mà anh nguyện trung thành, mà bên kia là Lâm Thanh Diện vì anh mà can đảm đối đầu với điện chủ, Thiết Diện rơi vào tình thế lưỡng nan không biết nên làm gì. Cho nên, những người tự xưng là thích con gái của tôi phải nghe cho kỹ, không phải tôi không cho các cậu cơ hội đang ở ngay trước mắt, tất cả đều trông cậy vào biểu hiện ngày mai của cậu. Vân Hạc lạnh lùng nói, những lời này đã vô cùng rõ ràng là đang nói với Thiết Diện. Được rồi, mọi người đi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức trước đi, sáng mai tất cả tập trung ở cửa cung điện, nói xong, mọi người đều giải tán, bọn họ xoa tay hầm hè chỉ chờ ngày mai cánh cửa bí cảnh được mở ra. Trời đã sáng. Trong lầu các Vân Tịch Giao ngồi cạnh cửa sổ khẽ nói. Hai người thức trắng nguyên đêm, khi tia nắng đầu tiên rọi vào bên cửa sổ, Lâm Thanh Diện ngẩng đầu lên, nở nụ cười thoải mái với Vân Tịch Giao, yên tâm đi, chờ hết hôm nay, cô sẽ có thể bắt đầu chào đón một cuộc sống mới, nói xong anh ra khỏi lầu các một thân một mình đi về phía chủ điện bí cảnh. Gió nhẹ sáng sớm mang theo chút hơi lạnh, lúc này, Lâm Thanh Diện đứng trước cung điện, xung quanh anh, các binh lính đã nghỉ ngơi dưỡng sức mười mấy tiếng đồng hồ đều sắc mặt căng thẳng, cầm chặt vũ khí, bao vây Lâm Thanh Diện vào giữa. Vẫn còn sớm lắm, các anh từng người lên hoặc xông lên một lượt cũng đều được. Lâm Thanh Diện cười nói, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Chương 1327, Hồi Mã Thương. Lúc này, mọi người né sang hai bên tạo thành một lối đi, Vân Hạc từ bên trong chậm rãi bước ra, ông dùng ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Thanh Diện. Điện chủ Vân, không biết hôm nay ông sắp xếp nhiều binh lính ở nơi này như vậy là có ý gì? Không lẽ định vui vẻ đưa tiễn tôi sao? Nhưng mà hình như long trọng quá rồi, tôi chịu không nổi, Lâm Thanh Diện mỉm cười nói. Hừ, vui vẻ đưa tiễn cậu, cậu nghĩ nhiều rồi. Nếu không phải vui vẻ đưa tiễn tôi, vậy ông có ý gì? Lâm Thanh Diện giang tay nói, không lẽ ông muốn bắt tôi ở lại đây? Không sai, Vân Hạc lạnh lùng nói, nhưng không phải bắt cậu ở lại, mà là muốn giữ thi thể của cậu lại. Vì sao, không lẽ tôi đắc tội với ông hả? Sao tôi lại không biết, Lâm Thanh Diện không thèm để ý hỏi. Vân Hạc cười lạnh nói, cậu làm gì thì trong lòng cậu tự hiểu rõ, hôm qua ở sân thí luyện cậu lại dám chống đối tôi ngay trước mặt công chúng, cậu có biết ở nơi này không có ai dám làm như thế? Cho dù cậu là người từ bên ngoài đến thì lại thế nào? Lâm Thanh Diện nghe xong mấy lời này, ánh mắt cũng trầm xuống, điện chủ Vân, hôm qua ở sân thí luyện tôi cũng không chống đối ông, mà là đang lý luận với ông, Vân Tịch Giao và Thiết Diện vốn là trời sinh một đôi, nếu ông có ý định tác thành, Lâm Thanh Diện tôi sẽ kính trọng ông, nhưng bây giờ xem ra ông chẳng qua chỉ là một tên điện chủ ngu ngốc ngang ngược, không đáng để tôi kính trọng. Cậu đáng chết, Vân Hạc lạnh lùng nói, Lâm Thanh Diện đứng đối diện thẳng lưng, không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào hai mắt ông. Thân là người dẫn đầu nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện có đủ tư cách để kiêu ngạo với tất cả mọi người, chẳng qua chỉ là một tên điện chủ mà thôi, Lâm Thanh Diện không cần phải để ý đến cảm nhận của đối phương. Chẳng lẽ cậu không biết địa vị của tôi ở nơi này sao? Vân Hạc nổi giận, toàn bộ mọi người đều quỳ xuống, chỉ có mình Lâm Thanh Diện đứng yên. Địa vị. Lâm Thanh Diện khinh bỉ nhìn ông, xin lỗi, trong mắt tôi, địa vị ở nơi này của ông chẳng đáng một đồng. Cậu. Mắt Vân Hạc hiện lên sát khí, sau đó từ từ thò tay vào ngực lấy một cái lệnh bài vàng ra. Xem ra ông thật sự định đánh nhau, Lâm Thanh Diện khẽ nói, ánh mắt bình tĩnh. Anh xoay cổ tay cổ chân, cổ cũng kêu lên răng rắc.
nếu còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc ra khỏi bí cảnh, vừa lúc giải quyết sạch người ở đây, vậy thì càng tiện để anh dẫn theo Vân Tịch Giao và Thiết Diện rời khỏi bí cảnh, hạnh phúc bên nhau. Các anh ai lên trước? Làm nóng người xong, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Thiết Diện bước ra khỏi hàng. Vân Hạc la lớn. Thiết Diện đứng bên cạnh bước ra, vẻ mặt của anh vô cùng bình tĩnh, nhưng đầu thương của thanh trường thương trong tay đã chỉ về hướng Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hơi kinh ngạc vì Vân Hạc lại gọi Thiết Diện ra đầu tiên. Vân Hạc cong môi cười lạnh nói, Thiết Diện, chắc cậu vẫn còn nhớ lúc trước tôi đã nói gì, giết cậu ta tôi gả con gái cho cậu. Khóe miệng Thiết Diện run rẩy, bước lên trước một bước. Lúc này Lâm Thanh Diện mới hiểu được quỷ kế của Vân Hạc, tên cáo già này đúng là xảo quyệt thật. Lâm Thanh Diện, hôm qua lúc ở sân thí luyện, thằng ngu cũng có thể nhìn ra được cậu cố ý nhường Thiết Diện, hôm nay, tôi cũng muốn xem thử hai người các cậu liều chết đánh nhau sẽ như thế nào. Vân Hạc nói, một tên cấp dưới dọn một cái ghế dựa đến, ông ngồi xuống vị trí cách Lâm Thanh Diện vài chục mét, cười nhìn xuống bên dưới. Lúc này, Thiết Diện và Lâm Thanh Diện đang giằng co. Anh muốn đánh nhau với tôi? Lâm Thanh Diện bình tĩnh hỏi. Thiết Diện cắn môi, nhíu chặt mày, xem ra anh vẫn còn đang đấu tranh tâm lý liên lục. Thiết Diện, sao cậu còn chưa ra tay? Không lẽ đến lệnh của tôi mà cậu cũng không nghe hay sao? Vân Hạc mất kiên nhẫn nói, trường thương trong tay Thiết Diện đảo qua, hướng về phía Lâm Thanh Diện nói, cậu Lâm, đắc tội. Không thể trái lệnh của điện chủ. Nói xong, anh xông thẳng về phía Lâm Thanh Diện. Cái thằng nhóc thối này, xem ra phải dạy dỗ anh ta một trận ra trò. Lâm Thanh Diện thầm mắng, anh không lấy bất cứ vũ khí gì, nhưng người đã tránh thoát được trường thương của Thiết Diện. Nhưng Thiết Diện có thể bộc lộ được tài năng trong số vô vàn binh lính, trở thành thống lĩnh, thực lực của anh đương nhiên cũng rất mạnh mẽ. Chiêu đầu tiên không trúng, lúc này cơ thể của anh đã chạy ra sau lưng Lâm Thanh Diện. Anh xoay người đánh trả, một chiêu hồi mã thương vô cùng xinh đẹp đâm thẳng vào ngực Lâm Thanh Diện. Chiêu đầu tiên chỉ là động tác giả, mà chiêu này mới là sát chiêu thật sự. Nhưng Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Chỉ là hồi mã thương mà thôi, Lâm Thanh Diện học võ từ nhỏ, anh đã thuộc lầu, hiểu rõ tường tận động tác này. Anh nhún nhẹ mũi chân, cơ thể lui ra sau mấy mét, nhẹ nhàng tránh đi. Thiết Diện nhíu mày, chiêu này có thể nói là chiêu mà anh cảm thấy đắc ý nhất, nhưng không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể né tránh một cách nhẹ nhàng như thế. Còn đánh nữa không? Lâm Thanh Diện cười hỏi. Thiết Diện nắm chặt nắm tay, tay cầm trường thương xông lên lần nữa. Được lắm, thằng nhóc này. Anh đã cố chấp như thế, hôm nay tôi cũng đánh vài chiêu cho anh xem. Nói xong, cơ thể Lâm Thanh Diện quay cuồng, trực tiếp tránh được đòn tấn công của đối phương, sau đó anh đi đến bên cạnh một tên lính đang xem cuộc chiến. Tên lính này còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, Lâm Thanh Diện đã cướp được trường thương trong tay anh ta. Để cho anh xem thử cái gì mới là hồi mã thương thật sự. Nói xong, trường thương trong tay Lâm Thanh Diện bay múa liên tục, Thiết Diện không ngờ đến cả trường thương mà Lâm Thanh Diện vẫn có thể sử dụng tốt đến thế, hơn nữa sau khi trường thương rơi vào trong tay Lâm Thanh Diện, giống như có thể nhìn thấy những tàn ảnh liên tiếp. Thiết Diện chỉ có thể đón đỡ theo bản năng, nhưng rất nhanh, trên áo giáp được chế tạo từ thép tinh khiết anh đang mặc bắn lên tia lửa, nếu không phải áo giáp bảo vệ khá toàn diện, chỉ sợ lúc này Thiết Diện đã là một cái xác chết rồi. Ngay lúc Thiết Diện đang cố chống cự, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, Lâm Thanh Diện tung người nhảy lên cao, đi thẳng ra sau lưng anh. Thiết Diện đánh nhau chém giết hàng năm nhanh chóng nhận ra, để lộ phía sau lưng của bản thân cho đối thủ là một chuyện nguy hiểm đến cỡ nào. Anh cuống quýt xoay người, lại thấy tốc độ của Lâm Thanh Diện càng nhanh hơn. Hồi mã thương! Lâm Thanh Diện vặn cơ thể thành một hình cung, xoay ngược người lại đâm thương ra. Động tác cực kỳ tiêu sao, đồng thời cũng thể hiện ra sự khác biệt rõ ràng với chiêu hồi mã thương của Thiết Diện. Hồi mã thương của anh ta chẳng qua chỉ là một thương mà thôi, còn Lâm Thanh Diện trong vòng một giây đã đâm ra 7 thương, hơn nữa vị trí góc độ của mỗi một thương đều không giống nhau. Thiết Diện chỉ có thể cản được lần thứ nhất, 6-7 lần sau đó anh không thể cản được. Hơn nữa lần này Lâm Thanh Diện còn thêm vào một chút nội kình, gần như chỉ trong nháy mắt áo giáp của Thiết Diện đã bị vỡ, anh cũng bị hất văng ra đất. Lâm Thanh Diện chỉ thẳng đầu thương, một cỗ chiến ý nghiêm nghị bùng nổ. Cũng là hồi mã thương, nhưng bây giờ xem ra, hồi mã thương của Thiết Diện ở trước mặt Lâm Thanh Diện giống hệt như một trò đùa. Mà chiêu này đã là sát chiêu mạnh nhất của Thiết Diện. Thiết Diện, đứng lên giết cậu ta. Vân Hạc lạnh lùng hộ. Thiết Diện dùng trường thương chống xuống đất, từ mặt đất đứng lên. Anh xác định là muốn đánh tiếp sao? Lâm Thanh Diện nhìn Thiết Diện đang bước từng bước một đến gần anh, lạnh lùng nói.
Xem ra cuối cùng thì người này vẫn chọn đứng về phía Vân Hạc, vì Vân Hạc anh ta không tiếc giết chết anh. Chuyện này cũng làm trong lòng Lâm Thanh Diện vô cùng tức giận. Lúc nãy là vì nể mặt Vân Tịch Giao, bây giờ tôi sẽ không khách sáo với anh nữa. Vừa mới nói xong câu này, Thiết Diện lại xông về phía Lâm Thanh Diện một lần nữa. Lâm Thanh Diện nhạy bén nhận ra được so với lần trước lần xông lên này của anh ta, cho dù là nhịp thở hay nhịp bước thì cũng đều hỗn loạn hơn rất nhiều. Ngay cả trường thương trên tay hình như cũng cầm thả lỏng hơn so với khi nãy. Đây hoàn toàn không giống như một người có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn xung phong, nếu đặt kiểu xung phong này trên chiến trường thì không khác gì tự sát. Lâm Thanh Diện không nghĩ nhiều như thế, nhấc trường thương trong tay lên, trực tiếp đánh bay binh khí của đối phương, sau đó lại đâm một cái, anh ta lập tức ngã xuống đất. Lâm Thanh Diện đứng trước mặt đối phương, ánh nắng ấm áp vừa lúc chiếu vào trên mặt anh ta, lúc này, hình như Lâm Thanh Diện nhìn thấy trên khóe môi Thiết Diện thoáng hiện lên một chút ý cười. Lâm Thanh Diện, anh giết tôi đi. Thiết Diện từ tốn nói, giết tôi, vậy thì tôi có thể giải thoát. Lâm Thanh Diện nắm chặt trường thương trong tay, trong nháy mắt này, anh hơi ngẩn ra, nhưng khi anh nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Thiết Diện, hình như đã hiểu ra. Chương 1328, bao vây tấn công. Thiết Diện là người trong bí cảnh, anh không thể không nghe theo lệnh của Vân Hạc. Mặt khác, người đàn ông lạnh lùng này cũng không muốn thật sự quyết sống chết cùng Lâm Thanh Diện, hơn nữa anh cũng biết anh không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện. Vì thế, anh nguyện ý để Lâm Thanh Diện giết chết anh, vừa có thể thỏa mãn lòng trung thành của anh với Vân Hạc, đồng thời cũng không cần phải quyết đấu sống chết cùng Lâm Thanh Diện. Ra tay đi, Lâm Thanh Diện, Thiết Diện nói, ước mong cả đời của công chúa đó là được đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài, tôi hy vọng anh có thể thực hiện yêu cầu này của cô ấy. Lâm Thanh Diện nhìn anh, mũi thương nhếch lên, nhắm thẳng ngay cổ họng anh. Vân Hạc đứng cách hơn 10 mét, ông đương nhiên không thể nghe rõ được cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng ông vẫn có thể nhìn thấy, bây giờ Thiết Diện đã mất hết sức chiến đấu. Thiết Diện, đứng lên, cậu là dũng sĩ dũng cảm nhất của tôi. Cho dù có chết cũng phải lột ra đối phương. Vân Hạc lớn tiếng nói, trên mặt Thiết Diện mang theo vẻ kiên quyết. Lâm Thanh Diện, đừng do dự nữa, mau ra tay. Lâm Thanh Diện nhíu mày, trong nháy mắt lập tức bùng nổ sát khí. Xoay cổ tay, mũi thương lập tức đâm mạnh vào cổ họng đối phương. Thiết Diện nhắm mắt lại, đối với anh mà nói, có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất, như thế anh có thể giữ được lòng trung thành, cũng có thể báo ân về việc Lâm Thanh Diện đứng ra nói giúp anh ngày hôm qua. Hàn khí lạnh thấu xương của mũi thương cách Thiết Diện càng lúc càng gần, ngay lúc này, ở đằng xa vang lên một giọng nữ. Anh Lâm, đừng, Thiết Diện đương nhiên có thể nghe được giọng nói quen thuộc này cũng có nghĩa là Vân Tịch Giao đang đi đến nơi này. Đừng, công chúa kiếp sau, Thiết Diện lại bảo vệ cô. Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của người đàn ông lạnh lùng này. Nhưng vài giây trôi qua anh vẫn có thể nghe được tiếng gió xung quanh, cả tiếng thì thầm của mọi người. Chuyện gì thế này? Thiết Diện thử mở mắt, anh chỉ nhìn thấy Vân Tịch Giao đang sốt ruột đứng trước mặt cùng với Lâm Thanh Diện đang cười tủm tỉm. Lại nhìn bên kia, mũi thương của cây thương bà kia đã vượt qua người anh đâm sâu xuống đất cũng không hề làm anh bị thương. Lâm Thanh Diện, sao anh lại? Nếu tội giết anh, vậy không phải là trúng kế của Vân Hạc rồi sao? Lâm Thanh Diện cười nói. Cái gì, mưu kế, Thiết Diện khó hiểu nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười nói, Vân Hạc biết rõ anh không phải là đối thủ của tôi, nhưng lại bảo anh đi lên đánh nhau với tôi, anh cảm thấy anh có thể thắng tôi sao? Thiết Diện đứng dậy, nhìn Lâm Thanh Diện, yên lặng lắc đầu, thân thủ của tôi còn không bằng 1% của anh, tôi không phải đối thủ của anh. Lâm Thanh Diện hơi mỉm cười, những lời anh ta nói cũng không phải là lời khen, mà là lời nói thật. Trên thực tế, nếu Lâm Thanh Diện dùng huyền kình, chỉ sợ Thiết Diện còn không tiếp nổi một chiều, chớ nói chi đến việc nếu ở bên ngoài, anh còn có tu vi thần cảnh. Nếu anh không thắng được tôi, vậy thì những gì Vân Hạc từng hứa với anh lúc trước rằng chỉ cần giết được tôi thì sẽ gả công chúa cho anh chẳng phải chỉ là một lời nói mát hay sao? Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói. Thiết Diện giống như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, anh kinh ngạc nhìn Vân Hạc, lúc này, Vân Hạc đang nhìn anh bằng vẻ mặt âm trầm. Đúng vậy, anh vốn không thể giết được Lâm Thanh Diện, hơn nữa trừ anh ra tất cả binh lính ở đây cũng không có ai là đối thủ của Lâm Thanh Diện. Nếu đã thế, lời hứa của Vân Hạc lúc trước chẳng phải trở thành một lời nói suông sao. Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu Vân Hạc cũng đã không có ý định thực hiện lời hứa, ngược lại ông ta muốn mượn tay tôi để giết anh, nếu như tôi dễ dàng bị ông ta lợi dụng như thế, vậy chẳng phải là rất ngốc sao, Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng nói. Nghe Lâm Thanh Diện nói kỹ càng như thế, trong lòng Thiết Diện đầy xúc động, hoàn toàn tỉnh ngộ.
Làm tới làm lại, anh và các binh lính chém giết Lâm Thanh Diện, mà tất cả chuyện này đều chỉ là mưu kế của Vân Hạc mà thôi. Thiết Diện, anh đừng đánh với anh Lâm nữa. Vân Tịch Giao nói, sau đó xoay người nhìn Vân Hạc đang mặt mày âm trầm, ba có thể tha cho anh Lâm, để anh ta đi không? Tịch Giao, đây không phải là nơi con nên đến, quay về ngay, Vân Hạc trầm giọng nói, rõ ràng cũng đang cố kiềm chế cơn lửa giận ngập trời của ông. Không, con không đi, nếu hôm nay ba không cho anh Lâm đi thì con sẽ luôn ở đây, Vân Tịch Giao nói. Cô gái dũng cảm này không ngờ lại đứng cản trước mặt Lâm Thanh Diện và Thiết Diện. Lâm Thanh Diện vô cùng bội phục nói nhỏ với Thiết Diện, nhóc con, nếu sau này anh dám phụ lòng Vân Tịch Giao, cho dù anh ở nơi nào thì tôi cũng sẽ xử đẹp anh. Yên tâm, đời này tôi quyết không phụ lòng cô ấy, Thiết Diện lạnh lùng trả lời. Bây giờ đến cả con cũng muốn cãi lời ba sao? Vân Hạc lạnh lùng nói, lúc này ông không thể nào khống chế được nữa, đứng bật dậy, hai mắt lạnh căm. Vân Tịch Giao ưỡn thẳng ngực, ba con không dám cãi lời ba, nhưng anh Lâm chưa từng làm chuyện gì quá đáng cả, ba không nên đối xử với anh ấy như thế. Hừ, chửi mắng ba, khinh miệt ba trước mặt mọi người mà không phải là chuyện gì quá đáng sao. Vân Hạc lạnh lùng nói, con mau xuống đi, nếu không thì đừng trách ba. Ba, Vân Tịch Giao còn muốn nói gì nữa, lại bị Lâm Thanh Diện cản lại. Lâm Thanh Diện bước về trước nói với Vân Hạc, điện chủ Vân, ông cảm thấy chỉ dựa vào mấy tên binh lính dưới tay ông là có thể cản được tôi sao? Hừ, chúng ta có thể thử xem, Vân Hạc cười khẩy đáp. Lâm Thanh Diện vẫn vô cùng bình thản, tôi nói trước, hôm nay không chỉ có một mình tôi rời đi, đồng thời tôi cũng sẽ dẫn công chúa và Thiết Diện đi cùng. Cái gì, cậu dám? Vân Hạc nghe xong nổi giận, cổ nổi đầy gân xanh, sau đó ông nhìn Vân Tịch Giao và Thiết Diện nói, hai người thật sự đồng ý đi cùng cậu ta sao? Điện chủ thuộc hạ. Cút ngay, tôi hỏi cậu sao, ai bảo cậu trả lời? Vân Hạc lớn tiếng quát hỏi, Tịch Giao, ba hỏi con thật sự muốn rời khỏi nơi này, đi ra thế giới bên ngoài cùng Lâm Thanh Diện sao? Ánh mắt Vân Tịch Giao vô cùng phức tạp, nhưng chuyện đã đến nước này, cô kiên quyết gật đầu, cô ngang nhiên nắm tay Thiết Diện trước ánh mắt của bao người, con đã quyết định rời khỏi nơi này cùng Thiết Diện, đời này, chỉ cần anh ấy đi đâu con sẽ đi đó. Vớ vẩn, Vân Hạc lớn tiếng quát. Điện chủ Vân, con gái lớn sẽ có suy nghĩ riêng, nếu ông cứ muốn khống chế tất cả mọi thứ của cô ấy, như thế sẽ chỉ nhận lại được sự phản kháng, tôi hứa với ông, công chúa và Thiết Diện chắc chắn sẽ sống rất tốt ở thế giới bên ngoài, sẽ không có ai dám kiếm chuyện với bọn họ. Lâm Thanh Diện nói, Vân Hạc hoàn toàn không thèm để ý đến anh, ông không biết, nếu như ở thế giới bên ngoài, lời hứa này của Lâm Thanh Diện có ý nghĩa như thế nào đối với người khác. Ăn nói bậy bạ, Lâm Thanh Diện cậu giỏi lắm, mới đến đây mấy ngày đã làm chỗ chúng tôi gà chó không yên, còn muốn dẫn cô con gái yêu quý nhất của tôi đi, hôm nay tôi không giết cậu, tôi thề không làm người. Mắt Vân Hạc lại hiện lên vẻ độc ác sâu hơn, la lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, nhất định phải giết được Lâm Thanh Diện, nếu có ai dám ngăn cản cứ việc giết chết. Vâng, mọi người đồng thanh trả lời cùng lúc đó bước lên một bước. Lúc này, ba người Lâm Thanh Diện, Vân Tịch Giao và Thiết Diện đã bị bao vây vào giữa. Ba, chẳng lẽ ba thật sự muốn như vậy sao? Nếu như mẹ còn sống, mẹ nhìn thấy ba như thế chắc chắn sẽ rất đau lòng, Vân Tịch Giao lớn tiếng nói, nước mắt rưng rưng. Con đừng có lấy mẹ con ra để ép ba. Vân Hạc lớn tiếng nói, nếu bà ấy còn sống thì chắc chắn cũng sẽ trách con dám rời khỏi nhà của mình như ba thôi. Ba con, tất cả, xông lên. Vân Hạc vung tay, lạnh lùng nói. Nhưng đúng lúc này, mặt trời nhô cao, Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn, lúc này mặt trời đúng lúc treo trên đỉnh cung điện. Bên ngoài vòng vây do binh lính tạo thành, mặt đất dần thay đổi. Lâm Thanh Diện biết bên đó là con đường rời khỏi bí cảnh. Anh Lâm, anh đi đi, đừng lo cho hai chúng tôi. Đúng đó. Lâm Thanh Diện, dựa vào thực lực của anh, xông qua vòng vây này cũng không phải chuyện khó, mau đi đi. Thiết Diện cũng nói. Tôi đã nói sẽ dẫn hai người đi thì nhất định sẽ dẫn hai người đi, Lâm Thanh Diện tôi sẽ không bao giờ nuốt lời. Vừa mới nói xong, một binh lính đã chém đao về phía này, ngay phía sau, có vô số người cũng xông về phía Lâm Thanh Diện. Chương 1329, binh lính trung thành. Bảo vệ công chúa, giao những người này cho tôi. Lâm Thanh Diện nói, tùy tay tung nắm đấm đánh bay một người gần anh nhất. Sau đó, anh túm lấy thanh đạo của một người trong số đó, hơi dùng sức một chút đã nâng người đó lên cao, sau đó ném tên đó vào trong đám binh lính. Lâm Thanh Diện, lối thoát bí cảnh chỉ mở ra 10 phút, anh mau đi đi. Vân Tịch Giao lớn tiếng nói. 10 phút đã đủ rồi. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng đáp, huyền kình trong cơ thể âm thầm dâng lên.
Sau đó, anh giống như chiến thần, một đấm xử một người. Không ai có thể chịu nổi uy lực của một nắm đấm của anh, cho dù đám binh lính này mặc đầy áo giáp cũng không được. Hết tên này đến tên khác bay vút lên cao, sau đó rớt mạnh xuống đất. Nhưng chuyện làm Lâm Thanh Diện bội phục là, cho dù anh mạnh đến thế, nhưng đám binh lính này vẫn không chút sợ hãi vọt đến, hoàn toàn không để ý đến tính mạng của bản thân. Nếu đặt những binh lính này ở thế giới bên ngoài, chỉ cần huấn luyện thêm một chút quen thuộc với chiến tranh thời hiện đại, đây chắc chắn là một sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Lâm Thanh Diện nghĩ thầm trong đầu, vẫn tiếp tục cua nắm đấm như cũ. Giết! Vân Hạc kêu lớn. Ông biết Lâm Thanh Diện rất mạnh nhưng không ngờ lại kinh khủng đến mức này. Hơn 1.000 binh sĩ của ông, không có một ai có thể đánh trúng Lâm Thanh Diện, thậm chí còn không có cách đến gần bên người. Lúc này, Lâm Thanh Diện thấy đám binh lính cố gắng xông về phía anh như thủy triều nói, đáng chết, xem ra nếu không giết vài tên để cảnh cáo thì không được rồi. Nói xong, anh không thèm nương tay, đấm mạnh một đấm vào ngực của một tên lính. Tên binh lính võ trang đầy đủ bị đấm văng ra xa hơn chục mét, phun máu tươi liên tục, cuối cùng cũng không bò dậy nữa. Nếu ai còn xông lên thì kết quả cũng giống như tên đó. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói. Đám binh lính nhíu mày, ngay sau đó, mười mấy tên binh lính lại xông lên. Cứ như vậy cũng không phải là cách hay, tuy thực lực của đối phương rất yếu, nhưng lại rất đông. Lâm Thanh Diện nghĩ thầm, nhất định phải nghĩ ra cách kiềm chế đối phương mới được. Đúng lúc này, còn dư lại một ít binh lính bắt đầu chia nhỏ ra, vòng qua Lâm Thanh Diện, xông thẳng qua tấn công về phía Thiết Diện và Vân Tịch Giao. Nếu Vân Hạc đã nói ai dám cản trở thì cứ việc giết chết, vì thế, đám binh lính trung thành với Vân Hạc cũng không để ý nhiều đến thế. Các anh thật sự muốn đối đầu với tôi sao? Thiết Diện cản trước mặt Vân Tịch Giao, những binh lính trước mặt đều là bạn bè anh em của anh, nhưng hôm nay lại phải cầm kiếm đối mặt với nhau. Thống lĩnh, mau nhận lỗi với điện chủ, chúng tôi có thể không làm anh bị thương, một binh lính trong số đó nói. Thiết Diện nắm chặt nắm tay, Vân Tịch Giao lại đứng ở phía sau anh nói. Không lẽ theo đuổi hạnh phúc của bản thân cũng là sai sao? Không sai, tôi chỉ theo đuổi hạnh phúc của tôi thôi, vậy cũng là sai sao? Thiết Diện giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nói với người đối diện, các anh lên đi, hôm nay cho dù tôi có tan xương nát thịt thì cũng đáng. Nếu đã thế, vậy cũng đừng trách chúng tôi. Nói xong, đám binh lính này xông lên. Thiết Diện vốn có võ nghệ xuất sắc hơn những người này, nếu là đầu tay đôi, đám binh lính này không có ai là đối thủ của anh. Nhưng bây giờ những người này lại xông lên cùng một lượt, phải đối đầu với nhiều người như thế, Thiết Diện cũng không chịu đựng nổi. Công chúa, cô trốn phía sau lưng tôi đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. Thiết Diện nói. Trước giờ Vân Tịch Giao chưa bao giờ nhìn thấy cảnh bạo lực như thế, bây giờ sắc mặt cô tái nhợt, nhưng khi cô nhìn thấy bóng người anh dũng đứng trước mặt cô, lại dần dần cảm thấy rất yên tâm. Thiết Diện, anh cứ chiến đấu hết mình, nếu anh chết trận tôi nhất định cũng sẽ không sống một mình, Vân Tịch Giao ở phía sau hô to. Lúc này, trường thương trong tay Thiết Diện liên tục bay múa, 4-5 người xông đến đầu tiên đã bị ép phải lui lại. Nhưng ngay sau đó, 2-3 người lại nhảy lên cao, đâm kiếm vào Thiết Diện. Thiết Diện chống đỡ không kịp nhưng cũng may áo giáo trên người anh đã cứu anh một mạng. Cho dù là vậy, anh cũng bị đánh ngã, nhưng anh không nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy. Thiết Diện, đừng chống cự nữa, nhận sai với điện chủ, chấp nhận trừng phạt. Binh lính nói. Thiết Diện lau máu tươi trào ra trên khóe miệng, lúc này anh đã bị nội thương, nhưng cho dù là thế anh vẫn nói, các anh cũng xông lên đi, nếu công chúa đã dũng cảm đến thế tôi cũng không thể bỏ cuộc được. Đám binh lính nhìn nhau, xoay vũ khí trong tay, lại xông lên lần nữa. Thiết Diện cắn chặt răng, đằng sau chính là cô gái anh yêu thương, bây giờ anh đã không còn đường lui nữa. Bên này, Lâm Thanh Diện cũng cảm nhận được nhóm Thiết Diện ở phía sau lưng anh bây giờ đang gặp phải nguy hiểm. Nhưng có hơn 600-700 người đang bao vây anh vào giữa, cho dù Lâm Thanh Diện đánh một đấm đánh bại một người, nhưng chờ đến khi anh chạy đến nơi giúp đỡ thì chỉ sợ Thiết Diện cũng không chống đỡ được quá lâu. Đúng lúc này, xuyên qua khe hở của đám binh lính, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Vân Hạc đang đứng cách xa hơn chục mét. Bắt giặc bắt vua trước, đành phải đánh cược một lần. Vừa nghĩ, Lâm Thanh Diện lập tức cướp một cây đao trong tay binh lính, sau đó ném mạnh về hướng Vân Hạc. Tốc độ của đao rất nhanh, hơn nữa uy lực cực lớn. Vân Hạc thấy vậy, chờ đến khi ông kịp phản ứng thì đã muộn rồi. Một đao đó của Lâm Thanh Diện cũng không có ý định giết chết Vân Hạc, chỉ là quăng về hướng đối phương, mục đích là để cho mọi người biết, nếu anh muốn giết ông ta thì đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Vân Hạc cũng không quan tâm được nhiều như thế, sau khi cảm nhận được có nguy hiểm, lập tức nhảy sang bên cạnh muốn trốn. Mà cú nhảy này làm thanh đao đang bay đến lập tức nhắm thẳng vào hướng ngực Vân Hạc.
tình hình vô cùng nguy hiểm, dù sao ông cũng là ba của Vân Tịch Giao. Ngay lúc này, hai tên binh lính hộ vệ luôn đứng bên cạnh Vân Hạc không chút do dự lập tức đứng cản trước người ông. Lâm Thanh Diện đã sử dụng huyền kình, thanh đao này dễ dàng phá tan áo giáp của binh lính, sau đó đâm thủng ngực của đối phương. Dòng mắt Vân Hạc đầy vẻ khiếp sợ, nếu không có hai tên lính này, chỉ sợ ông cũng đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Mọi người chần chừ vài giây, nhưng cũng chính vài giây này đã cho Lâm Thanh Diện cơ hội. Anh dậm mũi chân xuống, nhảy bật lên cao sau đó đạp chân lên vai một tên lính, lại nhảy lên lần nữa. Cứ như vậy, chỉ trong vài bước anh đã đi đến cạnh Vân Tịch Giao và Thiết Diện. Lúc này Thiết Diện đã đầy vết thương, áo giáp của anh cũng đã bị hỏng một vài chỗ, da thịt chỗ áo giáp bị hỏng lộ ra ngoài, chảy máu đầm đìa. Các người còn muốn đánh nữa sao? Lâm Thanh Diện lớn tiếng hỏi. Những người này dừng bước, bọn họ biết một khi Lâm Thanh Diện đi vào nơi này thì bên phía bọn họ đã không còn cơ hội. Nhưng lệnh bài vàng đã ra, bọn họ nhất định phải nghe lệnh. Chỉ 3 giây sau, bọn họ lại xông lên lần nữa. Lâm Thanh Diện mắng thầm trong lòng, anh tính toán sơ qua, chắc đã hơn 5 phút trôi qua, con đường rời khỏi bí cảnh chỉ còn mở thêm 5 phút mà thôi. Lâm Thanh Diện đá văng mọi người, lớn tiếng nói, Điện Chủ Vân, lúc này nếu không phải hai tên cấp dưới của ông xả thân cứu giúp, có lẽ bây giờ ông đã chết rồi. Vân Hà cũng nghe được lời Lâm Thanh Diện nói, ông trầm giọng nói, đó là bởi vì cấp dưới của tôi trung thành với tôi. Không sai, Lâm Thanh Diện vừa nói, vừa dùng nắm đấm mở ra một đường máu, Vân Tịch Giao và Thiết Diện bám sát theo sau lưng anh. Nếu cấp dưới của ông đã trung thành với ông như thế, vậy sao bây giờ ông lại quyết tâm muốn đuổi giết đến cùng chứ? Hơn nữa mỗi người đều có quyền được theo đuổi hạnh phúc, Điện Chủ Vân, tôi không tin lúc trước ông là một con người máu lạnh vô tình. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói. Tim Vân Hạc run lên, cơ bắp trên mặt ông cũng run rẩy liên tục. Tay trái Lâm Thanh Diện cầm trường thương quét ngang qua, một lượng lớn binh lính đứng đây lại ngã nhào. Lúc này, nhóm Lâm Thanh Diện cách Vân Hạc khoảng 10 mét mà cách con đường rời khỏi bí cảnh không đến 15 mét. Điện Chủ Vân, khoảng cách gần như thế, tôi có hàng trăm cách để giết chết ông, đến giờ tôi vẫn không ra tay, chẳng qua là vì ông là ba của Vân Tịch Giao mà thôi. Cậu! Nhớ kỹ, chẳng có ai mới sinh ra đã là cấp dưới cả, chỉ có thể nói số ông may hơn người khác, nhưng ông cũng không thể vì thế mà xem thường bất cứ người nào. Lâm Thanh Diện nói. Tất cả dừng tay lại. Ngay lúc này, Vân Hạc đột nhiên quát lớn, tất cả binh linh đồng loạt dừng hành động. Vân Hạc nhìn Lâm Thanh Diện vẫn còn sạch sẽ tươm tất như lúc đầu, còn có Thiết Diện đang đỡ Vân Tịch Giao, ông đột nhiên trầm giọng nói, Tịch Giao, bây giờ ba chỉ muốn hỏi con muốn ở lại đây cùng ba hay vẫn muốn rời khỏi nơi này? Hừm, Vân Hạc, ông nói những lời này có ý nghĩa gì sao? Cô Vân đã nói với tôi rồi, hôm nay tôi nhất định phải dẫn hai người bọn họ đi, Lâm Thanh Diện nói. Ai ngờ, lúc này, trong mắt Vân Hạc lại rơm rớm nước mắt, Tịch Giao, mẹ của con đã bỏ ba, bây giờ đến cả con cũng muốn rời bỏ ba sao? Nhưng, ba con và Thiết Diện, Vân Tịch Giao cắn môi, sau đó kiên quyết nói, ba con đã quyết định, con muốn sống cùng Thiết Diện, ai cũng không thể cản được, nếu ba không đồng ý, một là để bọn con rời khỏi đây, hoặc là con và Thiết Diện sẽ chết trước mặt ba. Tịch Giao, Vân Hạc la lớn, ông đột nhiên uể oải ngồi xuống, hai mắt vô thần, thôi, nếu con đã nói thế, chuyện của con và Thiết Diện, ba đồng ý. Thật sao, ba, đồng ý. Vân Tịch Giao nghe xong thì mặt mày lập tức vui vẻ, ngay cả Thiết Diện ít nói ít cười cũng nở nụ cười. Chương 1330, rời khỏi bí cảnh. Chứ còn có thể làm sao nữa? Ánh mắt Vân Hạc đầy chua xót, ba đứng đây nhìn thấy rất rõ tình hình khi nãy, Thiết Diện cậu ta thật sự rất tốt với con. Ba, Vân Tịch Giao rưng rưng nước mắt, Vân Hạc vung tay lên, được rồi, nếu con muốn đi thì đi đi, Thiết Diện, nếu con gái tôi chịu bất cứ ấm ức tủi thân gì ở thế giới bên ngoài, tôi sẽ hỏi tội cậu. Điện chủ, thuộc hạ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức bảo vệ công chúa, sẽ không để cô ấy phải chịu ấm ức gì, Thiết Diện quỳ xuống, trầm giọng nói. Đi đi, đi hết đi. Vân Hạc nói, nhưng người đi, luôn lầm bầm, vợ bỏ tôi mà đi, bây giờ con gái cũng muốn bỏ tôi đi. Vân Tịch Giao nâng Thiết Diện lên, cung kính khom người, sau đó nói với Lâm Thanh Diện, lối ra bí cảnh sắp đóng cửa rồi, anh Lâm, mau đi thôi. Lâm Thanh Diện gật đầu, dù sao thì cái tên Vân Hạc này cũng không phải quá máu lạnh, xem ra ông ấy cũng đã thấy rõ dưa hái xanh không ngọt, đương nhiên tất cả những thứ này phải có điều kiện tiên quyết là thực lực giống như sát thần của Lâm Thanh Diện thì mới thực hiện được. Lâm Thanh Diện nhìn khu vực mặt đất nứt ra, lúc này đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Điện chủ Vân, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ mời ông ghé thăm nhà họ Lâm, trong 3 ngày này nếu như có xúc phạm gì, mong ông hãy tha thứ, Lâm Thanh Diện cung kính nói.
Sau đó, ba người cùng nhau đi đến lối ra. Công chúa Thiết Diện, chúc mừng hai người đạt được như mong muốn, bây giờ hãy đi ra ngoài cùng tôi thôi. Lâm Thanh Diện cười nói. Tuy cuộc chiến khi này rất thảm thiết, nhưng Vân Hạc tỉnh ngộ cũng không quá trễ, nếu không có lẽ sẽ có nhiều chết đi vì chuyện này hơn. Thiết Diện và Vân Tịch Giao đứng đối diện Lâm Thanh Diện, hai người nắm chặt tay nhau, sau đó, hai người nhìn nhau, gật đầu, giống như đã hạ quyết tâm gì đó. Lâm Thanh Diện, hôm nay tạm biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau, Vân Tịch Giao nhẹ nhàng nói. Hả, Lâm Thanh Diện hơi khó hiểu, công chúa cô có ý gì, hay là... Tôi và Thiết Diện đã quyết định không rời khỏi nơi này nữa, tôi cũng không thể để ba tôi ở lại nơi này một mình, như vậy ông sẽ rất cô đơn, Vân Tịch Giao nói. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ cười, vậy còn anh cũng không đi sao? Công chúa ở đâu tôi ở đó, huống chi tôi vẫn muốn ở lại đây bảo vệ điện chủ. Thiết Diện nói ôm quyền cung kính nói, Lâm Thanh Diện ít nhiều gì cũng nhờ có anh nên tôi và công chúa mới có được như ngày hôm nay, Thiết Diện xin cảm ơn anh. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, nếu đã vậy tôi tôn trọng sự lựa chọn của hai người, Thiết Diện tôi đã làm mẫu chiêu hồi mã thương đó cho anh xem, sau này phải tập luyện nhiều hơn. Đương nhiên, Thiết Diện nói. Lâm Thanh Diện, hy vọng 10 năm sau anh có thể đến, Vân Tịch Giao nói. Lâm Thanh Diện xoay người nhìn cô, đồng thời cũng nhìn bí cảnh xinh đẹp này, anh nhẹ nhàng nói, nếu đến lúc đó tôi vẫn còn sống, vậy chắc chắn sẽ đến. Nói xong, anh không chút do dự đi vào lối ra. Ngay khoảnh khắc lối ra đóng cửa lại, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Vân Tịch Giao đang ôm chặt lấy Vân Hạc. Ra khỏi bí cảnh đơn giản hơn đi vào bí cảnh nhiều, khi Lâm Thanh Diện ra đến thế giới bên ngoài, gần như là trong nháy mắt anh lập tức cảm nhận được thần hồn và linh khí trong cơ thể đang không ngừng lấp đầy thân thể anh. Lâm Thanh Diện nắm chặt hai tay, lấy kiểm trảm tiên ra khoa tay múa chân một chút, vô cùng hưng phấn. Cảm giác tràn ngập sức mạnh như thế này thật sự quá tốt. Trong bí cảnh, Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi bực bội, nếu không lúc anh đánh nhau với mấy tên binh lính đó đã không cần tốn quá nhiều sức dùng hồn lực. Thiết Diện và Vân Tịch Giao đứng đối diện Lâm Thanh Diện, hai người nắm chặt tay nhau, sau đó, hai người nhìn nhau, gật đầu, giống như đã hạ quyết tâm gì đó. Lâm Thanh Diện, hôm nay tạm biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau, Vân Tịch Giao nhẹ nhàng nói. Hả, Lâm Thanh Diện hơi khó hiểu, công chúa cô có ý gì, hay là... Tôi và Thiết Diện đã quyết định không rời khỏi nơi này nữa, tôi cũng không thể để ba tôi ở lại nơi này một mình, như vậy ông sẽ rất cô đơn, Vân Tịch Giao nói. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ cười, vậy còn anh cũng không đi sao? Công chúa ở đâu tôi ở đó, huống chi tôi vẫn muốn ở lại đây bảo vệ điện chủ. Thiết Diện nói ôm quyền cung kính nói, Lâm Thanh Diện ít nhiều gì cũng nhờ có anh nên tôi và công chúa mới có được như ngày hôm nay, Thiết Diện xin cảm ơn anh. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, nếu đã vậy tôi tôn trọng sự lựa chọn của hai người, Thiết Diện tôi đã làm mẫu chiêu hồi mã thương đó cho anh xem, sau này phải tập luyện nhiều hơn. Đương nhiên, Thiết Diện nói. Lâm Thanh Diện, hy vọng 10 năm sau anh có thể đến, Vân Tịch Giao nói. Lâm Thanh Diện xoay người nhìn cô, đồng thời cũng nhìn bí cảnh xinh đẹp này, anh nhẹ nhàng nói, nếu đến lúc đó tôi vẫn còn sống, vậy chắc chắn sẽ đến. Nói xong, anh không chút do dự đi vào lối ra. Ngay khoảnh khắc lối ra đóng cửa lại, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Vân Tịch Giao đang ôm chặt lấy Vân Hạc. Ra khỏi bí cảnh đơn giản hơn đi vào bí cảnh nhiều, khi Lâm Thanh Diện ra đến thế giới bên ngoài, gần như là trong nháy mắt anh lập tức cảm nhận được thần hồn và linh khí trong cơ thể đang không ngừng lấp đầy thân thể anh. Lâm Thanh Diện nắm chặt hai tay, lấy kiểm trảm tiên ra khoa tay múa chân một chút, vô cùng hưng phấn. Cảm giác tràn ngập sức mạnh như thế này thật sự quá tốt. Trong bí cảnh, Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi bực bội, nếu không lúc anh đánh nhau với mấy tên binh lính đó đã không cần tốn quá nhiều sức dùng hồn lực khống chế tất cả bọn họ là có thể nhẹ nhàng dẫn hai người Vân Tịch Giao rời khỏi nơi này. Khung cảnh sa mạc vẫn giống hệt như lúc Lâm Thanh Diện mới đến. Lâm Thanh Diện đeo kính râm, đi dọc theo con đường từng đi rời khỏi nơi này. Trấn nhỏ Tây Bắc chú Mã đã tổ chức một bữa tiệc rượu ở một khách sạn ở trấn nhỏ. Chúc mừng thiếu chủ bình an quay về. Sau khi chú Mã nhìn thấy Lâm Thanh Diện, kích động nói, thật ra ông đã ở khách sạn này đợi suốt 3 ngày, Lâm Thanh Diện ngồi đối diện chú Mã, mà điều làm Lâm Thanh Diện kinh ngạc chính là, lại có thêm một cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh chú Mã. Cô gái đó vô cùng xinh đẹp, có làn da trắng nõn không tương xứng với khu vực đầy đất vàng này. Cô là? Lâm Thanh Diện hỏi. Không đợi chú Mã nói gì, cô gái trẻ đã tự giới thiệu, tôi tên Quan Duyệt, là cháu ngoại của chú Mã, mấy hôm trước đến tìm cậu của tôi, cậu đã dẫn tôi đi vào sa mạc cùng, đợi suốt mấy ngày trời, anh là Lâm Thanh Diện sao?
Lâm Thanh Diện gật đầu, cô gái có tính tình ngay thẳng như thế đúng là làm người ta rất thích. Wow, tôi cứ nghe người ta kể, hôm nay cuối cùng cũng gặp được người sống rồi, Quan Duyệt hưng phấn nói. Chú Mã nhíu mày, Duyệt ăn nói không biết lễ phép gì cả, cái gì mà thấy người sống chứ. Nói xong, chú Mã xin lỗi Lâm Thanh Diện, con bé này bị bọn tôi cưng chiều từ nhỏ sinh ra hư, nói chuyện không biết lớn nhỏ, xin thiếu chủ tha lỗi. Không sao, tôi cũng không phải người soi mói như thế, Lâm Thanh Diện mỉm cười nói. Cậu thấy chưa, anh Lâm cũng chưa nói gì, cậu đừng la, con Quan Duyệt nói, ngưỡng mộ nhìn Lâm Thanh Diện, anh Lâm, anh thật sự giống như trong lời đồn sao? Mọi người đồn tôi như thế nào? Lâm Thanh Diện giạt rào hứng thú hỏi, thật ra anh cũng rất muốn nghe người khác nói xem người bên ngoài đánh giá anh như thế nào. Bọn họ đều nói thiếu chủ nhà họ Lâm nổi giận là nước Sejun, không chỉ gia sản giàu có còn rất giỏi võ, chỉ cần người nào đắc tội với anh đều sẽ rất thê thảm, nhẹ thì tan cửa nát nhà, nặng thì chết luôn. Nói xong, Quan Duyệt chu môi quan sát Lâm Thanh Diện, nhưng tôi cảm thấy anh trông cũng không kinh khủng như trong lời đồn, là một người rất bình thường. Lâm Thanh Diện cười khổ lắc đầu, xem ra người bên ngoài đã xem anh sát thần, nhưng lại không biết những người lúc trước anh giết chết đều là những người chuyên làm việc ác, thật sự đáng chết. Tôi vốn rất bình thường, cũng không ghê gớm như bên ngoài đồn thổi, Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Quan Duyệt cười nói, đúng đó, nhưng mà cậu của tôi cung kính với anh như thế, chắc là rất sợ anh đúng không? Lâm Thanh Diện cười nói, làm gì có, chú Mã rất tốt, lần này vào sa mạc chú ấy đã giúp tôi rất nhiều, được rồi, Duyệt, để thiếu chủ ăn gì đã, đừng có hỏi mãi như thế. Nói xong, chú Mã đặt đĩa thịt dê xé tay trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện ăn thịt uống rượu, đang ở Tây Bắc nên tính tình cũng hào phóng hơn. Thiếu chủ, có một chuyện tôi muốn nhờ cậu giúp, chú Mã nói. Lâm Thanh Diện nhìn ông, đặt ly rượu xuống, nói đi, nếu tôi giúp được sẽ giúp. Là chuyện của Duyệt, chú Mã nói. Quan Duyệt ở bên cạnh nghe xong, vội vàng nói, cậu, không phải chúng ta đã nói rồi sao, chuyện của con sẽ tự xử lý, không cần người khác giúp. Nhưng, chuyện này có liên quan đến tính mạng của con. Chú Mã vội vàng nói. Cậu, Quan Duyệt nhíu mày, quay đầu sang một bên giận dỗi. Sao vậy, Duyệt gặp phải chuyện gì sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Chú Mã hơi khựng lại, nói, thật ra con bé đang mắc bệnh nặng, mấy năm nay đã tìm không ít bác sĩ tài giỏi, tình hình con bé cũng tốt hơn, nhưng nếu muốn trị tận gốc thì cần thêm một loại dược liệu nữa. Dược liệu gì, không lẽ bên ngoài thị trường không có bán sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Chú Mã lắc đầu, dược liệu này gọi là cỏ linh thủy, chỉ có ở Tây Bắc mới có, hơn nữa rất quý hiếm, tôi đã hỏi thăm suốt mấy năm này, cuối cùng tôi hỏi thăm được có linh thảo ở ngay trong trấn nhỏ này. Ở ngay đây. Vậy đi mua là được, bao nhiêu tiền tôi trả cho? Lâm Thanh Diện tùy ý nói. Không phải chuyện tiền, chủ cũ có linh thủy là một tên ngang ngược nhất trấn nhỏ này, tên là Giang Tiểu Man, tên đó nói có thể đưa có linh thủy cho chúng tôi, nhưng mà muốn Duyệt phải ở lại hầu hạ tên đó 5 năm, chú Mã nói. Vớ vẩn. Lâm Thanh Diện vỗ bàn, đứng dậy nói, chú Mã, sao lúc trước chú không nói cho tôi biết việc này? Tôi biết lần này thiếu chủ phải vào bí cảnh, sợ làm trễ nãi cậu nên vẫn chưa nói, chú Mã nói, hơn nữa điều kiện của người này cũng quá vô lễ, lúc trước tôi đi lý luận với tên này còn bị đánh bị thương, Lâm Thanh Diện nhíu mày, anh là thiếu chủ quan lĩnh, chú Mã là người của quan lĩnh, lại bị người khác đánh bị thương, Lâm Thanh Diện không thể bỏ mặc được. Cậu đừng nói nữa, tên kia ngang ngược vô lý, chúng ta không cần cầu xin anh ta, Quan Duyệt nói. Nhưng bệnh của con không thể kéo dài được nữa, chú Mã nói. Lâm Thanh Diện rời bàn, mặt mày âm trầm nói, chú Mã, chú dẫn đường, chúng ta đi gặp tên Giang Tiểu Man này. Không nói nhiều thêm nữa, Lâm Thanh Diện kéo Duyệt và chú Mã ra khỏi nhà hàng. Chương 1331, như vậy vào cửa mau một chút. Không bao lâu sau, một nhóm ba người đi đến cửa biệt thự. Căn biệt thự này lớn hơn rất nhiều so với các ngôi nhà ở đây, có thể thấy được trình độ giàu có của chủ nhân thế nào. Chính là nơi này, Lâm Thanh Diện hỏi. Chú Mã gật đầu, Quan Duyệt sau lưng hoàn toàn không còn tính cách hồn nhiên ngây thơ trước đó. Cô ấy có vẻ hơi lo lắng. Cậu ơi, anh Lâm, hay là thôi đi, chúng ta mau chóng rời đi thôi, người kia anh ta thật đáng sợ. Đáng sợ, Lâm Thanh Diện cau mày lại, sao lại đáng sợ? Thì là, những thủ đoạn mà anh ta dùng kia chúng ta chưa từng thấy qua, cậu của tôi cũng biết chút võ thuật thế nhưng mà không biết sao, người kia có thể biến ra một thanh đao lớn từ trong không trung trực tiếp chém cậu tôi bị thương, Quan Duyệt nói tiếp. Cô nói là thế này đúng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cổ tay Lâm Thanh Diện vụng lên, một thanh đao lớn màu đen lập tức xuất hiện trên đầu.
cơn tức nhận được ở chỗ này trước đó, hôm nay tôi sẽ đòi lại toàn bộ cho các người, dứt lời, Lâm Thanh Diện trực tiếp đạp một cước, cánh cửa được chết bằng hợp kim lập tức bị Lâm Thanh Diện đạp văng, khóa cửa cũng theo đó mà rời xuống đất. Thế này đi vào có phải nhanh hơn không? Lâm Thanh Diện mỉm cười, dẫn đầu đi vào. Quan Duyệt đứng sau lưng có chút ngạc nhiên, sau đó nhỏ giọng nói với chú Mã ở bên cạnh, cậu thiếu chủ này của cậu làm cái gì cũng đẹp trai ghê. Chú Mã bất đắc dĩ lắc đầu, có điều nói thật thì sự bá đạo của Lâm Thanh Diện không phải người khác có thể so bì được. Vừa mới vào cổng lớn, gần như trong chớp mắt 10 người trẻ tuổi mặc áo quần màu đen phóng ra, vây kín đám người Lâm Thanh Diện lại. Đây là đám tay chân Giang Tiểu Man nuôi. Chú Mã ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Không bao lâu sau, từ trong biệt thự đi ra một người, cao khoảng chừng 2 mét, dáng người khôi ngô, gương mặt dữ tợn, xem ra chính là một kẻ không dễ chọc. Khi anh ta nhìn thấy đám người chú Mã, khóe miệng nhếch lên một cái, nói, ôi trời, lão Mã à, bây giờ ông to gan gớm nhỉ, ngay cả cửa nhà tôi cũng dám đạp. Giang Tiểu Man, tôi nói cho anh biết, hôm nay chúng tôi chính là tới tìm anh gây phiền phức anh nhất định phải xin lỗi vì hành động, lời nói trước đó của mình, còn có anh làm cậu tôi bị thương, món nợ này hôm nay tôi cũng tính toán rõ ràng với anh. Quan Duyệt nói, nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của Quan Duyệt, Giang Tiểu Man không có chút biểu cảm tức giận nào, ngược lại cười để tiện nói, cô nói chuyện thật dễ nghe, nếu như có thể mỗi ngày theo tôi, nói chuyện cho tôi nghe thì tốt. Anh! Quan Duyệt tức vô cùng, cái tên này đúng là lợn chết không sợ nước sôi, có điều đúng là thực lực của anh ta rất mạnh. Cậu Giang, tôi hy vọng cầu nguyện ý bán lại có linh thủy cho chúng tôi, còn về chuyện xảy ra trước đó, chúng tôi có thể bỏ qua, dù sao tôi muốn cháu ngoại tôi được sống, đó chính là đồ cứu mạng, tôi ở đây cảm ơn cậu chú Mã nói. Có điều Giang Tiểu Man không cảm kích chút nào, anh ta không khách khí nói, lão Mã, lời này của ông không đúng rồi, trước đó tôi đã nói xong với ông, để Quan Duyệt nghỉ ngơi ở chỗ tôi 5 năm, tôi không cần tiền, sẽ tặng có thủy tinh ngay cho ông, việc này chẳng lẽ không tốt sao? Anh bớt giả bộ đi, đừng tưởng tôi không biết ý định quỷ quái của anh bảo tôi ở chỗ này với anh 5 năm, không phải vì. Vì sao nào, cô nói thử coi, Giang Tiểu Man cười xấu xa nói. Hừ, đúng là không biết xấu hổ, loại lời nói vô sỉ như vậy tôi không nói nổi, Quan Duyệt giận dữ nói. Giang Tiểu Man cười mỉa mai, được yêu cầu của tôi đã nói rõ cho các người rồi, các người không đồng ý, vậy tôi cũng hết cách đúng rồi, cửa nhà tôi đặt trước tự ý, các người đá hỏng thì bồi thường đi. Cũng không nhiều, 1 tỷ năm thôi, có điều, nếu hôm nay các người mà không bỏ ra được số tiền này, tôi cam đoan sẽ cho lão già kia thêm mấy vết đạo trên người. Nói rồi, đám tay chân kia liền tiến lên một bước. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn Giang Tiểu Man, anh không thèm mảy may để ý đến đám tay chân kia vào mắt. Cửa là do tôi đạp hỏng, không liên quan đến họ. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Giang Tiểu Man híp mắt nhìn thanh niên gầy gò cao cao trước mặt, tao bảo hôm nay sao lão Mã này lớn. An lớn mật như vậy, thì ra là tìm người hỗ trợ. Thằng nhãi, mồm cũng to đấy. Nếu mày đã chịu thừa nhận thì tao cũng sẽ nương tay một chút. Giảm giá một chút, 1 tỷ 350 triệu. Nhanh chóng giao ra đây, đừng ép tao ra tay. 1 tỷ 350 triệu thôi mà cũng không đáng là bao, Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Ha ha thằng nhãi, nếu mày đã manh miệng thể rồi, thì có bẩn lĩnh móc tiền ra đi, Giang Tiểu Man vừa. Cười vừa nói, hôm nay Lâm Thanh Diện mặc âu phục trên người. Bộ đặt làm riêng phí lên đến 2 tỷ tư. Có. Điều dạng người như Giang Tiểu Man căn bản nhìn không ra. Chẳng qua tôi cảm thấy cái cửa này của anh vốn không đáng nhiều tiền như thế, với cả cũng không phải nhập khẩu tự ý. Lâm Thanh Diện nói. Mày nói cái gì, thằng nhóc thúi, đừng ra vẻ hiểu biết tài sản của Giang Tiểu Man tao đã sớm hơn 100 tỷ thế mà mày dám nói tao mua hàng giả à. Hừ, mày cũng không nhìn xem, người có thể ở được loại nhà lớn thế này, sao có thể là người bình thường. Giang Tiểu Man có chút kiêu ngạo nói. Lâm Thanh Diện tùy tiện nhìn xung quanh, nói khẽ, nhà đúng là rất lớn, cũng nhỏ hơn phòng tối cho người giúp việc ở một chút thôi. Mày nói cái gì, ý mày nói là, nhà tao lớn thế này chỉ để mày cho người giúp việc ở à? Đúng là nực cười. Giang Tiểu Man khinh bỉ nói. Mà trên thực tế, căn phòng mà hiện tại chị Tôn ở biệt thự nhà họ Lâm kia lớn hơn ngôi nhà này không ít, chưa kể đến là ở nơi tấc đất tấc vàng như kinh đô. Lâm Thanh Diện chậm rãi đi tới chỗ cánh cửa bị đá hỏng, tùy ý nói, cái cửa này của anh tuy nói là hợp kim chế tạo, nhưng độ cứng lại không đạt yêu cầu, còn có khe hở giữa các ô cửa quá lớn, xem ra thì chính là sản phẩm thô. Giang Tiểu Man nhíu chặt mày, cho dù nó là sản phẩm thô thì sao, chẳng lẽ dựa vào cái này mà mày nói nó không phải đến tự ý à? Đương nhiên không chỉ có vậy. Lâm Thanh Diệu cười, dùng tay giơ tẩm cửa lên, sau đó hơn dùng sức liền trực tiếp bẻ gãy nó.
Sức của thằng nhãi này quả nhiên đủ mạnh, Giang Tiểu Man ở một bên thầm nghĩ. Anh xem, ruột bên trong rỗng, còn có mấy chữ, nếu như không biết tôi có thể đọc cho anh nghe, vừa dứt lời, Quan Duyệt liền chạy tới lớn tiếng nói, thị trường vật liệu xây dựng song phương Nam thì ra cái cửa này được sản xuất ở đấy à. Tôi không tin, nói rồi, Giang Tiểu Man sải bước tới, đi thẳng về phía Lâm Thanh Diện, tỉ mỉ xem xét, quả nhiên bên trong viết mấy chữ đó. Tiêu 1,5 tỷ mua một cái cửa thế này, anh đúng là hào phóng nhỉ, Lâm Thanh Diện nói. Khốn khiếp. Giang Tiểu Man nhất thời tức giận, một quyền nện vào cửa, lập tức gây ra một tiếng động lớn. Các người cút đi, chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa. Giang Tiểu Mạn nói. Ba người nhóm Lâm Thanh Diện đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không có ý muốn rời đi. Bán cỏ linh thủy cho chúng tôi tự khắc sẽ đi. Lâm Thanh Diện nói. Thằng nhãi kia tao nhịn mày lâu rồi đấy, đừng tưởng có chút sức thì lên mặt nói cho mình biết trước mặt cao thủ chân chính, lực mạnh một chút cũng không có tác dụng gì đâu. Nói xong, Giang Tiểu Man nhìn đám tay chân chung quanh, cao giọng nói, chúng mày đứng nhìn là cái gì, chưa ăn cơm à, tiễn khách. Lời vừa dứt, những người này liền lao về phía Lâm Thanh Diện, nhìn dáng vẻ là muốn ném Lâm Thanh Diện ra ngoài. Chưa đến một phút, căn biệt thự này khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đám người mặc Âu phục màu đen toàn bộ ngã trên đất, trên mặt lộ vẻ thống khổ không chịu nổi. Xem ra sức mạnh một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn Giang Tiểu Man nói. Chương 1332, không quý hiếm. Mấy người này không hề có tu vi, nên Lâm Thanh Diện chẳng tốn chút sức để giải quyết, anh chỉ dùng sức mạnh nội kình cũng có thể quật ngã bọn họ trong nháy mắt. Đúng là một lũ vô dụng. Giang Tiểu Mạn nói, ánh mắt trở nên thâm trầm. Lâm Thanh Diện không hề biến sắc, dưới sự nhận biết của thần hồn, anh có thể dễ dàng phát hiện ra, Giang Tiểu Man này chỉ mới đạt tới hóa cảnh, nhưng thực lực như vậy cũng đủ để anh ta xưng bá một phương rồi. Nhưng Giang Tiểu Man không thể làm được như Lâm Thanh Diện, theo anh thấy, thanh niên trước mặt chỉ có chút thân thủ và sức mạnh thôi, một khi mình bộc lộ ra tu vi, thì có thể hạ gục anh ta trong vòng 3 giây. Xem ra, chuyện này vẫn nên để tối đích thân ra tay. Giang Tiểu Man lạnh lùng rồi cổ tay khẽ run lên, một con dao bầu xuất hiện trong tay anh ta. Lâm Thanh Diện nở nụ cười không dễ phát giác, đối phương mới đạt tới hóa cảnh, nên khí tức biến ra con dao bầu này cũng rất yếu. Cậu không ngạc nhiên à? Giang Tiểu Man hứng thú hỏi, người bình thường thấy anh thể hiện bản lĩnh này, đã sớm ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Nhưng Lâm Thanh Diện không hề có phản ứng gì, không có gì đáng ngạc nhiên cả, ra tay đi. Được, ông đây sẽ cho cậu biết khoảng cách giữa tôi và cậu lớn thế nào. Nói xong, Giang Tiểu Man vung thẳng dao bầu về phía Lâm Thanh Diện. Anh ta dồn hết sức lực để chém một nhát này. Lâm Thanh Diện chẳng hề nhúc nhích, hoàn toàn xem thường nhát dao này. Anh Lâm! Quan Duyệt sốt sắng thốt lên, nhưng chú Mã đứng bên cạnh lại bình tĩnh nói, cháu yên tâm đi, thiếu chủ sẽ không sao đâu, tên Giang Tiểu Mạn đó mới là người xui xẻo. Quả nhiên, lúc Giang Tiểu Mạn tưởng mình có thể đánh trúng Lâm Thanh Diện, thì anh lại giơ một tay lên, bàn tay nhanh chóng nắm lấy mũi dao, rồi đối phương không thể nào chém xuống dù chỉ một tấc. Thằng danh con này, Giang Tiểu Mạn nghiến răng nói. Lâm Thanh Diện khẽ cười, bàn tay lặng lẽ phóng ra huyền kinh, thoáng chốc dao bầu đã biến ảo ra này liền tan thành mây khói. Chuyện này sao có thể? Lúc này, Giang Tiểu Man mới ý thức được thực lực người đàn ông trước mặt đáng sợ đến cỡ nào. Giờ đến lượt tôi rồi. Nói xong, Lâm Thanh Diện lặng lẽ phóng huyền kình, biến ra một thái đao. Thân thái đạo hiện lên màu đỏ tím, chất lượng hoàn hảo tốt hơn rất nhiều so với dao bầu mà đối phương biến ra. Cậu cũng là cường giả hóa cảnh. Giang Tiểu Man ngạc nhiên nói, nếu mình không thể nhận biết tu vị của đối phương, vậy thì chứng tỏ thực lực Lâm Thanh Diện cao hơn anh rất nhiều. Hóa cảnh, ha ha, đó là chuyện dĩ vãng rồi. Lâm Thanh Diện khẽ cười nói, giờ thực lực của anh đã là thần cảnh sơ kỳ rồi, nên tu vi hóa cảnh chẳng là gì cả. Anh vung đao xuống, vô cùng khí thế. Khí thế này như có thể nuốt chửng tất cả, gần như toàn bộ sinh linh vạn vật đều không thể chống đỡ một đao này. Tất nhiên Giang Tiểu Man cũng không ngoại lệ. Bịch, không ngờ anh ta lại quỳ thẳng xuống sàn. Một đao này làm anh ta cảm thấy rất áp lực, hoàn toàn không có năng lực để chống lại, đành phải quỳ xuống. Cuối cùng, Lâm Thanh Diện cũng thu tay về, thái đao chỉ cách đầu đối phương mấy cm. Giờ anh đã nhận ra khoảng cách giữa tôi và anh chưa? Lâm Thanh Diện khẽ hỏi. Giang Tiểu Man không ngừng toát mồ hôi lạnh, một người đàn ông cao 1m9, mà giờ lại quỳ xuống sàn không ngừng cầu xin, hảo hán tha mạng, tôi sai rồi, tôi sẽ bán cỏ linh thủy cho mấy người. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, được, nếu anh dám giở trò nữa tôi sẽ lấy mạng anh ngay. Tôi không dám nữa.
Giang Tiểu Man vội nói, rồi cố gắng đứng dậy, lảo đảo đi vào phòng, rồi nhanh chóng cầm một chiếc hộp nhỏ ra ngoài. Cỏ linh thủy ở đây, nhưng giá cả phải biết rằng tôi cũng cho ra một cái giá trên trời mới lấy được cỏ linh thủy này, tôi chỉ mong rằng mình sẽ không lỗ, bằng không tôi đã tặng thẳng cho cậu rồi. Giang Tiểu Man nói, lúc trước tôi đã nói rồi, tiền bạc không thành vấn đề, cậu ra giá đi. Chú Mã đứng phía sau bỗng lên tiếng. Cái này, lúc tôi mua là 36 tỷ, giờ tôi không tăng thêm một đồng nào cả, mấy người cứ đưa đúng số tiền đó cho tôi là được. Giang Tiểu Man khẽ nói vừa thăm dò phản ứng của Lâm Thanh Diện. Mắc thế cơ à? Chú Mã cả kinh. Ông là người trong quan lĩnh, nên chắc chắn cũng có rất nhiều của cải, nhưng ông không thể lấy 36 tỷ ra ngay được. Anh cảm thấy, giờ anh vẫn còn quyền ra giá à? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Giang Tiểu Man liếc nhìn Lâm Thanh Diện, thầm nghĩ, nếu người này muốn cướp thì mình thật sự không thể làm gì được. Hảo hán, tôi sai rồi, nhưng nói thế nào, có linh thủy cũng quý hiếm như vậy, nên không thể bị cậu lấy không được đúng không? Lâm Thanh Diện mở hộp ra nhìn lướt qua rồi đóng lại ngay. Anh đưa cỏ linh thủy cho chú Mã, rồi nói cỏ linh thủy này rất bình thường, nên không cần nhiều tiền như thế. Chuyện này sao có thể, hảo hán, tôi có thể đồng ý với cậu mấy chuyện khác nhưng cậu nói cỏ linh thủy không quý hiếm thì tôi cảm thấy cậu nói sai rồi, Giang Tiểu Man nói, hoàn toàn không còn kiêu ngạo như trước. Đúng đó, anh Lâm, cỏ linh thủy thật sự rất quý hiếm, bằng không em và cậu em cũng không tìm lâu như vậy. Quan Duyệt đi tới nói. Lâm Thanh Diện khẽ cười, có linh thủy này có đầy trong rừng rậm sương mù, nên nói nó không quý hiếm cũng chẳng có gì quá đáng. Thế này đi, tôi sẽ cầm cỏ linh thủy này đi. Lâm Thanh Diện nói, Giang Tiểu Man thở dài, được rồi, ai bảo mình không đủ thực lực có thể giữ được mạng là tốt lắm rồi. Nhưng tôi sẽ không lấy không của anh, sau này tôi sẽ sai người mang tới một cỏ linh thủy dài gấp đôi, xem như trả tiền cho anh thấy thế nào. Lâm Thanh Diện nói, chuyện này... Giang Tiểu Man cắn môi, Lâm Thanh Diện nói vậy chẳng khác nào viết cho mình một ngân phiếu khống. Nhưng chuyện đã đến nước này, anh không thể không đồng ý. Được rồi, tôi đồng ý, Giang Tiểu Man nói. Lâm Thanh Diện biết dù ngoài miệng đối phương nói thế, nhưng trong lòng lại nghĩ khác nhưng anh không quan tâm. Được rồi, chuyện có linh thủy đã được giải quyết, giờ nên nói chuyện anh đánh chú Mã bị thương, và dùng lời nói để bỡn cợt Duyệt. Nói xong, ánh mắt Lâm Thanh Diện lại trở nên lạnh lùng. Giang Tiểu Man nghe vậy thì vội quỳ xuống lần nữa, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Tôi không phải hảo hán, con người tôi luôn thích có thủ tất báo, chú Mã là người của tôi, nên anh nói thử xem, chuyện anh đánh ông ta phải giải quyết thế nào. Lâm Thanh Diện lạnh lùng hỏi. Giang Tiểu Man nhìn Lâm Thanh Diện, anh biết cường giả có thực lực như anh ta, nói chuyện rất khí phách. Cậu yên tâm, hôm nay tôi chắc chắn sẽ cho họ một lời giải thích. Giang Tiểu Man hạ quyết tâm nói, rồi rút dao quân dụng sắc bén trong ngực ra. Giang Tiểu Man, anh còn dám đi tới đây? Quan Duyệt lớn tiếng nói. Lần này, Giang Tiểu Man nhét thẳng dao quân dụng vào tay chú Mã. Hôm đó tôi đánh ông thế nào thì ông cứ làm thế đó là được. Còn Duyệt, trước đây là do tôi sai, tôi đáng chết, nên cô cũng tới đâm tôi hai phát đi, Giang Tiểu Man nói. Chú Mã nhận lấy dao quân dụng nhất thời không biết làm thế nào, nên chỉ có thể nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhún vai, khẽ nói, đây là chuyện riêng của mấy người, hai người tự quyết định đi, tôi ra ngoài cửa đợi ông, nói xong, Lâm Thanh Diện nhấc chân đi ra ngoài. Thoáng chốc chú Mã và Quan Duyệt đã ra khỏi phòng, từ nụ cười trên mặt họ, Lâm Thanh Diện có thể nhìn ra, có lẽ Giang Tiểu Mạn đã nhận được trừng phạt thích đáng. Lúc ba người cùng rời đi, thì Lâm Thanh Diện nhạy bén cảm nhận được phía sau luôn có người bám theo anh. Anh bỗng quay đầu lại, thì thấy một cô gái mặc áo da, dáng người thướt tha đang nhìn mình. Chu Tước. Lâm Thanh Diện ngạc nhiên thốt lên. Điện chủ, mong cậu mau quay về chúng thần điện. Chương 1333, quay về chúng thần điện. Thấy Chu Tước bỗng xuất hiện trước mặt mình với vẻ mặt nghiêm túc, thì Lâm Thanh Diện biết có lẽ bên chúng thần điện đã xảy ra chuyện. Được, tôi sẽ quay về cùng cô. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, sau khi đưa có linh thủy cho chú Mã, rồi chào tạm biệt mấy câu ngắn gọn thì cùng Chu Tước rời khỏi nơi này. Thấy Lâm Thanh Diện dần đi xa, Quan Duyệt mới khẽ hỏi, cậu nói thử xem sau này con vẫn có thể gặp lại anh Lâm chứ? Chú Mã cầm cỏ linh thủy, ánh mắt mang theo ý cười đáp. Người ưu tú như thiếu chủ, dù chúng ta không thể gặp hàng ngày, nhưng chắc chắn trên đời này sẽ lưu truyền câu chuyện về cậu ấy. Hai người cùng xoay người rời khỏi đây, vì sự xuất hiện của Lâm Thanh Diện, nên bọn họ thuận lợi lấy được cả linh thủy, như vậy bệnh tình của Quan Duyệt sẽ được cứu chữa. Chúng thần điện nằm ở phía tây dãy núi Côn Luân, đây là cao chót vót của nước C, đồng thời cũng là nơi mà nhiều người mong ước.
Trước đó Lâm Thanh Diện vốn đang ở vùng Tây Bắc, dù lần này Chu Tước không tới tìm anh thì anh cũng định tiện đường tới thăm chúng thần điện một chuyến. Vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Lâm Thanh Diện cần một người có khá nhiều kinh nghiệm tới giúp anh hóa giải nỗi nghi hoặc, nên người thích hợp nhất chỉ có thể là Lý Mộ Bạch. Đã lâu không gặp, thế nào, cô cũng hơn 30 tuổi rồi, đã tìm thấy bạn trai nào chưa? Trên đường rời khỏi thị trấn nhỏ, Lâm Thanh Diện bỗng xoay người hỏi người đẹp bên cạnh. Chu Tước lạnh lùng liếc nhìn anh, làm sao, hình như cậu rất để tâm đến chuyện tôi đã tìm bạn trai hay chưa? Cũng không hẳn là rất để tâm, nhưng nếu tôi là điện chủ chúng thần điện thì cũng phải quan tâm đến thuộc hạ của mình một tí, nên cô đừng nghĩ nhiều, Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Chu Tước tức giận, sao Quý Trường Thanh cứ nhất quyết chọn người này làm điện chủ vậy, giờ anh ta còn dùng danh hiệu này để chèn ép cô nữa. Tôi nói này Chu Tước, cô định dẫn tôi đi bộ đến núi Côn Luân à, dù thể lực tôi không thành vấn đề, nhưng tôi e rằng chúng ta phải mất nửa tháng mới tới được đó, Lâm Thanh Diện nói. Nghe Lâm Thanh Diện nói thế, Chu Tước bỗng ngừng bước. Cô rời mắt nhìn Lâm Thanh Diện, ai nói chúng ta phải đi bộ, chẳng qua là vì thị trấn nhỏ này hẻo lánh, cách quá xa sân bay, nếu lái xe cũng phải mất 3 tiếng. Vậy cô tới đây bằng cách nào? Lâm Thanh Diện hỏi, tôi ngồi trực thăng tới đây, Chu Tước cười đáp. Lâm Thanh Diện buồn cười hỏi, nếu đã như thế tại sao chúng ta không ngồi trực thăng quay về, cô đừng nói với tôi rằng trực thăng hết xăng nhé. Không phải, chỉ là sau khi chở tôi đến đây, phi công kia chưa quen với khí hậu nơi này, giờ đang nằm viện vì bị tiêu chảy, nên chúng ta chỉ có thể chọn cách đi tới sân bay gần đây, Chu Tước nói. Ồ, là thế à? Lâm Thanh Diện gật đầu nói, vậy giờ trực thăng đang đậu ở đâu? Ở trên sườn núi đó, Chu Tước chỉ vào sườn núi có đống cát vàng nhô lên ở phía trước, rồi trêu đùa hỏi, nếu Lâm Điện chủ lợi hại như vậy, chắc chuyện gì cũng có thể làm được, không biết giờ cậu có thể tìm được một phi công lái trực thăng tới đây không? Như vậy, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nói xong, Chu Tước còn khiêu khích nhìn Lâm Thanh Diện, hàm ý rất rõ ràng. Lúc nãy Lâm Thanh Diện dùng thân phận điện chủ để chèn ép cô, nên giờ cô cũng phải thị uy với anh. Phải biết rằng, thị trấn nhỏ ở vùng Tây Bắc này dân số rất ít, nên việc tìm được một phi công trong khoảng thời gian ngắn chẳng khác gì đang mò kim đáy biển. Để tôi xem thử giờ cậu có thể làm gì. Chu Tước đắc ý nhìn Lâm Thanh Diện, ai ngờ anh chẳng hề nghĩ ngợi, đã lên tiếng ngay, đi thôi, giờ chúng ta sẽ đi tới nơi đậu trực thăng đó. Chu Tước tràn đầy nghi ngờ hỏi, sao thế, cậu tìm được phi công lái trực thăng chưa? Chưa, Lâm Thanh Diện tùy ý đáp. Vậy giờ chúng ta tới đó có tác dụng gì, ngược lại còn làm lỡ thời gian, Chu Tước nói. Lâm Thanh Diện cười giễu cợt cũng không nhiều lời, chỉ đi thẳng tới sườn núi phía trước. Trên bãi đậu trực thăng ở đỉnh núi, một chiếc trực thăng Apache màu đen đang đậu ở đó. Chúng ta đi thôi, Lâm Thanh Diện nói. Nhưng, phi công đâu? Chu Tước thắc mắc hỏi. Lâm Thanh Diện khẽ cười, đưa mặt tới gần Chu Tước nói, nếu tôi là điện chủ chúng thần điện thì cô cảm thấy một chiếc trực thăng nhỏ bé có thể ngăn cản được tôi. Nói xong, Lâm Thanh Diện đeo kính râm vào, rồi mở khoang cửa ra, nhấc đôi chân dài đi vào trong. Là cậu chủ nhà họ Lâm, nên mấy thứ như trực thăng chỉ là đồ chơi cỡ lớn với Lâm Thanh Diện. Hơn nữa Lâm Thanh Diện có thiên phú vượt trội, nên từ hồi thiếu niên anh đã sớm lấy được bằng cấp phi công quốc tế rồi. Chu Tước thấy Lâm Thanh Diện tự tin như vậy thì nửa tin nửa ngờ ngồi vào trong. Cậu thật sự biết lái trực thăng? Chu Tước hỏi. Lâm Thanh Diện mắt nhìn phía Tước trầm giọng đáp, cô cảm thấy tôi là người thích nói khoác à? Ai mà biết? Chu Tước lẩm bẩm, rồi thắt dây an toàn vào. Lâm Thanh Diện cảm nhận được hành động nhỏ nhặt này của đối phương, nhưng không để tâm cho lắm. Giờ trực thăng đã được khởi động, cánh quạt khổng lồ ngày càng quay nhanh đồng thời tạo ra một lực nâng. Rồi Lâm Thanh Diện đạp chân ga gạt cần ở chính giữa hai chỗ ngồi trên trực thăng. Động cơ mang theo tiếng gầm rú từ từ nâng lên, rồi nhanh chóng rời khỏi bãi đất vàng này. 3 tiếng sau, trực thăng đáp xuống căn cứ chúng thần điện ở dãy núi Côn Luân một cách chuẩn xác. Chúng ta tới nơi rồi, cô có thể xuống trực thăng được rồi, Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng nói. Chu Tước nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt khen ngợi. Thật ra, Lâm Thanh Diện nhỏ hơn cô mấy tuổi, nhưng không ngờ anh lại tạo cho người khác cảm giác không gì là không thể. Hơn nữa, trên đường bay về, Chu Tước không hề có chút cảm giác sóc nảy, mấy luồng khí lưu trên cao gần như đã bị Lâm Thanh Diện né tránh triệt để, làm cô thoải mái hơn lúc bay đi rất nhiều. Phải biết rằng, phi công đã chở Chu Tước tới vùng Tây Bắc lúc trước, đã có 15 kinh nghiệm lái trực thăng, vậy chẳng nhẽ kỹ thuật lái trực thăng của Lâm Thanh Diện còn tốt hơn anh ta. Lâm Thanh Diện phớt lờ suy nghĩ trong lòng Chu Tước, vì trước mặt anh, Quý Trường Thanh dẫn theo một nhóm người chúng thần điện đứng đợi anh xuất hiện. Cung nghênh điện chủ. Mấy người trong chúng thần điện đồng loạt hô lên.
Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt Quý Trường Thanh hỏi, lần này ông gọi tôi tới đây có phải là vì chúng thần điện đã xảy ra chuyện rồi đúng không? Quý Trường Thanh gật đầu nói, điện chủ chúng ta tới đại điện đi, chúng tôi đang bàn bạc ở đó. Lâm Thanh Diện gật đầu, rồi dẫn một nhóm người tới đại điện. Trở về nơi này lần nữa, Lâm Thanh Diện cảm thấy mọi thứ ở đây vẫn quen thuộc như thế. Nói tới cũng cảm khái, lúc trước anh tới chúng thần điện là vì bị mấy lão già Quý Trường Thanh đe dọa dụ dỗ, mong anh gia nhập vào đây, nhưng giờ ai ngờ anh lại trở thành điện chủ chúng thần điện. Tới đại điện, Lâm Thanh Diện cũng chẳng khách sáo, mà đi thẳng tới ghế chủ trì rồi ngồi xuống, Quý Trường Thanh dẫn mấy vị trưởng lão lần lượt ngồi dọc hai bên anh, còn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thì chia ra ngồi hai bên, bên dưới là toàn bộ người trong chúng thần điện. Trong mấy người này, Lâm Thanh Diện có nhìn thấy một người quen cũ, là Đỗ Chi Lễ người cùng tiến hành kiểm tra với anh trước khi tới chúng thần điện lúc trước. Giờ thân phận hai người khác biệt một trời một vực, một người là điện chủ ngồi trên cao, còn người kia thì chỉ có thể đứng bên dưới ngước nhìn. Nhưng Đỗ Chi Lễ hoàn toàn không để tâm đến mấy chuyện này, mặc dù ông lớn tuổi hơn Lâm Thanh Diện rất nhiều, nhưng trong thế giới này, thực lực luôn được đặt lên hàng đầu chứ không liên quan gì đến tuổi tác. Mọi người đã tới đông đủ hết chưa? Lâm Thanh Diện mở miệng nói, thật ra, đây là lần đầu tiên anh tiến hành trò chuyện với mọi người, với tư cách là điện chủ chúng thần điện. Nhưng Lâm Thanh Diện không hề rụt rè trước những cao thủ tụ vi này, một là vì tu vi của anh cao hơn những người có mặt tại đây, hai là vì anh vốn là cậu chủ nhà họ Lâm, thân phận cao quý bẩm sinh của anh, đủ để anh thể hiện sự tự tin và nhân cách hấp dẫn trước mặt bất kỳ người nào. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói tiếp, lúc trước vì có quá nhiều chuyện, nên tôi không thể hỏi han nhiều về tình hình nơi này, nhưng tôi nghĩ có Quý Trường Thanh ở đây rồi, hơn nữa mọi người đều là cường giả tu vi đứng đầu nước C, nên chắc sẽ không xuất hiện bất kỳ tình trạng hỗn loạn nào. Quá nhiều chuyện gì chứ, chẳng phải là do cậu về nhà ở bên vợ con à? Bên dưới truyền tới một giọng nói, mặc dù nói rất nhỏ, nhưng Lâm Thanh Diện vẫn nghe thấy rất rõ. Ai đang nói đó? Lâm Thanh Diện khẽ nhíu mày hỏi. Vừa dứt lời, bên dưới liền im bặt. Sao dám làm mà không dám nhận, chúng thần điện của tôi vẫn còn hạng người nhất cái như vậy à? Lâm Thanh Diện hỏi. Đúng lúc này, một người đàn ông lớn hơn Lâm Thanh Diện 2 tuổi bước ra nói, lúc này là do tôi nói đấy, sao nào, chẳng lẽ tôi nói sai à? Lâm Thanh Diện nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, anh là Quý Trường Thanh ngồi bên cạnh khẽ nói, cậu ta là Phùng Diệu Tổ, cậu cả tập đoàn Hoa Đô, cậu ta gia nhập vào chúng thần điện lúc điện chủ không có ở đây, tôi thấy cậu ta còn trẻ mà tu vi đã đạt tới hóa cảnh trung kỳ, nên mới thu nhận. Phùng Diệu Tổ. Lâm Thanh Diện thầm đọc lại cái tên này. Bên dưới, người đàn ông tên Phùng Diệu Tổ rất đắc ý nói, chắc điện chủ cũng nghe thấy tên tôi ở bên ngoài rồi đúng không, mặc dù tập đoàn Hoa Đô chúng tôi không lớn mạnh như nhà họ Lâm, nhưng cũng có chút danh tiếng ở nước C, về cơ bản thì tôi đi tới đâu cũng có người nhận ra tôi. Lâm Thanh Diện mỉm cười lắc đầu nói, vậy phải làm anh thất vọng rồi, tôi thật sự không biết tập đoàn Hoa Đô các anh, còn tên anh tôi cũng mới nghe thấy lần đầu tiên. Chương 1334, Lập Uy. Phùng Diệu Tổ nghe xong thì sắc mặt hiện rõ sự lúng túng, dù gì cái tên cậu chủ tập đoàn Hoa Đô của anh cũng rất nổi tiếng ở nước C. Tôi hy vọng anh có thể lặp lại câu nói lúc nãy lần nữa, Lâm Thanh Diện nói. Phùng Diệu Tổ dửng dưng nói, tôi nói, mặc dù cậu Lâm là điện chủ chúng thần điện, nhưng trước giờ luôn bỏ mặc không quan tâm, cậu nói cậu bận, nhưng thực chất là ở nhà với vợ con, dù gì toàn bộ người nước C đều biết cậu chủ nhà họ Lâm có một cô vợ đẹp, à đúng rồi, tôi nghe nói, trước khi điện chủ tiếp quản nhà họ Lâm, đã từng ở rể nhà vợ 3 năm, không biết chuyện này là thật hay giả, ha ha. Mọi người nghe xong thì ánh mắt đều thâm trầm. Phùng Diệu Tổ này thật sự quá ngông cuồng, chuyện Lâm Thanh Diện ở rể 3 năm mà cũng dám nói ra, chẳng khác nào đang vạch trần khuyết điểm của người ta. Phùng Diệu Tổ, cậu nói đủ chưa, không ngờ cậu dám bôi nhọ điện chủ. Quý Trường Thanh lạnh lùng nói, từ khi tên Phùng Diệu Tổ này tới chúng thần điện thì luôn giả dối kiêu ngạo, ỷ vào thiên phú của mình rồi xem thường mọi người. Điện chủ, là do thuộc hạ làm việc bất cẩn. Nếu cậu đồng ý tôi sẽ đuổi cậu ta ra khỏi chúng thần điện ngay. Quý Trường Thanh nói với Lâm Thanh Diện. Hừ, chỉ là một chúng thần điện mà thôi, nơi này nhàm chán như vậy, tôi đã sớm không muốn ở lại đây rồi, nhưng trước khi rời đi tôi vẫn muốn hỏi cậu Lâm, lúc nãy tôi có nói sai câu nào không, nếu cậu chỉ ra được thì không cần cậu đuổi, tôi sẽ tự khắc rời đi. Phùng Diệu Tổ nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt khiêu khích. Nói thật, Phùng Diệu Tổ còn trẻ như vậy đã là hóa cảnh trung kỳ, quả thật là một thiêu phú vượt trội. Nhưng cũng vì thế mà Phùng Diệu Tổ nghĩ rằng, sau khi tiến vào chúng thần điện, mình nhất định sẽ được coi trọng, chí ít cũng phải làm trưởng lão. Nhưng giờ, mình chỉ có đứng bên dưới ngước nhìn, mà Lâm Thanh Diện xem tuổi với mình lại được ngồi trên ghế điện chủ.
Sự chênh lệch như vậy làm Phùng Diệu Tổ luôn kiêu ngạo không thể chấp nhận nổi, nên lúc nãy Lâm Thanh Diện lên tiếng anh mới cố ý nói kháy anh ta. Phùng Diệu Tổ, không cần điện chủ ra tay, tôi cũng có thể đuổi cậu đi. Quý Trường Thanh lạnh lùng nói, ông sống hơn 100 năm rồi, có hạng người nào mà ông chưa từng gặp. Nếu lúc trước không gặp Lâm Thanh Diện, ông cũng sẽ thừa nhận thiên phú của Phùng Diệu Tổ, nhưng giờ nếu so bì với Lâm Thanh Diện thì mấy thiên phú của anh ta thật sự ít đến thảm thương. Vẻ mặt anh bình tĩnh, không thể nhìn ra chút dao động. Thấy Lâm Thanh Diện đi về phía mình, lúc này Phùng Diệu Tổ mới hơi khiếp sợ, nhưng anh ta vẫn mạnh miệng nói, sao nào, chẳng lẽ tôi nói sai à? Cậu không ở rể nhà ba mẹ vợ 3 năm. Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt anh ta, giờ tất cả ánh mắt trong chúng thần điện đều vô tình nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Ở rể 3 năm, đây là chuyện cực kỳ nhục nhã, không nên nói ra ngoài đối với một người đàn ông, huống chi người này còn là Lâm Thanh Diện gia chủ nhà họ Lâm, điện chủ chúng thần điện. Cho nên, chắc chắn 3 năm ở rể là vết nhơ trong cuộc đời anh. Lúc mọi người đều suy đoán, chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ hung hăng dạy dỗ Phùng Diệu Tổ thì anh bỗng lên tiếng, đúng vậy, những lời anh nói đều chính xác. Ha, tôi nói rồi mà, nếu tôi nói thật thì chuyện này đâu có hiểu lầm gì, đúng không điện chủ? Phùng Diệu Tổ cười nói. Mấy người khác trong chúng thần điện đều ngạc nhiên, bọn họ không ngờ, Lâm Thanh Diện lại bình tĩnh như vậy trước sự khiêu khích của đối phương, chẳng hề nổi nóng một tí nào. Nhưng, Lâm Thanh Diện nói tiếp, tôi không nghĩ rằng ở rể là chuyện đáng xấu hổ. Ha ha, bỏ đi, cậu đúng là một thằng ở rể, e rằng đàn ông bình thường đều không nghĩ như vậy, Phùng Diệu Tổ cười nói, quả nhiên Lâm thiếu chủ không phải người bình thường, chuyện như vậy mà cũng cảm thấy vẻ vang, đúng là người siêu phàm. Rõ ràng, câu nói này mang theo ý mỉa mai, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, nếu đổi thành người khác chắc chắn đã chiến đấu tới cùng với Phùng Diệu Tổ. Nhưng Lâm Thanh Diện lại không ra tay mà chỉ nói, tôi có nhà vợ để ở rể, còn anh thì sao? Tôi, Phùng Diệu Tổ nghe xong thì nhất thời nghẹn họng, anh lớn hơn Lâm Thanh Diện mấy tuổi, nhưng đến giờ vẫn chưa lấy vợ, ngay cả bạn gái cũng không có. Sau khi anh tới chúng thần điện, mục tiêu đầu tiên của anh là Chu Thức, nhưng cô luôn lạnh lùng phớt lờ anh. Sau khi chứng kiến thiên phú của Lâm Thanh Diện, Phùng Diệu Tổ hoàn toàn chẳng là cái thá gì trong mắt Chu Thước. Dù nói thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật là cậu ở rể, Phùng Diệu Tổ nói. Lâm Thanh Diện khẽ cười nói, chẳng lẽ ở rể cũng phạm pháp? Nếu không phạm pháp thì tại sao tôi không được làm? Lấy nhỏ thắng lớn, một câu nói đơn giản đã làm mọi người trong chúng thần điện nhìn ra, Lâm Thanh Diện là người có bụng dạ phóng khoáng, còn Phùng Diệu Tổ thì nhỏ mọn hơn nhiều. Lâm Thanh Diện nhìn sắc mặt Phùng Diệu Tổ đã trở nên ảm đạm thì nói tiếp, mới nãy anh nói lúc trước tôi luôn ở bên cạnh vợ con, đúng không? Chẳng lẽ không phải à? Phùng Diệu Tổ hỏi ngược lại. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, nếu tôi thật sự có thể như lời anh nói, được ở bên vợ con thêm một chút thì tốt rồi. Vậy cậu làm gì? Phùng Diệu Tổ khó hiểu hỏi. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương, mọi người cũng đang nhìn anh với vẻ mặt mong chờ. Không u à thật, từ khi Lâm Thanh Diện làm điện chủ, thì hiểm khi đi tới chúng thần điện, bọn họ cũng rất muốn biết. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, điện chủ có hành tung thất thường này đang bận chuyện gì? Anh muốn biết, Lâm Thanh Diện hỏi. Phùng Diệu Tổ gật đầu. Nhưng anh không có cơ hội để biết. Lâm Thanh Diện nói xong thì xoay người nhìn mọi người rồi lớn tiếng nói, Phùng Diệu Tổ là người chúng thần điện. Nhưng lại không tuân thủ quy tắc nơi này. Bối nhọ điện chủ Chu Thước. Theo quy tắc, thì anh ta phải xử trí thế nào? Chu Thước nhíu mày đứng đậy nói, theo quy tắc thì anh ta phải bị đuổi ra khỏi chúng thần điện. Được. Lâm Thanh Diện xoay người nhìn Phùng Diệu Tổ nói, giờ anh đã không còn là người của chúng thần điện chúng tôi nữa. Nên tôi không có lý do gì để nói cho anh biết những chuyện tôi đã làm lúc trước. Cậu, ánh mắt Phùng Diệu Tổ trở nên hung tàn, vẻ mặt cũng cực kỳ tức giận. Nhưng anh biết, ở đây tập hợp nhiều cao thủ, giờ anh mới là hóa cảnh trung kỳ. Chỉ riêng 4 người Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng có thể giết chết anh. Con người anh rất thức thời. Phùng Diệu Tổ thầm nghĩ như vậy, rồi nói, được đi thì đi, dù gì nơi này cũng nhàm chán như vậy, tôi đã sớm không muốn ở lại đây rồi, ở thành phố tôi được ăn ngon mặc đẹp, vui vẻ hơn nơi này rất nhiều. Nói xong, Phùng Diệu Tổ định xoay người rời đi. Khoan đã. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện bỗng gọi anh ta lại. Phùng Diệu Tổ xoay người nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, cậu Lâm, không biết cậu còn chuyện gì nữa không? Giờ tôi không còn là người chúng thần điện nữa, nên không cần phải nghe theo mệnh lệnh của cậu, anh cảm thấy tôi sẽ để anh rời khỏi đây một cách nhẹ nhàng như thế. Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại. Thì sao, nếu không thì cậu muốn thế nào? Phùng Diệu Tổ hỏi.
Mọi người cùng nhìn về phía Lâm Thanh Diện, không thể đoán ra được anh định làm gì. Mặc dù anh không còn là người của chúng thần điện, nhưng tôi tin, mấy tháng nay, chắc anh cũng biết khá nhiều chuyện về chúng thần điện chúng tôi, nếu anh mang mấy bí mật đó ra ngoài, thì rất khó bảo đảm anh sẽ không nói cho người khác biết, Lâm Thanh Diện nói. Anh từ tốn đi về phía Phùng Diệu Tổ. Cậu muốn làm gì? Phùng Diệu Tổ đã nhìn thấy tia sát ý trong mắt Lâm Thanh Diện. Mọi người cũng có thể cảm nhận rất rõ, một luồng khí lạnh đã bao trùm cả đại điện. Hôm nay Lâm Thanh Diện muốn lập uy trước mặt mọi người, nên phóng hết hồn lực ra ngoài, hơi thở lạnh lẽo trên người anh càng khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Phía trên, Quý Trường Thanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bản thân ông không thể phóng ra sát khí mãnh liệt như thế, nhưng giờ nó lại sản sinh trên người Lâm Thanh Diện. E rằng trong toàn bộ chúng thần điện, chỉ có một người mới có thể phóng ra hơi thở như vậy, đó là Lý Mộ Bạch. Chẳng lẽ anh không nghe thấy tôi mới nói gì à? Lâm Thanh Diện đứng trước mặt đối phương, trầm giọng nói. Áp lực to lớn này làm giọng nói Phùng Diệu Tổ trở nên run rẩy. Giờ anh mới nhận ra, sở dĩ Lâm Thanh Diện có thể trở thành điện chủ, là vì bản thân anh ta có năng lực vượt xa mọi người. Tôi nghe thấy rồi, cậu yên tâm, tôi ra bên ngoài rồi chắc chắn, sẽ không nói lung tung, Phùng Diệu Tổ nói. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương bằng ánh mắt cười giễu cợt, rồi lắc đầu nói, so với người sống, tôi càng tin người chết hơn, dù gì người chết cũng không ăn nói lung tung. Chương 1335, tôi đã đạt thần cảnh. Hả, anh nói gì, anh muốn giết tôi? Phùng Diệu Tổ nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt ngạc nhiên, trong tích tắc tay trái của anh ta phút chốc biến thành cây đao màu đen. Lâm Thanh Diện hừ lạnh, hai ngón tay kẹp ngay phía trên cây đao. Trong nháy mắt cây đao liền tan thành khói và biến mất dạng. Vẻ mặt của Phùng Diệu Tổ càng kinh ngạc hơn, anh bất ngờ khi bản thân mình đến cả một chiêu của đối thủ mà cũng không qua được. Mà trước khi đến chúng thần điện anh đã thăm hỏi rõ ràng, chẳng lẽ Lâm Thanh Diện không phải chỉ có thực lực ở mức đỉnh cao của hóa cảnh thôi sao? Cho dù là ở mức đỉnh cao của hóa cảnh, đáng lẽ bản thân anh cũng có thể giao đấu với Lâm Thanh Diện máy chiếu mới đúng. Ánh mắt Lâm Thanh Diện lạnh lùng, hôm nay nhất định anh phải giết gà dọa khỉ. Lực của thần hồn từ từ phóng về hướng cơ thể của Phùng Diệu Tổ cho đến khi bao trùm hết người anh. Không, đừng. Trong khoảnh khắc này, Phùng Diệu Tổ cảm giác như có sức mạnh to lớn choáng ngợp áp đảo toàn thân anh như bị ngộp dưới sức mạnh đó. Mọi người xung quanh cũng không khỏi giật mình. Bởi vì cái mà họ nhìn thấy là, Lâm Thanh Diện cơ bản không hề động thủ, mà đối phương đã bị áp chế đến thở không nổi. Sức mạnh của thần hồn bao trùm trên cơ thể và đang ra sức hấp thu, hơi thở của Phùng Diệu Tổ càng ngày càng gấp hơn, sắc mặt như bị nghẹn mà dần chuyển tím. Vài giây sau, đầu của anh ta gục xuống, toàn thân như không còn sức sống. Lâm Thanh Diện thu hồi thần hồn lực, bầu không khí lạnh toát xương vừa rồi, giờ mới dần dịu hơn chút. Lúc này, ánh mắt của mọi người ở chúng thần điện nhìn Lâm Thanh Diện đã thay đổi. Trong nháy mắt đã xử lý xong người có thực lực ở hóa cảnh trung kỳ, hơn nữa, trong quá trình theo dõi, hầu như Lâm Thanh Diện không hề dùng đến chút sức lực nào, với thực lực như vậy, ở chúng thần điện cũng tìm không ra người thứ hai. Những người này ở ngoại giới đều có thể xếp vào hàng xương bá, thêm vào đó, những nhân vật như vậy đều có chung một đặc tính, đó chính là tính cách cao ngạo, nhưng một khi gặp được người có thực lực mạnh hơn mình, họ sẽ kính nể từ tận đáy lòng. Trục trặc nhỏ vừa rồi khiến mọi người lo lắng, nhưng giờ đã không sao rồi, chúng ta có thể tiếp tục. Lâm Thanh Diện mỉm cười, anh chậm rãi đi về chỗ ngồi dành cho điện chủ dưới ánh mắt theo dõi của mọi người xung quanh. Lần này, không ai còn dám có dị nghị gì nữa, Lâm Thanh Diện trở thành điện chủ, đó là do thực lực đã đưa anh vào vị trí đó. Thân thủ điện chủ thật oách, Phùng Diệu Tổ dám chống đối điện chủ, đây là kết cục do tự anh ta chuốc lấy. Đỗ Chi Lễ ở dưới lớn tiếng nói, những người khác ở bên dưới cũng phụ họa theo. Lâm Thanh Diện đưa tay ra giữa không trung tỏ ý mọi người im lặng. Trong khoảnh khắc cả đại điện liền im lặng không tiếng động. Lâm Thanh Diện khá hài lòng với uy phong mà hôm nay anh lập được. Thấy đại điện yên tĩnh lại, anh bèn lên tiếng, Quý trưởng lão, ông vừa rồi không phải có chuyện muốn nói sao, bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Quý Trường Thanh đứng dậy cung kính chắp tay về phía Lâm Thanh Diện. Với cương vị là tiền điện chủ của chúng thần điện, vị trí điện chủ cũng là do ông nhường cho Lâm Thanh Diện, vì vậy, hôm nay bắt buộc ông phải có hành động tôn kính Lâm Thanh Diện để làm gương. Điện chủ, lần này tôi cho Chu Tức tìm anh trở về, là vì có việc gấp cần thương lượng với anh. Quý Trường Thanh nói. Lâm Thanh Diện nhìn vẻ mặt có phần nặng nề của Quý Trường Thanh, anh biết đây có lẽ là chuyện quan trọng. Sao vậy? Lâm Thanh Diện hỏi. Đường nổi mà chúng ta bảo vệ trước giờ đã sắp không trụ nổi nữa rồi, đường nối đã bị mở ra rồi, lời nói của Quý Trường Thanh ngay cả đến Lâm Thanh Diện nghe xong cũng cảm thấy rùng mình trong lòng.
Vốn dĩ anh nghĩ rằng có thể thương nguyên giới còn cần phải một khoảng thời gian nữa mới xâm phạm với quy mô lớn. Nhưng với tình hình trước mắt có vẻ như mọi chuyện xảy ra sớm hơn dự định. Mọi người phát hiện từ lúc nào? Lâm Thanh Diện hỏi. Thưa Điện Chủ, 3 ngày trước chúng tôi cảm ứng được linh lực của Niêm Phong đường nối đó bị ai đó ra sức phá hoại. Một khi mà linh lực bị hủy, đường nối sẽ được mở thông, vậy thì người của thương nguyên giới có thể dễ dàng đến chỗ của chúng ta mà không hề có trở ngại gì. Đến lúc đó, sinh linh trên trái đất sẽ rất thê thảm, Quý Trường Thanh nói. Đúng vậy. Tần Chính ngồi im lặng từ nãy giờ mới đứng dậy lên tiếng. Vốn khi Lâm Thanh Diện làm điện chủ, ông là người đầu tiên đứng ra phản đối, nhưng bây giờ, ông hiểu, nếu bản thân ông đối mặt với Phùng Diệu Tổ, có thể ông vẫn giết chết được anh ta, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng và nhanh gọn như Lâm Thanh Diện. Hiện tại, cụ Lý Mộ Bạch người duy nhất đạt đến thần cảnh, cụ đang dùng linh lực ít ỏi còn lại của mình để ngăn cản đường nối không bị mở ra, nhưng cho dù là như vậy thì vẫn không đủ, hơn nữa 2 ngày nay sức lực của cụ tiêu hao quá mức, tàn hồn cũng đang càng ngày càng suy yếu, Tân Chính nói. Mọi người bên dưới nghe được không khỏi nhíu mày lo lắng. Lý Mộ Bạch là người đạt thần cảnh duy nhất mà họ biết, một khi tàn hồn cuối cùng của cụ tiêu tan, lúc đó thì một khi thương nguyên giới xâm phạm, sẽ không có ai có thể ngăn cản được. Điện chủ, lần này chúng tôi muốn anh đến là chính vì vấn đề này, Tần Chính chắp tay nói. Lâm Thanh Diện từ chỗ ngồi đứng dậy, anh nhíu mày, vẻ mặt nặng nề. 3 ngày trước khi anh vừa đến sa mạc, suy tính ngược về trước nữa, khi anh còn ở đảo nhỏ ngoài biển, tên vệ sĩ cuối cùng của Tân Trường Sinh có nói tàn hồn của Tiểu Nguyệt đã bị người của Thượng Nguyên Giới đón đi. Đó cũng có nghĩa là chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, người của Thượng Nguyên Giới đã dùng bí thuật để hồi phục lại tàn hồn của Tiểu Nguyệt, đồng thời cũng biết được chuyện rừng rậm sương mù ở Dược Thần Cốc có nguồn linh khí. Tốc độ của Thượng Nguyên Giới nhanh thật, Lâm Thanh Diện thầm nghĩ trong lòng. Mọi người bên dưới đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện biết hôm nay bắt buộc anh phải cho mọi người câu trả lời. Mọi người, vừa rồi tôi đã nói với mọi người, thời gian trước tôi hơi bận với công việc ở ngoại giới, đó là sự thật, bây giờ, tôi sẽ kể toàn bộ những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cho mọi người biết. Dứt lời, Lâm Thanh Diện bèn đem chuyện mình ở Dược Thần Cốc với chuyện anh giao đấu với Tiểu Nguyệt, cả chuyện xảy ra ở rừng rậm sương mù và chuyện ở trên đảo, anh đều kể lại toàn bộ cho mọi người nghe. Những người này nghe xong, ai nấy đều trợn tròn mắt. Chu Thức ngồi ở trên bọn họ càng kinh ngạc hơn. Tuổi đời của Lâm Thanh Diện nhỏ hơn bọn họ vài tuổi, nhưng những gì anh ta trải qua đều là những chuyện kinh thiên động địa mà bọn họ chưa bao giờ nghe qua. Giờ xem ra, rất có thể thương nguyên giới biết được nguồn linh khí từ miệng của Tiểu Nguyệt, vì vậy nên họ mới gấp rút phá hủy đường nối. Lâm Thanh Diện nói, chính xác, nhưng mà cho dù là như vậy, e là cụ Lý Mộ Bạch cũng không kiên trì được bao lâu. Còn về phía chúng ta thì, Quý Trường Thanh có chút lo lắng nói. Quy trưởng lão, Chu Thước lên tiếng với ánh mắt lạnh lùng, ông yên tâm, từ ngày chúng tôi gia nhập vào chúng thần điện, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã mang trọng trách đối kháng với thương nguyên giới trên vai mình, cho dù là có phải hy sinh trong chiến đấu, chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chu Thước nói đúng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Hổ cũng lên tiếng đồng ý. Mọi người bên dưới đều lớn tiếng với ánh mắt kiên định, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Quý Trường Thanh cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, những người này phần lớn đều là do ông chiêu mời từ các nơi ở nước C. Nếu không phải vì đối kháng với thương nguyên giới, bảo vệ quê nhà, thực tế bọn họ hoàn toàn có thể sống thoải mái ung dung ở thành thị. Nhưng hiện tại, nguy hiểm đang rình rập, những người này ai nấy đều tỏ rõ tinh thần bất khuất của mình, điều này sao có thể không khiến cho Quý Trường Thanh cảm động được. Tốt tốt, mọi người đều rất tốt, mọi người nói rất đúng, cùng lắm thì chết thôi, tôi cho dù có phải vắt cạn sức lực thì cũng phải quyết ăn thua đủ với bọn thương nguyên giới. Quý Trường Thanh lớn tiếng nói, Lâm Thanh Diện nhìn mọi người, trong lòng anh cảm thấy rất mãn nguyện. Tình hình hiện tại cho thấy, ngoại trừ Trảm Tiên Minh là tổ chức của cá nhân anh, người của chúng thần điện cũng là những chiến sĩ đầy nhiệt huyết. Quy trưởng lão, cụ Lý sửa chữa phục hồi đường nối, có thể kéo dài được khoảng bao lâu thời gian? Lâm Thanh Diện hỏi. Quý Trường Thanh thở dài nói, cụ Lý là người của thần cảnh, tuy thực lực phi phàm, nhưng dù sao thì cũng chỉ là hồn phách mà thôi. Lâm Thanh Diện im lặng gật đầu, Lý Mộ Bạch trước đó vì chuyện sức mạnh của thần mộc mà cơ thể được dung nạp rất nhiều, nhưng hôm đó vì giải cứu Lâm Yên Đầu và chữa trị Hứa Bích Hoài, sức lực của thần mộc trong người ông bị tiêu hao rất nhiều, cơ thể cụ đã bắt đầu xuất hiện trạng thái của hồn phách. Lần này cho dù cụ có dùng hết toàn lực thì tôi nghĩ cùng lắm cũng chỉ kéo dài được khoảng 3 đến 4 ngày thôi, hơn nữa nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cụ sẽ tiêu tan vì cạn kiệt sức lực thôi, Quý Trường Thanh sầu não nói. Vậy, nếu là 2 người đạt thần cảnh cùng tu sửa thì sao?
Lâm Thanh Diện thản nhiên nói, trong mắt anh chứa đầy sự tự tin. Quý Trường Thanh nghe xong, ông kinh ngạc nhìn thấy Lâm Thanh Diện, ông nói với giọng lắp bắp rung rung, điện chủ, đừng nói anh đã. Đúng vậy, hiện tại tôi đã đạt đến thần cảnh rồi. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, mọi người đều nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ và sùng bái. Chương 1336, gặp lại Lý Mộ Bạch. Có thể tiến vào thần cảnh tức là Lâm Thanh Diện đã nới rộng khoảng cách về sự chênh lệch cấp bậc. Mà lần trước khi gặp Lâm Thanh Diện cùng lắm cũng chỉ là hóa cảnh đỉnh phong thôi, lúc này chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã tiến vào thần cảnh, đúng là nhanh như cỡi tên lửa ấy. Nên biết rằng, rất nhiều cường giả đến tận cuối đời cũng chỉ có thể dừng lại ở hóa cảnh mà thôi. Mà càng đáng sợ hơn là, Lâm Thanh Diện vẫn còn quá trẻ, trong tương lai sức mạnh của anh ta chắc chắn không thể hạn lượng được. Chu Tước đứng bên cạnh nhìn Lâm Thanh Diện, giờ phút này cô không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào nữa. Nếu như nói lúc trước khi ở Tây Bắc cô có chút khó chịu về việc Lâm Thanh Diện dùng thân phận điện chủ để áp chế mình thì bây giờ cô thậm chí cảm thấy cũng chỉ có Lâm Thanh Diện mới có thể đảm đương vai trò điện chủ của chúng thần điện. Thật đáng tiếc cô đã thất bại trong việc hạ gục anh ta, Huyền Vũ đứng bên cạnh thầm thì trêu ghẹo. Chu Thước trừng mắt liếc Huyền Vũ rồi nhẹ giọng nói, một người đàn ông như anh ta sao có thể dễ dàng bị một người phụ nữ hạ gục được. Tôi rất muốn gặp vợ anh ta, xem người phụ nữ đó rốt cuộc có tài mạo như thế nào mà khiến một người đàn ông như Lâm Thanh Diện nhất mực trung tình với cô ta như vậy. Trên đài, Quý Trường Thanh là người sốc nhất. Mãi cho đến hiện tại, cái miệng đang há hốc của ông ta vẫn còn chưa khép lại. Là người có thực lực bán bộ thần cảnh, ông ta thừa biết việc tiến vào thần cảnh khó thế nào, nhưng tại sao Lâm Thanh Diện thoạt trông lại có thể dễ dàng hoàn thành như vậy? Lâm Thanh Diện dường như đoán được Quý Trường Thanh đang nghĩ gì, liền khẽ cười nói, tôi có thể tiến vào thần cảnh, một phần cũng là do có chút cơ duyên xảo hợp. Quý Trường Thanh gật đầu, ông ta cũng biết nếu muốn tiến thêm một bước trong cảnh giới thì cơ duyên là vô cùng quan trọng, nhưng dù có cơ duyên thì cũng cần có thêm thực lực, hay nói cách khác dù cho cơ duyên đang ở ngay trước mặt thì mình cũng không có năng lực nắm lấy. Đi thôi, chúng ta hãy đến hậu sơn đi, Lâm Thanh Diện nói với Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh gật đầu rồi cùng Lâm Thanh Diện rời khỏi nơi này. Bên trong túp lều nhỏ trên đỉnh núi, có một lối đi dẫn đến trung tâm của ngọn núi. Lâm Thanh Diện biết rằng khi nhìn thấy Lý Mộ Bạch vào thời điểm đó, ông đã đi xuống từ lối đi này và đến vị trí trung tâm của ngọn núi. Chỉ có điều lần này, mục tiêu của đám Lâm Thanh Diện hiển nhiên không phải ở đây, mà là thông đạo kết nối với Thương Nguyên Giới. Ngay khi vừa đến thung lũng, Lâm Thanh Diện đã nghe thấy một giọng nói già nua. Lâm Thanh Diện lão đệ, rốt cuộc cậu cũng đến rồi, giọng nói này là của Lý Mộ Bạch, hiển nhiên ông ta đã cảm nhận được đảm Lâm Thanh Diện đang tiến về phía mình. Đối với người ngoài, giọng nói của Lý Mộ Bạch vô cùng hùng hậu, nhưng trong giọng nói hùng hậu này Lâm Thanh Diện vẫn có thể nghe ra được sự yếu ớt trong hơi thở của Lý Mộ Bạch. Lý lão tiền bối, xin lỗi vì tôi đã đến muộn khiến ông phải chịu khổ rồi. Lâm Thanh Diện cũng dồn khí đan điền, cất giọng to rõ. Khi những người khác nghe thấy thì rõ ràng là giọng nói của Lâm Thanh Diện có lực hơn một chút so với Lý Mộ Bạch. Không sao hết, lão phu có thể gắng gượng đến bây giờ chính là bởi vì tôi biết thằng nhóc nhà cậu nhất định sẽ tìm đến tôi, chẳng phải đã đợi được cậu đến đây rồi sao? Lý Mộ Bạch cất tiếng cười sang sảng nói. Lâm Thanh Diện không hề do dự, bước chân tăng tốc đi theo giọng nói của Lý Mộ Bạch lên đến một chỗ trên đỉnh núi. Tới được đỉnh núi, Lâm Thanh Diện hít vào một hơi khí lạnh. Lý lão tiền bối. Lâm Thanh Diện nhìn thấy thân thể của Lý Mộ Bạch đã trở nên trong suốt, trong lúc nhất thời cảm khái không thôi. Lần trước đấu với Sở Nguyệt nếu không phải Lý Mộ Bạch kịp thời lao ra cứu, e rằng anh đã bị Sở Nguyệt giết chết rồi. Mà khi đó đích Lý Mộ Bạch trông không khác gì những người bình thường, sau khi cứu anh và chữa khỏi bệnh cho Hứa Bích Hoài, Lý Mộ Bạch đã lên kế hoạch nghỉ dưỡng tại chúng thần điện, ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Lâm Thanh Diện, cậu đến là tốt rồi, cậu nhanh nhìn xem, nói xong, Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn theo hướng tay chỉ của Lý Mộ Bạch. Có những gợn sóng trong không khí, và những gợn sóng này tạo thành một cơn lốc xoáy ở cuối chân trời. Thông đạo này lớn hơn nhiều lần so với thông đạo mà Quý Trường Thanh phát hiện lần trước, hơn nữa, khi thần hồn của Lâm Thanh Diện được giải phóng, anh có thể nhận thức rõ ràng phong ấn trong thông đạo này đang không ngừng bị người khác phá hủy. Chính vì điều này mà cần một cường giả thần cảnh như Lý Mộ Bạch đến phong ấn lại lần nữa, có lẽ nhờ vậy mới có thể ngăn phong ấn bị phá hủy thêm một chút, đồng thời làm chậm trễ thời gian người Thương Nguyên Giới tới thế giới này. Nhưng chỉ dựa vào một mình Lý Mộ Bạch không bao giờ đủ. Lý lão tiền bối, cần như thế nào mới có thể đủ để phong ấn thông đạo? Lâm Thanh Diện trực tiếp hỏi.
Lý Mộ Bạch trầm giọng nói, rất đơn giản, chỉ cần truyền hồn lực vào thông đạo này, trước đó, phong ấn của ma thần Tu La đã được để lại trên thông đạo này, chỉ cần dùng hồn lực cảm nhận phong ấn, sau đó khôi phục lại phong ấn như cũ là được. Lâm Thanh Diện gật đầu, Lý Mộ Bạch nói thì dễ nhưng để làm được điều đó thì tương đối khó khăn. Đầu tiên, trong số những người ở trong chúng thần điện, linh hồn của họ quá yếu vì chưa được đánh thức, thậm chí Quý Trường Thanh cũng không thể bao quát toàn bộ thông đạo. Chưa kể tất cả các phong ấn trước đó trên lối đi khổng lồ này đều do ma thần Tu La hoàn thành. Mà đối với những phong ấn do ma thần Tu La tạo ra, ngay cả thượng nguyên giới dùng mấy trăm năm cũng không thể hoàn toàn giải trừ, điều này đủ cho thấy những phong ấn này mạnh đến mức nào. Lý lão tiền bối, ông hãy nghỉ ngơi một chút đi, những chuyện còn lại cứ giao cho tôi, nói xong, Lâm Thanh Diện ngồi bên cạnh Lý Mộ Bạch với ánh mắt kiên định. Lâm Thanh Diện, đây không còn là phạm trù mà cậu có thể kiểm soát được, cậu không cần tiêu hao hồn lực của mình một cách vô ích như vậy, nói cách khác một khi thương nguyên giới. Còn chưa nói xong, Lý Mộ Bạch cùng với mọi người liền cảm nhận rất rõ ràng rằng có một cỗ thần hồn chi lực cực kỳ lớn phát ra từ cơ thể của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện trời sinh đã có thần hồn được thức tỉnh, có khả năng kiểm soát thần hồn của mình cao hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng điều càng khiến Lý Mộ Bạch chính là thần hồn mà Lâm Thanh Diện tản mát ra lúc này dường như khác hẳn người thường. Lâm Thanh Diện biết đó là bởi vì lúc trước anh đã dùng hấp linh thuật hấp thụ rất nhiều linh khí trong khu rừng sương mù. Trong khoảng thời gian này, cô linh khí cuồng bạo đó đã dần dần trở nên bình ổn, dần dần dung hợp với hồn lực trong cơ thể anh. Bởi vậy hôm nay, khi Lâm Thanh Diện phát ra thần hồn, linh lực cũng không tự giác mà phát tán ra. Rất nhanh, thần hồn của Lâm Thanh Diện đã bao phủ toàn bộ thông đạo, hơn nữa anh còn có thể mẫn nhuệ nhận ra phong ấn được ma thần Tu La hạ lên thông đạo năm xưa. Lý Mộ Bạch kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, sững sờ nói, Lâm Thanh Diện, cậu đã đạt đến thần cảnh rồi sao? Lâm Thanh Diện lúc này hết sức chăm chú, không nói thêm gì, nhưng Quý Trường Thanh bên cạnh đã lên tiếng, đúng vậy sư phụ, Lâm Thanh Diện đã đạt tới thần cảnh. Nghe Quý Trường Thanh xác nhận suy nghĩ trong lòng, Lý Mộ Bạch người đã trở thành linh hồn, không khỏi nhìn người trẻ tuổi bên cạnh bằng ánh mắt tán thưởng rồi bật cười. Ha ha, lão phu tung hoành mấy trăm năm, hôm nay rốt cục cũng gặp được kỳ tài đương thời, có cậu ở đây, hà cớ gì phải sợ người của thương nguyên giới chứ? Sư phụ, người hãy xuống nghỉ ngơi trước đi, Quý Trường Thanh nói, thần hồn của Lý Mộ Bạch lại phát ra, có thể cảm thấy tốc độ tái phong ấn của Lâm Thanh Diện còn nhanh hơn mình, thậm chí là còn chính xác hơn, được rồi, ta cũng đi nghỉ ngơi một chút đây, Lý Mộ Bạch yếu ớt nói. Từ khi phát hiện ra thông đạo đến nay, Lý Mộ Bạch đã hoạt động 3 ngày liên tục, 3 ngày này chính là một khảo nghiệm lớn về nghị lực của ông ta. Trường Thanh, sợ là ta không xong rồi, Lý Mộ Bạch yếu ớt nói, tuy nhiên có Lâm Thanh Diện ở đây rồi, cậu ta có thể đảm đương tốt công việc của ta, cho nên ta cũng yên tâm. Sư phụ, Quý Trường Thanh đau lòng nói, đều do con cứ mãi loay hoay ở bán bộ thần cảnh, không có cách nào nâng cao thực lực bằng không, con đã có thể giúp người chia sẻ gánh nặng. Được rồi, thực lực hiện tại của con cũng đủ để biết bao người ngưỡng vọng thèm khát, ta cũng rất mãn nguyện rồi, Lý Mộ Bạch nói. Ngay sau đó, Quý Trường Thanh cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Lý Mộ Bạch càng ngày càng trở nên mỏng manh. Chương 1337, được ăn cả ngã về không? Sư phụ, Quý Trường Thanh hét lớn, và những người ở xung quanh chúng thần điện nhìn thấy Lý Mộ Bạch trong truyền thuyết biến thành như hiện giờ lại càng lo lắng hơn. Những thay đổi xung quanh đã kinh động đến Lâm Thanh Diện. Ngay khi khôi phục phong ấn của ma thần Tu La, anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng ở đầu kia của thông đạo cũng chính là vị trí của thương nguyên giới, một số thần hồn mạnh hơn bản thân đang không ngừng phá hủy phong ấn. Trên thực tế, mặc dù hai bên không gặp nhau nhưng từ hôm nay trở đi cuộc chiến giữa Lâm Thanh Diện và thương nguyên giới đã chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, Lâm Thanh Diện biết chỉ dựa vào chính mình thì chưa tới 5 ngày, phong ấn của thông đạo này sẽ bị tiếp xúc. Không được, mình phải mau chóng nghĩ ra biện pháp. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên, anh nhớ lại chuyện lúc còn ở trên đảo ngoài biển, Nguyễn Hùng đã giao cho anh mấy viên đan dược chuyên sử dụng cho hồn phách do hồn đan sự tạo ra. Anh vỗ đầu, vui mừng nhìn sang Lý Mộ Bạch, mà giờ phút này, Lý Mộ Bạch đã muốn trở nên yếu hơn so với khi Lâm Thanh Diện lần đầu tiên ông ta bám vào bức thạch bích. Lâm Thanh Diện không do dự nữa tạm thời bỏ qua phong ấn trên thông đạo mà lấy ra một cái hộp vuông nhỏ. Chiếc hộp vuông nhỏ này do Nguyễn Hùng đoạt được khi còn ở ngoài đảo, bên trong có chứa 6 viên thuốc màu đen được xếp chỉnh tề. Lý lão tiên sinh, ông hãy lập tức ăn một viên đi. Lâm Thanh Diện nói xong, anh nghĩ thầm rằng, Lý Mộ Bạch lúc này cũng là hồn phách nên hẳn là đan dược do hồn đan sư chế tạo này cũng sẽ có tác dụng với ông ấy.
Lý Mộ Bạch yếu ớt rất là kinh ngạc nhìn viên thuốc màu đen trong tay Lâm Thanh Diện. Cái này, sao cậu lại có được? Lâm Thanh Diện không nói nhiều, xem phản ứng của Lý Mộ Bạch thì có lẽ ông cũng biết nguồn gốc của đan dược này. Lý Mộ Bạch lấy một viên thuốc từ tay Lâm Thanh Diện, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nuốt xuống. Mọi người dõi theo với ánh mắt nửa nghi hoặc nửa mong chờ. Họ chưa bao giờ nhìn thấy viên thuốc màu đen như vậy trước đây, tại sao Lý Mộ Bạch lại không chút suy nghĩ liền trực tiếp ăn vào chứ? Nhưng ngay lập tức cơ thể của Lý Mộ Bạch xảy ra biến hóa. Lâm Thanh Diện cùng với mọi người thấy hồn phách vốn dĩ không còn trọn vẹn của ông ấy lại lần nữa ngưng tụ lại, hơn nữa hơi thở cũng trở nên có lực hơn. Lý Mộ Bạch mới vừa rồi vẫn còn uể oải vậy mà hiện tại thần thái đã sáng khoái trở lại. Rất thần kỳ. Đây là đan dược gì vậy, tại sao lại có công hiệu thần kỳ như vậy? Điện chủ, người thật sự quá lợi hại, ngay cả bảo bối như vậy mà cũng thể làm ra. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Nhưng Lâm Thanh Diện khẽ nhíu mày, trong ấn tượng của anh ta, Nguyễn Hùng lúc nào cũng là một con rối, nhưng sau khi uống thuốc thân hình của anh ta trông không khác gì người thường. Còn bây giờ, tuy rằng hơi thở của Lý Mộ Bạch rất có lực, hồn phách cũng đã ngưng kết lại, nhưng vẫn chưa khôi phục được cảm giác sung mãn về thể xác như trước. Lâm Thanh Diện, cảm ơn cậu. Lý Mộ Bạch mỉm cười nói. Lý lão tiền bối, tôi đã từng thấy hiệu quả của viên thuốc này, nhưng có vẻ như ông vẫn chưa khôi phục được trạng thái tạo hình của cơ thể, Lâm Thanh Diện nói thẳng. Lý Mộ Bạch trầm giọng nói, tạo hình lại cơ thể là một việc vô cùng khó khăn, theo tôi được biết chỉ có thương nguyên giới mới có những bí thuật như vậy, còn hồn đan này nói là có thể khôi phục cơ thể nhưng trên thực tế, lại có sự khác biệt rất lớn đối với thân thể của một tu hành giả bình thường. ANS đang làm gì thế? Hồn đan, Lâm Thanh Diện nhìn mấy viên đạn dược còn lại, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, nếu tôi đoán không sai thì mấy viên đạn dược này là đoạt được từ trong tay của người thương nguyên giới, Lý Mộ Bạch nói, hơn 200 năm trước thương nguyên giới xuất hiện một hồn đan sư thiên tài, những viên hồn đan này đều là kiệt tác của ông ta, Lâm Thanh Diện gật đầu, hóa ra là như vậy, nhưng mà tại sao những viên hồn đan này lại không có được nhiều tác dụng với ông? Hiệu quả như vậy cũng đủ để khiến tôi mãn nguyện rồi, lão phu tốt xấu gì cũng là tu vi thần cảnh, mức độ phục hồi của đan dược đối với tôi nhất định là có hạn. Lâm Thanh Diện tỏ vẻ đã hiểu ra, Nguyễn Hùng chẳng qua chỉ là con rối hóa cảnh đỉnh phong, sau khi ăn viên đan dược này vào thực lực mới có thể được cải thiện rất nhiều, nhưng Lý Mộ Bạch sớm đã là thần cảnh, còn thực lực thì hắn là đạt đến thần cảnh trung kỳ. Với tu vi như vậy mà viên hoàn đan này lại có thể làm cho hồn phách của ông ta ngưng kết lại lần nữa cũng đã cực kỳ lợi hại rồi. Cùng một thứ, được sử dụng trên những người khác nhau, sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Lão phu có thể từ chỗ mấp mé bên bờ vực hồn phi phách tán được khôi phục lại lần nữa là một chuyện rất mãn nguyện rồi. Lý Mộ Bạch nói, hai người chúng ta tiếp tục đi. Nói xong, Lý Mộ Bạch lại định niêm phong thông đạo lần nữa. Không, Lâm Thanh Diện từ chối. Anh biết nếu Lý Mộ Bạch lại bắt đầu niêm phong lại phong ấn thì cuối cùng ông ấy sẽ lại giống như lúc nãy. Thế giới của chúng ta cần một cường giả như ông, có tôi ở đây thì tuyệt đối sẽ không để ông hồn phi phách tán. Lâm Thanh Diện nói với Lý Mộ Bạch, Lý lão tiên sinh, lúc trước ông đã từng cứu tôi một mạng. Còn không tiếc dùng xích dương thần mộc trong cơ thể cứu vợ của tôi, hôm nay, nên đến phiên tôi báo đáp rồi. Nói xong, Lâm Thanh Diện lại lấy ra một viên hồn đan, uống thêm một viên đi. Ha! Lý Mộ Bạch kinh ngạc nói, Lâm Thanh Diện, cậu có biết đan dược này chân quý thế nào không? Tôi đoán cả thế giới, chỉ sợ cũng chỉ còn lại nằm viện này mà thôi. Lâm Thanh Diện mỉm cười, đạn dược này tuy rằng quý giá, nhưng trên thế giới này cũng không thể tìm được Lý Mộ Bạch thứ hai. Lý Mộ Bạch nhìn Lâm Thanh Diện, vài giây sau trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta nở một nụ cười sáng lạng. Ha ha, cậu nói đúng, lão phu tung hoành trên đời mấy trăm năm, muốn tìm được một người như tôi quả thật rất khó, một khi đã như vậy, lão phu sẽ không khách sáo nữa, cảm ơn cậu. Nói xong, Lý Mộ Bạch lại lấy một viên ăn vào, lúc này đây, thân thể của Lý Mộ Bạch xuất hiện biến hóa, thân thể bắt đầu chậm rãi ngưng kết thành hình. Lâm Thanh Diện cùng với mọi người chung quanh rất là vui sướng. Công dụng của hai viên đan mộc này dường như trực tiếp hơn xích dương linh mộc. Hay là lại uống thêm một viên nữa? Lâm Thanh Diện nói, anh rất mong đợi, sau khi uống ba viên thuốc, nói không chừng, Lý Mộ Bạch sẽ có thể trở lại đỉnh cao. Nhưng lúc này đây, Lý Mộ Bạch lắc đầu, Lâm Thanh Diện dùng quỷ hồn đan đến cuối cùng, hiệu quả sẽ không lớn, hiện tại tôi cũng chẳng khác gì mấy so với việc hấp thụ sức mạnh của thần mộc năm xưa, như vậy là quá đủ rồi. Một khi đã như vậy, Lâm Thanh Diện cũng không nói thêm nữa, anh cũng biết, bồi bổ quá mức cuối cùng có thể phản tác dụng. Lâm Thanh Diện, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi.
Lý Mộ Bạch nói, sau mặt đã khôi phục lại sức sống. Lâm Thanh Diện gật đầu, đứng đối diện với Lý Mộ Bạch và bắt đầu. Trong khoảnh khắc một cỗ thần hồn cực đại phát ra từ nội thể của Lý Mộ Bạch khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Về phía Lâm Thanh Diện, thần hồn thức tỉnh mang thêm linh lực của hồn lực cũng không thua kém là bao so với Lý Mộ Bạch. Hơn nữa thiên phú của một già một trẻ đều đủ lớn để có thể nhanh chóng tìm ra chỗ phong ấn đã bị phá hủy và khôi phục nó một cách chính xác bằng sức mạnh của hồn lực. Quý Trường Thanh cùng với những người khác trong chúng thần điện nhìn thấy vậy đều bày tỏ sự kinh ngạc, bọn họ chưa từng gặp cảnh tượng như vậy. Quý trưởng lão, Lâm Thanh Diện đó, ông đã tìm đúng người rồi. Tần Chính đứng bên cạnh trầm giọng nói. Quý Trường Thanh nhìn Tần Chính, đúng vậy, có thể khiến anh ta gia nhập chúng thần điện của chúng ta, bảo vệ thế giới này chính là chuyện thành công nhất đời này mà tôi đã làm được. Tần Chính nhìn lại, nhẹ giọng nói, nếu như tiếp tục phát triển với tốc độ này, hẳn là có thể trì hoãn thương nguyên giới được một thời gian. Một mình sư phụ vốn dĩ không kiên trì được quá lâu nhưng hiện tại có Lâm Thanh Diện, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều, trong thời gian ngắn, người của thương nguyên giới không thể đến được chỗ chúng ta đâu, Quý Trường Thanh nói. Đang lúc mọi người an tâm được một chút thì đột nhiên, Lý Mộ Bạch cùng Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày, hướng ánh mắt về phía chân trời. Mà Quý Trường Thanh, người mạnh nhất trong số những người còn lại, sau đó cũng phát hiện ra điều bất thường. Thương nguyên giới chết tiệt, hình như bọn chúng đã gia tăng việc phá hoại thông đạo rồi. Lý Mộ Bạch nghiến răng nói. Vừa rồi, ông và Lâm Thanh Diện dường như cùng lúc cảm thấy được phong ấn vốn đang thuận lợi phục hồi lại như cũ thì hiện tại đang bị người của thương nguyên giới phá hoại với tốc độ cao, hơn nữa tốc độ của bọn chúng có vẻ còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ phục hồi của Lâm Thanh Diện và Lý Mộ Bạch. Trong trường hợp này, trước khi tất cả các phong ấn được khôi phục chỉ sợ thông đạo này sẽ hoàn toàn được mở ra với thương nguyên giới. Chương 1338 Cường giả thần cảnh thứ 3. Thương nguyên giới lúc này, xung quanh lối đi nối với địa cầu, hai người đàn ông trung niên mặc trang phục lộng lẫy đang ngồi thẳng lưng. Trông họ hơi lo lắng. Lối đi vốn đã bị phong ấn, không biết vì sao đột nhiên lại trở nên kiên cố hơn, điều này khiến họ có chút khó hiểu. Triệu Nhân, không phải trên địa cầu bây giờ chỉ còn một vị cường giả thần cảnh thôi sao? Hơn nữa còn là một cường giả thần cảnh chỉ có linh hồn này, sao bây giờ tôi thấy không phải như vậy? Một người trung niên nói với người bên cạnh. Người đàn ông trung niên tên Triệu Nhân trả lời, đúng vậy, xem ra tình báo của chúng ta có sai sót, lẽ nào mấy năm nay trên địa cầu lại xuất hiện thêm một người thần cảnh nữa? Tống Nghĩa, dù thế nào thì hôm nay hai ta đến giải trừ phong ấn, có vẻ đã tính toán sai rồi, nói với giới chủ cử thêm vài người đến đi. Tống Nghĩa ở bên cạnh gật đầu, vừa định đứng dậy thì nghe thấy phía sau có giọng nói, không cần, tôi đến rồi, lúc này, giới chủ Từ Bách Tranh và hai người em trai ruột Từ Trọng Hiểu và Từ Thúc Nhân đều đã đến đây, không chỉ có họ, Từ Tuyết Nhi cũng đi theo phía sau. Phía sau những người này còn có 6 người với thực lực thần cảnh. Tống Nghĩa và Triệu Nhận thấy vậy, vội vàng đứng lên bày tỏ sự kính trọng. Trên mặt Từ Bách Tranh toát lên vẻ uy nghiêm, vừa rồi chúng tôi đã dùng bí thuật để ngưng tụ hồn phách Nguyệt Nhi, con bé đã nói vị trí của nguồn linh khí cuối cùng trên trái đất. Bắt đầu từ bây giờ, bằng mọi giá phải phá hủy lối thông đạo, chúng ta phải tới địa cầu càng sớm càng tốt, lấy đi nguồn linh khí cuối cùng. Chúc mừng giới chủ, mọi người đồng thanh nói. Tống Nghĩa đứng dậy, giới chủ, lần này tiểu công chúa đã lập công lớn cho thương nguyên giới chúng ta, nếu không có cô ấy thì chúng ta không biết còn phải mất bao lâu nữa mới có thể khai phá được nguồn linh khí. Từ Bách Tranh chỉ đáp một tiếng. Từ Tuyết Nhi ở bên cạnh cười khẽ, chú Tống, tiểu công chúa tìm được nguồn linh khí, đây là việc con bé nên làm, hơn nữa con bé trốn khỏi thương nguyên giới vì trốn hôn ước. Trong chuyện này, ba khoan dung độ lượng không trừng phạt con bé đã là may lắm rồi, chưa kể bây giờ chúng ta còn mất đi tài năng trẻ là Thanh Trúc. Nhưng, Tống Nghĩa còn muốn nói thêm nhưng bị Từ Tuyết Nhi cắt ngang, tiểu công chúa sau này có công hay không, đương nhiên sẽ do nhà họ Từ chúng tôi quyết định, chú Tổng quan tâm như vậy là muốn làm thay việc của người khác, dạy giới chỉ làm việc sao. Thuộc hạ không dám, đại công chúa dạy phải, Tống Nghĩa vội vã nói, toát mồ hôi lạnh. Được rồi. Từ Bách Tranh xua tay, chuyện này nói sau đi, việc chúng ta phải làm hôm nay là giải trừ phong ấn càng sớm càng tốt để tất cả cường giả trong thương nguyên giới chúng ta có thể tới địa cầu thông qua lối đi khổng lồ này. Giới chủ anh minh, mọi người đồng thanh hô, chỉ một cái liếc mắt, 6 cường giả thần cảnh phía sau đều ngồi xuống xung quanh lối đi, Tống Nghĩa và Triệu Nhân cũng không nói gì nữa, cũng ngồi xuống. Trong tích tắc linh hồn lực của 8 cường giả bao phủ toàn bộ lối đi, việc đầu tiên họ cần làm là giải trừ toàn bộ phong ấn phía trên.
Chỉ là dù sao phong ấn này cũng do ma thần Tu La năm đó để lại, muốn giải trừ cũng không dễ. Hàng trăm năm trôi qua thương nguyên giới vẫn chưa thành công, nhưng hôm nay Từ Bách Tranh đã quyết tâm phải làm được chuyện này. Ông ta vỗ tay một cái, bốn người mặc áo dài bước ra, ba nam một nữ, họ chính là những nhà luyện đan có thực lực mạnh nhất thương nguyên giới. Có đan dược cấp thần cấp trong tay những nhà luyện kim này sẽ đảm bảo sức lực của mọi người không ngừng tuôn ra mà không bị kiệt sức. Từ Bách Tranh nói, tám người không nhiều lời, mỗi người uống một viên, trong chốc lát linh hồn lực của họ lại trở nên sung mãn. Anh cả chúng ta có cần làm cùng không? Mấy người Từ Thúc Nhân hỏi. Từ Bách Tranh lắc đầu, không cần, tám người thần cảnh làm là đủ rồi. Chúng ta ở một bên chờ đi. Từ Thúc Nhân thấy Từ Bách Tranh nói vậy cũng không nói gì nữa, họ vẫn luôn tôn trọng Từ Bách Tranh, anh cả nói gì, họ đều không phản đối. Ba, ở đây chán quá, con về cung trước đây, khi nào lối đi mở được hoàn toàn thì con sẽ cùng mọi người đến địa cầu. Từ Tuyết Nhi cười tươi nói. Đi đi, nhân tiện xem em gái con hồi phục thế nào. Từ Bách Tranh nói, Từ Tuyết Nhi đảo mắt cười đáp, ba yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc con bé. Nói xong cô ta xoay người rời khỏi đa, đi về phía cung điện. Có sự hỗ trợ của nhà luyện kim, tám cường giả thần cảnh có thể tỏa ra linh hồn lực mạnh mẽ mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Trong số những người này, có 3 người ở giai đoạn thần cảnh sơ kỳ, 5 người còn lại đều ở giai đoạn thần cảnh trung kỳ. Ở địa cầu có rất ít người thực lực thần cảnh, chỉ có Lâm Thanh Diện và Lý Mộ Bạch mà thôi. Khoảng cách này gần như là tất cả. Hơn nữa 8 người này rất có mưu lược, phong ấn của ma thần Tu La rất mạnh, mà lối đi này lại cực lớn, phía trên có hàng ngàn phong ấn do ma thần Tu La để lại. Họ tập trung sức mạnh của tất cả mọi người, tấn công vào một phong ấn, sau khi phá giải được một phong ấn mới chuyển sang phong ấn khác. Cứ vậy, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù phong ấn của ma thần Tu La rất mạnh, nhưng được phá bởi thần hồn của 8 cường giả thần cảnh, hơn nữa còn được phát huy không chút cản trở. Tình hình diễn biến theo chiều hướng xấu đi, Lâm Thanh Diện và Lý Mộ Bạch lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Lâm Thanh Diện, nếu cứ tiếp tục thế này, hồn lực của chúng ta sẽ cạn kiệt. Lý Mộ Bạch lớn tiếng nói, Lâm Thanh Diện phóng thiền niệm ra, phát hiện thực lực của đối phương cực kỳ đáng gờm. Lâm Thanh Diện, mau trở về, để tôi xử lý một mình, cậu đưa tất cả người của chúng thần điện rời khỏi đây ngay lập tức. Lý Mộ Bạch nói, ông ta phán đoán được lần này thương nguyên giới tấn công lối đi đã khác trước đây, lần này họ quyết tâm giải trừ được hết tất cả phong ấn trên lối đi, hơn nữa thời gian dài như vậy mà sức của đối phương dường như vẫn chưa cạn kiệt. Với tốc độ này, Lý Mộ Bạch đoán không tới 2 ngày, phong ấn trên lối đi sẽ bị giải trừ hoàn toàn. Đến lúc đó, một khi lối đi được mở ra, người của thương nguyên giới xông vào tấn công mạnh mẽ, nơi đầu tiên bị đánh chiếm sẽ là chúng thần điện. Vì vậy, để giữ sức, Lý Mộ Bạch mới đưa ra quyết định này, để Lâm Thanh Diện đi trước. Nhưng Lâm Thanh Diện đầu phải người thấy nguy hiểm là bỏ chạy. Ngược lại, thực lực của đối thủ càng mạnh càng có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu trong người anh. Tôi không đi, tôi là điện chủ chúng thần điện, nhất định sẽ ở lại đây. Lâm Thanh Diện nghiêm giọng nói. Nhưng chỉ dựa vào 2 chúng ta sẽ không ngăn được đối phương tấn công, cũng không kéo dài được bao lâu, Lý Mộ Bạch nói. Nếu như có người thứ 3 tu vi thần cảnh thì sao? Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Người thứ 3, Lý Mộ Bạch không dám tin vào tai mình. Ông Quý, Lâm Thanh Diện lớn tiếng gọi. Quý Trường Thanh nghe thấy Lâm Thanh Diện gọi mình thì nhanh chóng đến bên chỗ anh. Lâm Thanh Diện, cậu biết đấy, mặc dù tôi là nửa bước thần cảnh. Nhưng tu vi của tôi còn kém quá xa so với những cường giả thần cảnh. Vậy, ông muốn bước vào thần cảnh không? Lâm Thanh Diện nhìn đối phương hỏi. Tất nhiên là muốn rồi, nhưng đây là chuyện không thể cưỡng cầu, Quý Trường Thanh đáp. Tôi có thể giúp ông. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, ánh mắt kiên định. Cậu! Quý Trường Thanh ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện, từ ánh mắt đối phương, ông biết Lâm Thanh Diện chắc chắn không nói giỡn. Nhưng từ nửa bước thần cảnh lên đến thần cảnh là chuyện khó khăn nhường nào, hơn 100 năm Quý Trường Thanh vẫn chưa có đột phá, chẳng lẽ Lâm Thanh Diện có thể giúp ông ta hoàn thành chỉ trong chốc lát? Lâm Thanh Diện lấy quả thánh có được từ trong bí cảnh ra. Ông ăn quả thánh này đi, hẳn là nó sẽ giúp ông đột phá đến thần cảnh. Lâm Thanh Diện nói. Điều này... Quý Trường Thanh nhìn quả thánh màu vàng kim, ông ta biết đây chắc chắn không phải thứ thô tục. Hơn nữa nghe ý của Lâm Thanh Diện thì đây là thú có thể trực tiếp nâng cao thực lực, với người tu hành mà nói, không gì tốt hơn điều này. Không được, tôi không thể nhận, điện chủ, nếu thật sự có thể nâng cao thực lực tốt nhất điện chủ hãy dùng đi, chỉ cần sức mạnh của cậu đủ lớn thì mới có thể chiến đấu được với thương nguyên giới một cách tốt hơn, Quý Trường Thanh nói.
những người xung quanh cũng nói, xin điện chủ hãy ăn quả thánh. Bốn người Chu Tước càng xúc động hơn. Sẵn sàng lấy ra bảo vật như này, đối với thế giới này, Lâm Thanh Diện thật sự không có ham muốn ích kỷ. Tôi hiểu lòng tốt của mọi người, nhưng Lý Tiền Bối đã nói quả thánh này không thể mang lại cho tôi nhiều lợi ích, nhưng nó là một bước nhảy vọt về chất cho ông, chi bằng ông ăn nó đi. Lâm Thanh Diện nói, anh đoán quả thánh có thể chạm đến ngưỡng thần cảnh trung kỳ, nhưng nếu Quý Trường Thanh ăn nó thì thế giới này lại có thêm một cường giả thần cảnh. Cân nhắc giữa hai điều này, Lâm Thanh Diện chọn về sau. Điện chủ tôi, cầm lấy, đây là mệnh lệnh của tôi. Lâm Thanh Diện nhìn Quý Trường Thanh bằng ánh mắt không cho thương lượng rồi nói. Quý Trường Thanh co mày, không nói thêm, cầm lấy quả thánh rồi ăn. Ánh mắt của những người xung quanh đều rất kỳ vọng, Lâm Thanh Diện cũng vậy. Anh cũng rất tò mò không biết quả thánh đổi được từ bí cảnh này có thể mang lại những thay đổi gì cho tu vi ở thế giới này. Một phút sau, cơ thể Quý Trường Thanh thay đổi. Lúc này, ông ta cảm nhận được linh hồn lực trong người đang thay đổi về chất, tất cả những chướng ngại trước đây chưa thể nâng cao đã bị phá vỡ. Linh hồn lực trong cơ thể đang tăng lên theo cấp số nhân. Cổ Quý Trường Thanh nổi gân xanh, Lâm Thanh Diện đứng trước mặt ông ta cảm nhận được rõ ràng lực lượng mạnh mẽ kia. Lý Mộ Bạch cũng sững sờ nhìn đồ đệ mình, vừa hồi hộp vừa mong chờ. A! Theo tiếng hét dài của Quý Trường Thanh, cát và đá xung quanh lần lượt bị nghiền nát bởi một luồng hơi thở mạnh mẽ. Quý Trường Thanh như trẻ ra vài tuổi. Lại thêm một phút nữa trôi qua, mọi thứ an tĩnh trở lại, Quý Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, nói với Lý Mộ Bạch, sư phụ con, đã đột phá. Chương 1339, sức mạnh của một thanh kiếm. Lý Mộ Bạch dùng thần hồn cảm nhận được hơi thở của Quý Trường Thanh quả thực đã dồi dào hơn trước rất nhiều. Trước kia Quý Trường Thanh chỉ còn cách nửa bước thần cảnh nữa thôi, bây giờ nhờ quả thánh mà ông ta đã bước qua được bước quan trọng này, lên thẳng thần cảnh. Lâm Thanh Diện, cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì có thể cả đời này tôi cũng không thể bước chân vào thần cảnh, Quý Trường Thanh nói. Khóe miệng Lâm Thanh Diện mang theo ý cười, ngày đó khi tôi vẫn chưa tiếp xúc với nội kình, bị Công Tôn Thắng đuổi giết, nếu không có ông thì bây giờ trên đời có lẽ cũng chẳng còn Lâm Thanh Diện nữa. Quý Trường Thanh gật đầu, ông ta hài lòng nhất về Lâm Thanh Diện ngoài khả năng thiên phú đáng kiêu ngạo ra thì chính là sự ổn trọng, vững vàng của anh, không giống những người trẻ tuổi dựa vào thiên phú xuất chúng mà khoe khoang khắp nơi, không coi người khác ra gì. Đương nhiên, sở dĩ Lâm Thanh Diện có sự trưởng thành hơn tuổi này cũng liên quan đến việc anh ở rể 3 năm. Được rồi, bây giờ chúng ta đã có 3 người thần cảnh rồi. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ tự tin. Anh cảm thấy cực kỳ hài lòng về công hiệu của quả thánh, đồng thời cũng hài lòng hơn vì vừa nãy mình đã sử dụng nó với mục đích lâu dài. Người ở nửa bước thần cảnh ăn quả thánh vào không chỉ đột phá đến thần cảnh, nếu anh ăn nó rất có thể sẽ dậm chân tại chỗ, thậm chí sợ rằng còn chẳng tới được ngưỡng cửa thần cảnh trung kỳ. Càng tới hậu kỳ, độ khó của cảnh giới càng được nâng cao. Ba cường giả thần cảnh, đây là điều mà những người tài giỏi trong chúng thần điện cũng không dám nghĩ tới. Nhưng sự thật xảy ra ngay trước mắt, ba người như thần thánh này đang ngồi bên lối đi bị phá hủy để sửa lại phong ấn. Trong số ba người này, Lâm Thanh Diện là người trẻ tuổi nhất, nhưng lại là người khiến họ chấn động nhất. Có ba người ở thần cảnh, những người còn lại của chúng thần điện cũng tràn đầy niềm tin vào con đường tu luyện của mình. Chỉ là hiện tại, khó khăn lớn nhất trước mắt họ chính là một khi lối đi bị phá vỡ, người của thương nguyên giới sẽ tấn công ồ ạt, khó tránh khỏi một trận chiến máu tanh. Ba người Lâm Thanh Diện đều có thần hồn cường đại bao phủ lối đi, tốc độ phá phong ấn của đối phương rất nhanh, mặc dù Lâm Thanh Diện bên này không chậm nhưng so với họ vẫn là kém hơn. Dù sao bên kia cũng là 8 người thần cảnh. Lâm Thanh Diện và Lý Mộ Bạch nhìn nhau, ba người không cần nói, trong lòng đều hiểu rõ, nếu tiếp tục như này cũng không phải là cách, sớm muộn gì lối đi cũng sẽ bị phá. Tiền bối, ông quý, hôm nay chúng ta phải đánh một trận sống mái với họ rồi. Lâm Thanh Diện nói, ánh mắt kiên quyết. Lý Mộ Bạch phản ứng lại Lâm Thanh Diện muốn làm gì, ông ta cũng không nghĩ mà gật đầu đồng ý luôn, được, làm như cậu nói đi, để những người thương nguyên giới này được thấy thực lực của chúng ta. Lâm Thanh Diện gật đầu, lớn tiếng nói, hai vị tiền bối, hai vị cùng lên với tôi, dùng thần hồn đánh lại bọn họ. Dứt lời, thần hồn lực của Lâm Thanh Diện bộc phát, lần này anh không đối mặt trực tiếp với phong ấn bị phá trên lối đi nữa, mà là tản thần hồn về phía 8 cường giả của thương nguyên giới. Sư phụ! Quý Trường Thanh nhìn Lý Mộ Bạch cười nói, hai ông già chúng ta không thể để người trẻ tuổi xem thường được, nào, chúng ta cũng cho mọi người xem cái gì gọi là lão phu còn điền cuồng hơn thiếu niên. Hai luồng thần hồn mạnh mẽ đã theo thần hồn của Lâm Thanh Diện chống lại đối phương. Đây là một cuộc chiến không gặp mặt,
Hai bên hoàn toàn chưa gặp nhau, nhưng thần hồn lực lại giao chiến trong lối đi. Thần hồn lực của tám cường giả thần cảnh đang tấn công cùng lúc về phía phong ấn, vì vậy mấy người Lâm Thanh Diện cực kỳ dễ dàng tìm được hồn lực của đối phương. Cuộc đối đầu đang đến hồi gay cấn. Thần hồn của Lý Mộ Bạch ở giai đoạn thần cảnh trung kỳ lập tức nổ tung áp chế đối phương, mà Lâm Thanh Diện cũng không nhường, thần hồn thiên sinh nhắc nhở anh, đồng thời thần hồn còn mang theo linh khí, hồn lực của anh không kém hơn Lý Mộ Bạch là mấy. Thương nguyên giới, Từ Bách Tranh nhanh chóng cảm nhận được sự chuyển động bất thường trên lối đi. Tại sao, sao bên kia lại có ba người thần cảnh? Từ Bách Tranh không thể tin được mới cách đây không lâu trên địa cầu lại xuất hiện thêm một người đạt tới thực lực thần cảnh. Mấy người Tống Nghĩa càng khó hiểu, bởi vì trong ba thần hồn lực của đối phương, rõ ràng có hai thần hồn lực đã đạt tới thần cảnh trung kỳ. Có vẻ như chúng ta đã đánh giá hơi thấp những người tu hành trên địa cầu, Từ Trọng Hiếu âm trầm nói. Điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của nguồn linh khí. Bây giờ nguồn linh khí cuối cùng trên địa cầu đang ở nước Hát, đó cũng là lý do tại sao chỉ nước Hát mới có người tu hành. Không ngờ với nguồn linh khí cuối cùng này, nước Hà lại có ba người tu vi thần cảnh, thật là thần kỳ. Từ Thúc Nhân nói, sát khí lóe lên trong mắt Từ Bách Tranh, ông ta đến cạnh mấy người Tống Nghĩa và Triệu Nhân, trầm giọng nói, hôm nay nhất định phải ra oai phủ đầu họ phá vỡ lối đi, đây là việc không thể chậm trễ, chúng ta nhất định phải nhanh chóng cướp được nguồn linh khí. Vâng thưa giới chủ, mấy người Tống Nghĩa đáp lại, ngay sau đó, tám người đều bộc phát sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Gần như ngay lập tức đã áp đảo được cả ba thần hồn lực bên phía Lâm Thanh Diện. Đáng chết, thực lực của nhóm người này thật mạnh. Lâm Thanh Diện nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Mộ Bạch cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị, là người tu hành lớn tuổi nhất nước Hát hiện nay, đương nhiên ông ta cũng biết thương nguyên giới lợi hại thế nào. Chỉ là hơn 200 năm trôi qua, không ngờ người thần cảnh của thương nguyên giới lại nhiều đến vậy. Mà Quý Trường Thanh vừa mới đạt thần cảnh, mặc dù thần hồn của ông ta đã cao hơn khi ở nửa bước thần cảnh rất nhiều, nhưng so với người cùng ở thần cảnh thì bây giờ ông ta vẫn yếu hơn một chút. Cứ tiếp tục thế này thì thần hồn của chúng ta sẽ tiêu hao một cách vô ích, Lý Mộ Bạch nói. Trong lòng Lâm Thanh Diện cũng rất rõ, nhưng trời sinh anh đã cố chấp, làm sao cam lòng nhận thua. Nếu đối đầu cứng trọi cứng không được thì cược một phen đi. Lâm Thanh Diện hạ quyết tâm, nói với hai người Lý Mộ Bạch, hai người yểm trợ cho tôi. Lâm Thanh Diện, cậu định làm gì? Lý Mộ Bạch ngỡ ngàng. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu, nhìn lên lối đi trên trời, kiên định nói, tôi muốn, lên thẳng thương nguyên giới. Cái gì, lên thẳng thương nguyên giới? Mọi người ở đây không có ai không sốc trước lời này của Lâm Thanh Diện. Mọi người yên tâm, tôi chỉ tản thần hồn lực đến thương nguyên giới thôi, chứ không phải tôi tự đến thương nguyên giới. Lâm Thanh Diện giải thích thực lực của họ rất mạnh, nhưng tôi muốn cho họ biết chúng ta cũng có năng lực tiếp cận họ trực tiếp. Không được, không thể làm vậy, nếu thần hồn của cậu lên đến thương nguyên giới, bị họ chiếm được thì sẽ xong đời. Lý Mộ Bạch lo lắng nói. Muốn chiếm được thần hồn của tôi cũng không dễ vậy đâu. Một nụ cười hiện lên trong mắt Lâm Thanh Diện, sau đó một thanh kiếm vàng sáng lấp lánh từ từ bay lên. Dung hợp thần hồn. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, thần hồn nhanh chóng dung hợp vào Trảm Tiên kiếm. Lúc này Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh đã hiểu. Lâm Thanh Diện chỉ muốn để thần hồn của mình dung hợp vào Trảm Tiên kiếm, sau đó phóng tới thương nguyên giới. Trường Thanh, chúng ta yểm trợ cho Lâm Thanh Diện. Lý Mộ Bạch nói to, thần hồn lại bộc phát lần nữa, gợn sóng trên lối đi lúc này kịch liệt rung động. Mà bên này, Quý Trường Thanh cũng vậy. Bên phía thương nguyên giới, mấy người Tống Nghĩa dường như đã thoải mái hơn rất nhiều. Có nhà luyện đan ở bên, bốn người họ là nhà luyện đan cấp cao nhất của thương nguyên giới, trong tay mỗi người đều có vài viên đan dược thần cấp. Có sự trợ lực của những viên đan dược, mấy người Tống Nghĩa có thể phát huy hết thực lực của mình mà không cần lo nghĩ. Lúc này họ cũng hiểu đối phương đã suy yếu, không thể cầm cự quá lâu nữa. Đến lúc giải quyết chúng rồi. Triệu Nhân trầm giọng bảo. Tám người cùng lúc phát ra thần lực tấn công đối phương. Đột nhiên thần hồn của họ trong lối đi cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ lóe lên bên cạnh thần hồn của mình. Chương 1340, điều tra kiếm Trảm Tiên. Bởi vì thần hồn của tám người đều tập trung lại một chỗ cản lại thần hồn của Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh, ngược lại lại bỏ quên mất lực đạo này. Mà Lâm Thanh Diện lại nắm được khe hở này, dung nhập thần hồn của anh vào kiếm Trảm Tiên trực tiếp đưa đến cuối lối đi. Đột nhiên, bên đầu lối đi ở thương nguyên giới xuất hiện một vệt sáng màu vàng kim. Kiếm Trảm Tiên xông thẳng ra ngoài. Đây là... Từ Bách Tranh mở to mắt, sau đó nhanh chóng lui ra sau vài bước. Anh cả đây không phải là binh khí của tên kia sao? Đúng vậy, chính là tên đó.
vết thương trên ngực anh chính là bị thanh bảo kiếm này đâm vào. Không lẽ, ma thần Tu La vẫn chưa chết? Từ Thúc Nhân vừa nói ra, mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Mắt Từ Bách Tranh ngập tràn sợ hãi, kiếm Trảm Tiên cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chủ nhân cầm thanh bảo hiểm này, chính là tên ma thần Tu La năm xử từng đuổi ông chạy đến Thương Nguyên Giới. Mà cũng nhờ uy danh của ma thần Tu La làm cho nhóm Từ Bách Tranh không dám xâm chiếm địa cầu trên quy mô lớn suốt 200 năm qua. Lần này thì dễ hiểu rồi, tôi còn nói sao trên trái đất đột nhiên lại có cường giả thần cảnh, xem ra người này chắc chắn là ma thần Tu La, nguyên thần của ông ta vẫn không tan biến. Từ Trọng Hiếu lớn tiếng nói, nỗi ám ảnh hơn 200 năm trước nhanh chóng bao phủ toàn bộ Thương Nguyên Giới. Từ Bách Tranh luôn làm việc cẩn thận vì muốn giữ được đại cục, lập tức nói, mọi người lui lại, về đại điện bàn luận. Lúc này, ánh sáng vàng kim của kiếm Trảm Tiên đã biến mất ở Thượng Nguyên Giới, nếu bọn họ chú ý thì chắc chắn sẽ cảm nhận được hơi thở trên thanh kiếm Trảm Tiên đã không còn giống với ma thần Tu La nữa. Nhưng uy danh của ma thần Tu La quá lớn, chỉ một thanh kiếm Trảm Tiên đã làm cho đám người Thương Nguyên Giới sợ đến mức không dám tái phạm. Ma thần Tu La chính là nỗi ám ảnh của bọn họ. Tám đạo thần hồn thu hồi về, lúc này, nhóm Lý Mộ Bạch cũng đã cảm nhận được. Thu kiếm Trảm Tiên lại, Lâm Thanh Diện mở mắt. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta nhanh chóng sửa phong ấn lại. Lâm Thanh Diện nhanh chóng nói. Hiện tại người ở Thương Nguyên Giới bị kiếm Trảm Tiên dọa lui lại, nhưng chuyện bọn họ phát hiện ra được người sử dụng kiếm Trảm Tiên không phải ma thần Tu La cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, chỉ cần hỏi Tiểu Nguyệt tất cả đều sẽ rõ ràng. Vì thế, nhóm Lâm Thanh Diện nhất định phải nắm chặt thời cơ, vội vàng sửa chữa lại phong ấn. Không có tám tên thần cảnh cản trở, tốc độ sửa chữa phong ấn rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. Ba người thay phiên nhau sửa chữa, làm mãi đến nửa đêm, xem như đã sửa chữa lối đi trở về dáng vẻ như trước khi bị phá hư. Thương Nguyên Giới lúc này, giới chủ Từ Bách Tranh ngồi trên ghế chủ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Người ngồi bên dưới không ai dám hé răng. Hôm nay vốn đang định được ăn cả ngả về không, cho dù như thế nào cũng phải giải trừ được phong ấn trong lối đi, nhưng không ngờ rằng kiếm Trảm Tiên vừa xuất hiện đã làm ông ý thức được nguyên thần của ma thần Tu La rất có khả năng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nếu thật là thế, Từ Bách Tranh không hy vọng chuyện hơn 200 năm trước lại xảy ra lần nữa. Giới chủ, tôi thấy cần phải điều tra chuyện này cho rõ ràng, Từ Thúc Nhân chắp tay nói. Không sai, giới chủ, kiếm Trảm Tiên đúng là binh khí mà ma thần Tu La từng dùng vào năm đó, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy hơi thở ẩn chứa bên trên kiếm Trảm Tiên này không giống với lúc trước lắm. Từ Trọng Hiếu nói, hừ, bây giờ ông mới chịu nói mấy lời này, sao lúc đứng trước lối vào ông không nói đi? Từ Bách Tranh nhìn em trai của ông ta bằng ánh mắt tàn độc. Từ Trọng Hiếu cúi đầu, từ trước đến giờ ông luôn kiêng dè anh cả của ông, bị Từ Bách Tranh chừng như thế ông cũng không dám nói gì nữa. Từ Bách Tranh nhìn lướt qua mấy người bên dưới, ông nói, chắc mọi người cũng đã biết rõ sức chiến đấu của ma thần Tu La vào năm đó, nếu không chúng ta cũng đã không bị đuổi đến Thương Nguyên Giới này, hôm nay mọi người cũng nhìn thấy thanh kiếm Trảm Tiên kia, vì lý do an toàn tôi vẫn muốn biết rõ ràng mọi chuyện, rốt cuộc ma thần Tu La có chết hay không. Mọi người ngồi dưới tôi nhìn anh nhìn tôi, không ai nói gì. Không có ai trong số bọn họ dám cam đoan rằng ma thần Tu La chắc chắn đã chết, mấy người bọn họ vẫn chưa đến trái đất cho nên cũng không làm rõ được sự thật. Giới chủ, bây giờ bên phía Thương Nguyên Giới của chúng ta chỉ có mình tiểu công chúa ở trên trái đất lâu nhất, tôi nghĩ, hỏi thăm cô ấy một chút chắc là có thể hỏi rõ. Triệu Nhân bước lên nói. Đúng đó. Hỏi Nguyệt xem, con bé chắc chắn biết được chuyện về kiếm Trảm Tiên là như thế nào. Tự Trọng Hiểu vội vàng nói. Mặt Từ Bách Tranh âm trầm, từ từ gật đầu, nói với thị vệ bên cạnh, đi đi, mời công chúa đến đây. Thị vệ còn chưa đi đã bị Tống Nghĩa gọi lại, giới chủ, công chúa vừa mới từ tàn hồn khôi phục thân thể, bây giờ cần phải nghỉ ngơi, không nên đi lại quá nhiều, không bằng giới chủ hạ mình, đi đến Minh Nguyệt Các hỏi công chúa đi. Đúng đó. Giới chủ, Minh Nguyệt Các cũng cách nơi này không xa, chúng ta có thể cùng đến đó hỏi cho rõ ràng. Triệu Nhân cũng nói. Hai người là cái thá gì? Từ Trọng Hiểu ngang ngược nói, anh cả tôi phải làm như thế nào còn cần hai người dạy sao? Về công, Tiểu Nguyệt là con gái của anh cả tôi, về tư, là cấp dưới của giới chủ, bảo cô ta đến đây không lẽ không được sao? Thuộc hạ chỉ lo lắng cho cơ thể của công chúa, không có ý muốn bất kính với giới chủ. Đám Tống Nghĩa vội vàng nói. Hai người nói như vậy, không lẽ tôi lại không quan tâm đến cơ thể của con gái tôi sao? Từ Bách Tranh trầm thấp nói. Thuộc hạ không dám.
Từ Bách Tranh nhìn bọn họ thôi, nếu đã vậy, chúng ta đi đến Minh Nguyệt Các thăm Tiểu Nguyệt đi, vừa lúc cũng xem thử con bé khôi phục như thế nào rồi. Nói xong, Từ Bách Tranh đứng dậy chuẩn bị đi về phía Minh Nguyệt Các mà Tiểu Nguyệt đang ở. Từ Trọng Hiểu và Từ Thúc Nhân đi đằng sau ông dùng ánh mắt âm độc trừng Triệu Nhân và Tống Nghĩa. Hai tên cường giả thần cảnh này đều cúi đầu, hoàn toàn không dám chạm mắt với nhóm Từ Trọng Hiểu, ba anh em này có quyền lực cao lớn nhất ở trong Thương Nguyên giới. Nguyên nhân không phải vì khác mà là vì tu vi của ba người đều đã đến thần cảnh đỉnh phong. Ngay lúc ba người còn chưa rời khỏi đại điện, một bóng người xinh đẹp chạy nhanh đến, Từ Tuyết Nhi bước vào đại điện. Ba, mọi người định làm gì đó? Từ Tuyết Nhi mỉm cười hỏi. À, chúng ta định đi đến Minh Nguyệt Các, có một số việc cần hỏi em gái con. Từ Bách Tranh trả lời đúng sự thật. Ba, bình thường ba đã bận rộn vì chuyện trong Thương Nguyên giới rồi, chuyện này cần gì phải tự hạ mình đi hỏi Nguyệt chứ, thời gian của ba quý giá lắm, Từ Tuyết Nhi nói. A, vẫn là Tuyết Nhi hiểu lý lẽ hơn, không giống hai người này, Từ Trọng Hiếu nói. Đây cũng không phải chuyện nhỏ, lúc này sau khi con đi rồi, Kiếm Trảm Tiên lại trực tiếp bay từ lối đi ra bay đến bên Thương Nguyên giới của chúng ta, bây giờ chúng ta đang nghi ngờ ma thần Tu La vẫn chưa chết cho nên muốn đi hỏi Tiểu Nguyệt xem có biết gì về chuyện Kiếm Trảm Tiên không. Từ Bách Tranh nói, ông chưa bao giờ giấu giếm điều gì trước mặt con gái lớn cả. Từ Tuyết Nhi cười nói, thì ra là chuyện này à, như thế này đi ba, ba làm việc một ngày đã đủ mệt rồi, để con đi hỏi giúp ba, hiểu rõ ràng chuyện này, ba thấy được không? Được rồi. Vậy làm con vất vả rồi, Từ Bách Tranh gật đầu nói. Không có gì vất vả cả, con là đại công chúa, vốn cũng nên làm gì đó cho Thương Nguyên giới của chúng ta, nói xong, Từ Tuyết Nhi rời khỏi nơi này. Nhìn bóng dáng Từ Tuyết Nhi rời đi, Từ Trọng Hiếu nói, anh cả Tuyết Nhi đúng là không tệ, biết cách cư xử, hiểu lý lẽ, sau này chắc chắn sẽ thành châu báu. Ừ, tôi thấy nếu Tuyết Nhi là con trai, sau này địa vị chắc chắn sẽ không ở dưới hai chúng ta. Từ Thúc Nhân cũng nói, mắt Từ Bách Tranh đầy vẻ vui mừng, ông vô cùng hài lòng về cô con gái lớn này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1340.